Già Thiên Tập 217, Trốn Giao Trì Cũ Thuyết Minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Không phải huyết nhục thánh linh chân chính, cũng không phải một hung vật. Điều này làm cho Diệp Phàm thở phào một hơi nhạy người, nhưng ít nhiều đối với đứa nhỏ này cũng có một chút ái náy. Hiện tại đã mở ra lớp đá ngoài, không có khả năng để mặc cho nó tiếp tục ở lại trong thạch phường. Diệp Phàm cũng không định phá vỡ lớp tiên nguyên, tốt hơn là cứ để nó ở vào trạng thái phong ấn. Tuy rằng chưa hề có nhiều chứng cứ chính xác, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy lai lịch của đứa nhỏ này hơn phân nửa rất nghịch thiên tương lai có thể sẽ phát sinh rất nhiều chuyện khó có thể đoán trước tiểu mập mạp đừng từ chối ta không thương tổn người thành thật ngủ đi diệp phàm lên tiếng đương nhiên lần này chỉ dùng thần thức chuyển niệm phân lạc nhượng cá lạc lỵ đứa nhỏ phùng má than thở diệp phàm thật sự khó có thể đoán được đây là loại ngôn ngữ gì ngày nay hắn sớm đã nắm giữ thần văn thái cổ thông dụng của vạn tộc nhưng ngôn ngữ của đứa nhỏ đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn có cảm giác còn cổ xưa hơn suy nghĩ lại cẩn thận thật sự là khiến lòng người rúng động loại ngôn ngữ này vốn ở đâu là ngôn ngữ ở thời đại rất xa xưa hay sao đúng thật là đến từ địa cầu từng có một đoạn năm tháng bị phủ đầy bụi và bị quên đi hay sao diệp phàm lẩm bẩm tự nói trước kia khi hắn còn là một phàm nhân đã cảm thấy rất hứng thú đối với bí thuyết giai thoại cổ đại tố vấn thiên trong hoàng đế nội kinh từng có ghi lại người thượng cổ xuân thu đều trăm tuổi mà động tác không suy yếu đó là một đoạn cổ sử thần bí bao phủ một tầng sương mù lần trước khi hắn trở về địa cầu cũng chưa hề đào móc ra được bí tân gì đặc biệt có lẽ ta nên trở về một chuyến nữa xem sao diệp phàm lẩm bẩm tự nói hắn không dám tùy tiện nhích người sợ sẽ mang tới chiến hỏa nơi đó ngày nay cừu địch không có người nào là dễ đối phó thậm chí có chuẩn đế sắp xuất hiện vì thế hắn không thể không cố kỵ cắt đá ra một đứa nhỏ có thể so với một thánh nhân thật nghịch thiên đây là hậu đại của người nào quả thực khó tin trời ạ chẳng lẽ đây là tiên thai bị lạc lối xuống thế gian ngày nay xuất thế bằng không sao có thể cường đại như thế xa xa mọi người cả kinh kêu lên thời gian đã cách nhiều năm diệp phàm vừa quay lại thạch phường y như quá khứ liền dẫn phát chấn động tại đây tách đá không ngờ lại xuất hiện một sinh mệnh thể còn sống còn nhỏ mà đã cường đại như thế đứa nhỏ béo tròn mộc mạp, da thịt mịn màng đôi mắt to có thần lúc này nó đối mặt với diệp phàm cố gắng để chính mình không thua sút thoạt nhìn có vài phần quật cường đáng yêu diệp phàm suy nghĩ một hồi lâu vẫn không biết nên xử lý như thế nào với nó một ít nhân vật trọng yếu của cơ gia sông tới vẻ mặt tràn ngập kinh hát y năm đó khi xử lý khối vật liệu đá này thực tùy tiện không nghĩ tới lại chôn vùi một tiểu tổ tông đây là sinh mệnh thể cắt ra tới từ cơ gia các ngươi sau này không lâu ta sẽ tới tộc các ngươi coi như xuất gia làm lễ trọng đi Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi nói. Đứa nhỏ trừng mắt, miệng lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Ai mà biết ngươi là mầm tai họa hay là kẻ vô tội, nếu đã xuất thế, hình dạng ngươi này khẳng định là một miếng thịt đường tăng, mỗi người đều muốn cắn một miếng, ta đưa ngươi vào cơ tộc, ngươi sẽ được che chở, thôi ngủ say cho tốt đi. Diệp Phàm mang theo tiểu mập mạp trong tiên nguyên rời đi, mà thần thành thì sôi trào, dẫn phát một hồi chấn động lớn, sự kiện này thực không tầm thường, trong nháy mắt chuyển đi khắp bốn phương đứa nhỏ xuất thế từ trong đá này biểu hiện quá mức thần kỳ làm cho người ta không thể không khiếp sợ ở bóc vực dẫn phát lên một hồi sóng to gió lớn sau đó lại rất nhanh thổi quét khắp trung châu nam lĩnh ngay cả chư thánh vực ngoại đều kinh sợ không thể tin được lại có đứa nhỏ nghịch thiên như vậy đạo hữu xin dừng bước diệp phàm không nhanh không chậm đi về hướng giao chỉ đột nhiên phía sau có người kêu to quay đầu lại nhìn thì ra là đại thánh hồn thác của cổ tộc đuổi theo hắn ngài có chuyện gì sao diệp phàm dừng chân xoay người nhìn lại, hỏi. Vị thần xui xẻo lau mồ hôi trên mặt, dường như là cố sức đuổi theo tới đây, vừa nhận được tin tức lão liền đuổi theo, tìm được Diệp Phàm. Diệp đạo hữu, ta nhận ra người thân mới đến. Hồn thác vẻ mặt rất rẻ rặt nói, "Ta với ngài đâu có quan hệ thân thích gì, ngài cảm thấy chúng ta rất giống nhau sao?" Trên mặt Diệp Phàm mang theo vẻ tựa cười như không cười, nói, "Đạo hữu hiểu lầm rồi, ta là nhận người thân với đứa nhỏ ngươi cắt ra." đó là đứa nhỏ nhà ta thất lạc hơn một trăm vạn năm trước hôm nay đặc biệt đến nhận lại hồn thác đầy vẻ mặt lo lắng nói diệp phàm vui vẻ nói ngài thật đúng là dám nói ra miệng đây là đứa nhỏ nhà của ngài ư ngài thử hỏi xem nó có nguyện ý nhìn nhận quen với ngài không còn nữa hãy quan sát cẩn thận xem khối tiên nguyên này có phải hay không năm tháng tồn tại còn xa xưa hơn so với ngài trong tiên nguyên đứa nhỏ kia đang lườm lườm đôi đồng tử đen nhánh trong đôi mắt sáng nhìn hồn thác trong miệng lầm bầm nói ngạch ngoại nhiệt cắt tháp hồ lý môn người xem nó đang gọi ta đấy đây là con nhỏ của ta khi ta còn trẻ tuổi nhất thời hồ đồ mà lưu lại ở bên ngoài hôm nay gặp lại thật sự là khiến lão già ta vô cùng vui mừng cảm động đến muốn khóc ô hô tổn thương thần khí mà hồn tháp đại thánh mặt không đỏ trái tim không đập nhanh nghiêm trang nói ngài có thể có con nhỏ như vậy diệp phàm cười nhạo thật ra cũng không sợ lão cướp đoạt vẫy vẫy tay gọi lão lại gần muốn dựa vào lão tiến thêm một bước xác định thân phận của đứa nhỏ hồn thác đại thánh có hơi do dự tuy rằng được xưng là vị thần xui xẻo nhưng vẫn sợ vị sát thần diệt phàm này vạn nhất hắn ném binh khí đế trên người lão vậy thì có thể chính lão tự xui xẻo rồi lão đừng chân ở xa xa nghe đứa nhỏ than thở bất mãn với mình không lâu sau sắc mặt hồn thác liền biến đổi càng nghe đứa nhỏ lầm bầm vẻ mặt lão càng ngày càng ngưng trọng run giọng nói loại ngôn ngữ này như thế nào lại còn trên thế gian không có khả năng cuối cùng lão không chịu nổi sự dày vò trong lòng kia được diệp phàm cho phép liền vươn ra một đạo thần thức quan sát tiên thai rực rỡ của đứa nhỏ khi những âm thanh hiến tế kia vang lên thân thể hồn thác đại thánh run rẩy dữ dội sau đó như là một con thỏ già bị kinh động lão lùi một phát cao 30 mươi trượng rồi nhanh như chấp bỏ chạy bộ dáng kinh hoàng như chó nhà có tang cái loại sắc mặt này cũng không phải là giả bộ hồn thác đây không phải là đứa con của ngài sao mau mau nói ra nguyên cớ diệp phàm ôm đứa nhỏ đuổi theo sát phía sau chuyện không liên quan tới ta đứa nhỏ của ta sớm đã trầu trời rồi đây đâu phải là hậu đại của ta rõ ràng là một tiểu tổ tông hồn thác vừa chạy như điên vừa nói vói lại thực lực điên điên của lão vừa ra như gió như tia chớp làm cho diệp phàm đuổi theo đều có điếm cố hết sức nói ra lai lịch nó bằng không đừng trách ta không khách sáo diệp phàm tới gần ở phía sau uy hiếp ta khuyên ngươi mau mau tiễn bước tiểu tổ tông đi không cần chọc vào trước thời thái cổ từng có một nhà cổ hoàng tộc đều vì vậy mà tuyệt diệt hồn thác đại thánh trịnh trọng cảnh cáo nói hưu nói vượn diệp phàm khẽ quát hai người một chạy một đuổi lại chạy thẳng tới giao trì cũng chính là mục tiêu diệp phàm muốn tới hồn thác đại thánh không đợi bẩm báo vù một tiếng chui tọt vào sơn môn phía trước cổ họng la làng như cái thanh la hô lớn mau chuẩn bị tây hoàng tháp đến đây một cái đại tai họa mau tế ra hai kiện binh khí đế trở lên đưa đứa nhỏ này vào vũ trụ vô ngần bằng không sẽ xảy ra đại họa diệp phàm và hồn tháp một trước một sau tiến vào giao trì dọc theo đường đi hồn tháp đại thánh giống như thế quỷ không muốn trêu chọc đứa nhỏ kia tương truyền đó là ngôn ngữ cấm kỵ trong sử sách thái cổ có ghi lại một phần nhỏ sớm đã thất truyền gặp người nói loại ngôn ngữ này là mầm tai họa diệt thể ngày xưa từng có một đại hoàng tộc chọc phải một đám người như vậy giao chiến nửa ngày máu chảy thành sông bị xóa bỏ sạch sẽ Hồn Thác Đại Thánh ăn ngay nói thật. Sau đó, lão lại nhắc tới âm thanh nghiến tế kia, nói rõ cho Diệp Phạm biết. Khi bất tử Thiên Hoàng tọa hóa cũng từng có loại âm thanh nghiến tế này vang lên, cùng hòa với tiếng khóc đau thương của vạn tộc. Nhưng không có to lớn như âm thanh mai táng ghi nhớ trong tiên thai của đứa nhỏ này. Trong thần thức của nó ngập trời như đại dương mênh mông, có ý bi thương của khắp thế gian, xuyên thấu qua thức hải của một đứa nhỏ mà tái hiện bản thân chuyện đó đủ để nói rõ vấn đề. Nhìn như là một đứa bé ngây thơ vô hại kỳ thật có thể là một tổ tông sống ở thời cổ xưa nhất có lẽ nó đã xảy ra dị biến tốt nhất không nên trêu chọc hồn thác đại thánh ngạch thường đều là một bộ dáng ung dung tiêu sái đi đến đâu mang xui xẻo đến đó nhưng hôm nay lão lại là một bộ dáng giống như tự mang xui xẻo tới cho mình mặt nhăn nhó không khác gì quả mốc đắng biện pháp ổn thỏa nhất chính là trục xuất kích hoạt binh khí đế dựa theo lễ tang như đại đế cổ đưa nó vào hư không hồn thác đề nghị ngay cả nhân vật như lão bực này đều chỉ là nhìn thấy qua một ít mơ hồ ghi lại ở trong sách cổ mà không rõ đến tột cùng là gì chỉ biết là loại âm thanh hiến tế âm cùng với người nói ra loại ngôn ngữ này không thể trêu chọc bằng không có thể chính là một hồi tai họa ngập trời khi bất tử thiên hoàng hạ táng cũng có âm thanh hiến tế cùng loại mà tiếng vang trong tiên thai của đứa nhỏ này còn to hơn diệp phàm hỏi ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng trên thế giới này dù sao cũng có người và những sự kiện ở ngoài dự liêu của ngươi đứa nhỏ này ngươi không nên nghiên cứu kỹ mau mau buông tay đi hồn thác trịnh trọng nói xong hết thảy sau đó đứng dậy cáo từ diệp phàm thật cũng không có làm khó lão ngày nay cùng với lão già xui xẻo này cũng không có xung đột gì lớn lắm giao trì như trước núi sông xinh đẹp tuyệt trần cây cỏ hoa lá từng màng nụ hoa rực rỡ mùi thơm ngát ập vào mũi thần điện mờ ảo treo trên vách núi sương mù mông lung từng mảng hồ nước như những viên chân châu dày đặc cổ thụ che trời lay động phát sáng vô số cảnh đẹp tuyệt vời diệp phàm gặp lại giao chỉ thánh nữ ngày nay nàng đã trở thành chủ nhân kế thừa phong thái như trước xinh đẹp nhất đông hoang ngày xưa cùng ăn rượu y đều được xưng là mỹ nhân tuyệt thế váy dài màu xanh kéo dài sau thân mình nàng yếu điệu hơn xưa thướt tha mà đến không chút phấn son nhưng lại làm cho thiên hạ đều mất hết màu sắc hai hàng mi cong vút trên gương mặt xinh đẹp mịn màng ánh mắt trong suốt có một loại linh động đẹp không thể tả chúc mừng diệp huynh vô địch cổ lộ nhân tộc nàng chúc mừng mang theo vẻ tươi cười ôn hòa diệp phàm liêu y cũng đến đây trên mặt có nụ cười cũng có nước mắt cũng có kích động là bạn cũ đến từ một bến bờ tinh không khác đối với nàng mà nói hắn là người thân duy nhất ở trong một tòa cung điện rộng lớn bọn họ nói chuyện với nhau ước chừng hai giờ kể rõ một ít trải qua mấy năm nay cảm khái lực lượng năm tháng vô cùng đã xảy ra rất nhiều chuyện diệp phàm nói thẳng ý đồ mình đến muốn nhìn thử xem cửu khiếu tiên thạch kia thế nào bằng không trong lòng luôn bất an hắn lên tiếng nói ta không biết các người rốt cuộc có chuẩn bị gì ở sau nên biết rằng một khi nàng ta xuất thế hơn phân nửa sẽ vô địch thiên hạ ngoại trừ tồn tại trong các vùng cấm sẽ không có người nào có thể chế phục giao chỉ thánh nữ lắc lắc đầu nói nàng là đứa con của giao chỉ chúng ta từ khi thần chí ngây thơ đã bắt đầu được giảng kinh trút vào rất nhiều tâm huyết dù là ý chí sắt đá cũng đã bị cảm hóa từ lâu huống chi nàng vốn là đồng tâm một thể với giao trì huynh có thể yên tâm nàng lộ ra một chút vẻ khó xử uyển chuyển nói cho diệp phàm đừng lo về thần thai giao trì này có bí ẩn khó nói nhưng cam đoan tuyệt đối sẽ không trở thành tai họa bên bờ tiên trì bàn đào cổ thụ như chiếc xanh um phiền lá xanh như mãn não trong suốt lấp lánh chung quanh có các loại tường cầm thụy thú thường lui tới thần thạch cửu khiếu bát khổng phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa phát ra tràn đầy khí cơ sinh mệnh diệp phàm nghỉ chân bên bờ hồ nhìn chằm chằm vào thần thạch cửu khiếu bát khổng dưới cây cổ thụ nguyên thiên nhãn mở to nhìn xuyên qua đá nhìn xem cẩn thận trong lớp đá một nữ nhân thần tư ngọc cớt tào nhã tuyết đại đã thành hình máu thịt sáng lóng lánh bất cứ lúc nào sẽ thức tỉnh tiến tới phá vỡ vật liệu đá mà ra diệp huynh yên tâm giao trì tự có chừng mực dù có không cẩn thận đi nữa cũng sẽ không gây tai nạn và rắc rối cho thiên hạ giao chỉ thánh nữ dịu dàng nhìn thần thạch nói diệp phàm sâu sắc cảm thấy được trong đó dường như thật sự có ẩn tình cùng với lời nói của thánh chủ giao chỉ ngày xưa không giống nhau hẳn là thánh địa ẩn tàng rất nhiều bí mật che mắt mọi người trên vòm trời tràn ngập hỗn độn khí một tòa cổ tháp như ẩn như hiện nặng nề di động đó là tây hoàng tháp với tiên lệ lục kim luyện chế thành chấn thủ khắp vùng đất lành tiên lệ lục kim là tiên liệu thế gian có lời đồn đãi nói là nó đại biếu cho bi ca và nước mắt quả thật cũng như thế tương truyền tây hoàng cũng là nửa đời thê lương và tức núi trong giao trì mỗi một vị nữ nhân tài tình tuyệt đẹp rừng như đều sẽ có các loại khuyết điếm đều lưu lại chuyện cũ thương tâm của mỗi người khác nhau trên vòng trời xuất hiện một nữ nhân trên mặt là vô tận thương cảm gật gật đầu với diệp phàm rồi chìm sâu vào khu vực chỗ tây hoàng tháp làm bạn cùng với nó diệp phàm chào một đại lễ đó là dương di là hồng nhan tri kỷ của trương lâm tổ sư nguyên thiên sư đời thứ năm dường như lại một lần nữa xác minh tiên lệ lục kim tháp bất tường, để lại nuối tiếc và bi thương. Vô thủy đại đế đến tột cùng có quan hệ gì với giao trì? Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Còn hắc cẩu kia hẳn là biết. Giao trì thánh nữ nói. Nó mất tích rồi. Diệp Phàm bất đắc dĩ. Giao trì thánh nữ nói. Đúng như trong lòng huynh dự đoán như vậy, cũng không phải giả, mà ta cũng chỉ mấy năm gần đây mới xác nhận, sau khi cổ hiền phong ấn trong tiên chỉ xuất thế đã nói ra chuyện xưa đó vô thủy đại đế thật sự xuất từ giao trì diệp phàm thoát xoay người hắn chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi không nghĩ tới đối phương nhưng lại thật sự công bố rõ chân tướng này đúng vậy vô thủy đại đế là con của tây hoàng giao trì thánh nữ bình tĩnh nói như là một tiếng sấm chấn cho diệp phàm run lên điều này thật đúng là kinh thế hại tục một môn hai đế không thể phá vỡ không phải đã có người phá nát ngăn cản làm được rồi ư con nối dòng thân sinh của tây hoàng vẫn không bị áp chế dưới hoàng đạo vô thượng của bà dừng lại ở trước tuyệt đình mà ngược lại nghịch thiên đột phá vì vậy mới có vô thủy độc nhất vô nhị tin tức này nếu truyền ra ngoài tất nhiên là nổi sóng dậy trời rúng động khắp thiên hạ vũ trụ đều phải dung chuyển ai nói con nối dòng của đại đế không có cách nào chứng đạo ai có thể nói một môn không thể có hai đế xưa nay không người nào có thể phá vỡ ma chú hóa ra không biết là sớm đã bị vô thủy phá trừ đây là đại sự kinh người là một hồi gợn sóng thật lớn đủ để cải sửa một ít nhận thức thưởng thức tu luyện trên lịch sử thật dung chuyển trời đất vang dội cổ kim đánh vỡ thần thoại khai mở kỳ tích xưa nay chưa từng có diệp phàm thở dài đều nói người chủ giao trì không được lập gia đình nhưng không thể tưởng được tây hoàng nhưng lại lưu lại một đứa con nếu loan truyền ra ngoài dĩ nhiên sẽ là một hồi sóng to gió lớn tây hoàng có một đoạn chuyện tình thảm thiết tự tay nàng từng tống tiễn bạn tình rời thế sau đó lại tự tay phong ấn đứa con duy nhất cơ khổ phối hợp cuối cùng ở giao chỉ thu nhận môn đồ từ đó lập giáo giao chỉ thánh nữ nói cũng không có gì giấu giếm thì ra là thế cường đại tuyệt tươi đẹp như tây hoàng thân là đại đế nhưng cũng có một đoạn bi ca có thể nghĩ mà biết làm cho một vị đại đế không đủ sức xoay chuyển trời đất tự tay đưa tiễn giải thoát cho người yêu đó là loại bi ai đau thương biết nhường nào diệp phàm không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể tưởng tượng ra loại thê thương này tây hoàng tất nhiên có vô tận bi thương và nối tiếc làm cho người ta cảm khái vô thủy từ khi còn rất nhỏ đã bị phong ấn hắn xuất thế ở một lần thời đại hắc ám hết thảy đều là không có cách nào thời đại đó cần con của đế chấn áp náo động hắc ám vì vậy phải giải khai phong ấn từ đó cũng tạo ra một đời truyền kỳ bất bại chấn động muôn đời vô thủy đại đế rốt cục mạnh như thế nào diệp phàm đối với vị đại đế này lòng có kính ngưỡng thực muốn biết hết thảy về hắn cường đại đến không thể đo lường đây là người trong giao chỉ đánh giá diệp phàm hiểu được đại đế không thể nhìn lên khó có thể đo lường cũng chỉ có thể từ chiến lược khi hắn chưa thành đế để tính toán khi ông ấy sinh ra trên đỉnh đầu khí tưởng hòa sông thẳng lên trời cao bốn biến đều chấn động giao chỉ thánh nữ nói ra một sự thực kinh người trong lòng diệp phàm chấn động mãnh liệt lập tức lấy ra đứa nhỏ mập mạp trắng mịn kia nhìn chằm chằm vào tiểu tử, tử trong thần nguyên nhìn đến nó phát sợ hãi tuy nhiên tiểu tử, tử kia cũng rất có cốt khí khiếp đảm chỉ trong chốc lát rồi trừng mắt nhìn lại hắn nhìn thẳng vào hắn miệng lầm bẩm không ngừng an đoán đức mã sâm phi lạp cô nô liệu y hỏi rõ từ đâu có được tiểu từ kia sau đó không kiềm nổi ngạc nhiên thán phục thật sự nghe mà rợn cả người vô thủy đại đế khi còn nhỏ có giống tiểu mập mạp này không diệp phàm hỏi cái gì nói nó béo mập các đứa trẻ khi còn nhỏ đều mụ mẫm đáng yêu như vậy liệu y không kiềm nổi ôm lấy khối tiên nguyên này Cách một khoảng cách, cưng chiều sờ đầu của nó. Cụ thể không thể biết được. giao chỉ thánh nữ lắc đầu, vô thủy đại đế thủa nhỏ mất cha, từ rất nhỏ, đã bị mẫu thân phong ấn, đều không phải là lớn lên ở bên song thân, người ngoài chỉ biết có hạn. Không hề nghi ngờ phụ thân hắn là một vị thánh thể, nếu không có gì ngoài ý muốn. Hơn phân nửa đã đại thành, bằng không sao có thể xứng đôi với Tây Hoàng đã thành đạo. Trong cơ thể chảy xuôi có máu huyết của hai đại trí tôn, không cần nghĩ, cũng biết tất nhiên rất nghịch thiên trên thực tế uy danh vô địch của tiên thiên thánh thể đạo thai vang dội cổ kim sớm đã được chứng thật được liệu y trấn an đứa nhỏ rất thành thật nghe lời nheo lại đôi mắt to thì thảo mấy câu huyên thuyên tiểu mập mạp ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện đừng nói những cổ ngữ này nữa diệp phàm nói bại hoại bại hoại bại hoại bại hoại đứa nhỏ dùng thần thức truyền âm liên tục hô lên bốn câu bại hoại bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di cắp phim Truy cập kênh YouTube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Dạo chỉ thanh nữ cùng với liệu y lập tức đều nở nụ cười, chỉ có Diệp Phạm Bí Hiếp nói. Tiểu mập mạp, còn dám nói lung tung, ta đem ngươi vứt vào cổ quán thái sơ để tồn tại quỷ dị nơi đó nghiên cứu ngươi cho thấu triệt. Ngươi mới béo đấy. Lần này, nó tức giận kêu la thành tiếng, lại không phải là cổ ngữ, mà là ngôn ngữ đương thời. Diệp Phạm ngẩn ra, rồi sau đó chợt hiểu đứa nhỏ này ở thạch phường cơ gia thức tỉnh rất nhiều năm có thể cảm nhận được hết thảy bên ngoài tất nhiên là sớm thông hiểu tiếng người hi, hi chờ có cơ hội ta mang muội và trương văn sương trở lại tinh không kia thăm một lần diệp phàm quay đầu lại nói thật sự thật vậy chăng liệu y thanh âm phát run nước mắt tuôn rơi thật sự diệp phàm cho nàng một câu trả lời khẳng định thuyết phục ta cũng muốn đi đó là địa phương ta sinh ra đứa nhỏ kêu lên Diệp Phàm ngẩn ra, tiểu mập mạp này đột nhiên nói nhiều lên, và lại nó như thế nào có thể xác định. Ngay sau đó, hắn chợt hiểu, mình lại xem thường đứa nhỏ này, nó có thể cảm nhận được tâm tình của người khác, bắt giữ được dao động thần thức của Liễu Y, hiểu rõ đó là một chỗ như thế nào. Tiểu mập mạp người rất không thành thật. Diệp Phàm xách nó lên, tránh cho nó thăm dò thức hải của Liễu Y đang ở trạng thái kích động mà không một chút bố trí phòng vệ. Tiếp theo sau, Diệp Phàm hỏi tới vấn đề vẫn luôn suy nghĩ nhưng Thủy Trung không có đáp án, nói. Địa phương giao chỉ cụ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từng phát sinh một ít chuyện bất tường. Giao chỉ thánh nữ sắc mặt u sầu, cũng không có nhiều lời, không muốn lộ ra, từ đó có thể thấy được chuyện này ẩn chứa bí mật không phải là nhỏ. Cuối cùng, Diệp Phàm cáo từ, tặng một khối đạo tri nguyên cho liệu y, rồi mang theo đứa nhỏ rời đi. Tiểu mập mạp ngươi còn chừng ta, coi chừng ta hầm ngươi. Diệp Phàm hù dọa nó đứa nhỏ liền phùng mang trợn mắt vẻ mặt không phục nhưng ít nhiều bộ dáng cũng có vẻ hơi sợ hãi muốn chạy trốn lại chạy không thoát muốn đánh nhau lại đánh không lại làm cho nó thở phì phì như thế nào không trò chuyện vận dụng tiềm thức của ngươi nói không chừng có thể nhớ lại xuất thân chân chính của ngươi đấy diệp phàm nói hai đồng dùng đôi mắt to lườm hắn một cái rồi không thèm quan tâm tới rõ ràng là đang thầm tức giận diệp phàm nở nụ cười cảm thấy tiểu tử này còn rất có hứng thú chán ghét ngươi đứa nhỏ trắng trẻo mịn màng như ngọc mài nhìn thấy diệp phàm luôn lấy nó ra trêu ghẹo không kiểm nổi liền vung tay múa chân bình bịch muốn dãy thoát ra ngoài ngươi đừng lộn xộn vạn nhất phá vỡ tiên nguyên ngươi chờ khóc đi không còn có biện pháp phong ấn lại bên trong đó diệp phàm nói địa vực bóc vực hơi lạnh vắng tanh gần cả trăm vạn dặm không có người ở cứ tiếp tục đi tới như vậy có thể cả một đời đều khó có thể gặp được một sinh linh đất đai khô cằn không có một ngọn cây cọng cỏ đây là hiện trạng của bắc vực diệp phàm nhắm tới một hướng mà đi càng đến gần càng cảm nhận được áp lực có một loại dao động pháp tắc lớn lao đây là hướng đi tới cấm địa thái sơ cách xa nơi này hơn 800 dặm đã cảm nhận được một loại lực lượng trật tự vô hình làm cho tim người ta đập nhanh từng hồi diệp phàm bay lên bầu trời từ xa xa nhìn nơi đó cổ quáng tĩnh mịch phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt khí cơm mênh mông cuồn cuộn trường tồn cùng thế gian khiến chư tôn muôn đời đều kinh sợ. Sự kiện ngày nay, các đại cấm địa đều có dấu hiệu sống lại. Trước đó không lâu, còn nghe nói, cổ quáng thái sơ có một nữ nhân thổi sáo bay ngang không trung, không có người nào còn dám tới gần. Diệp Phàm cũng dừng chân tại đó, không định tới gần quá mức. Chỉ là qua thời gian đã nhiều năm hắn muốn ở khu vực bên ngoài trông về phía xa xa một phen mà thôi, nhìn thử xem có biến hóa gì đặc biệt. Cung điện to lớn một lần nữa đứng sừng sững trên mặt đất. Trong vùng cấm thái sơ, trong những địa thế đặc biệt kia có một số cung điện to lớn đứng sừng sững hiển nhiên là một số thần miếu hiến tế chìm trong lòng đất được khai quật lên cổ quáng thái sơ dị động cách thời điểm chân chính xuất thế không còn bao xa diệp phàm không dừng lại quá lâu ngày nay ở địa phương này chuyện gì đều có thể phát sinh hắn nhanh chóng rời đi đi tới một vùng sa mạc ngoài hai ba vạn dặm dưới ánh trăng khắp mặt đất mông lung mờ ảo lớp đất màu đỏ thẫm có vẻ thực hoang vắng không có một chút sinh khí bỗng nhiên tận cuối trời đất mình mông sinh ra từng luồng hào quang trắng bay lên không bay về phía chân trời trong nháy mắt liền chìm sâu vào vòng trời u tối diệp phàm lập tức phóng vọt lên trời cao ngày nay hắn có được tốc độ nhanh nhất thiên hạ chỉ động ý niệm là có thể đi khắp bát hoang rất nhanh liền đi tới vòng trời nhưng vẫn muộn một bước chỉ có thể nhìn thấy mấy cái thân ảnh màu trắng tiêu tán đi thật sự quá nhanh phi thường mờ ảo chấp lóe không chừng giống như tiên nhân biến mất trong bóng đêm giao trì phi tiên năm đó Hắn cùng với Hắc Hoàng đúng là dựa vào đó, tìm được vùng đất này. Về giao trì phi tiên, từ xưa đến nay đều không có cách giải thích xác thực. Nơi đây ngẫu nhiên dưới ánh trăng đêm, sẽ có kỳ cảnh phi tiên, nhưng ai cũng không nói rõ là chuyện gì xảy ra, ở xa nhìn thấy mông lung mờ ảo, tới gần lại thấy mờ mịt xa tít, rồi ngay lập tức không thấy gì. Theo truyền thuyết, đây là tàn ảnh từ thời thái cổ, là chiếu rọi qua vô tận năm tháng trước đây hồi chiếu lại chuyện cổ xưa. Vùng đất cũ dưới đêm khuya thật vắng lặng không có một chút thanh âm ánh trăng sáng từ chiếu rọi lên các tảng đá vụn màu đỏ thẫm đều phát sáng diệp phàm bước đi tới hướng phía trước vươn ra thần thức cường đại ở dưới biển cát màu đỏ tìm được một cái giếng cạn thấu phát ra khi tức năm tháng thái cổ miệng giếng dùng ngọc thạch xây thành mặt trên đè một tảng đá lớn khi mở ra ánh sáng tinh tú và ánh trăng trên bầu trời lập tức giống như thác nước chút xuống rơi vào trong giếng nó đang phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa bổ sung thần năng cho trốn giao chỉ cũ diệp phàm nhoáng lên một cái lao mình vào miệng giếng, cũng không biết hạ xuống bao nhiêu trượng tới đáy rồi lại rơi xéo về phía trước, cuối cùng từ dưới đáy một cái hồ lớn khô cạn đi lên. Hắn biết đã chính thức tiến vào địa phương giao chỉ cũ. Đây là một vùng đất ngăn cách với trần thế, linh khí nồng đậm không tan, nhưng địa phương này cây cỏ và cổ thụ tất cả đều đã chết. Phiến lá rụng hết sạch, không còn mảy may sinh cơ. Rất nhiều cổ thụ chết héo thô to dọa người, cùng từng đỉnh núi hùng vĩ cao lấp trong vòng trời, đáng tiếc không có một phiến lá, không có một tê sinh khí khắp nơi im ắng không khí trầm lặng vốn xưa kia là một thế giới hoa thơm chim chóc hót líu lo nhưng ngày nay lại biến thành vùng đất khô cằn sỏi đá có một loại khí tức quỷ dị địa phương này cũng không thiếu nước trên đường cũng nhìn thấy một hai dòng suối nhưng chính là không có sinh khí tôm cá cỏ cây đều chết sạch hiển lộ ra hết vẻ hoang lương cung điện lầu các hiện ra không ít đều sụp xuống trên mặt đất kiến trúc nguy nga ngày nay trở thành tàn tích lưu lại tưởng nhớ cho hậu nhân cuối cùng phía trước tiên khí mở mịt ngọn núi lớn như ẩn như hiện xuất hiện một mảng cung điện to lớn hoàn hảo không sứt mẻ đứng sừng sững trên vách đá giữa đám mây đây quả thực giống như tiên cảnh khiến người ta hướng tới đáng tiếc vẫn như cũ có khuyết điếm không có cỏ cây còn thác nước cũng đều khô cạn trở thành một vùng đất chết lại tới nơi này rồi diệp phàm khẽ nói năm đó hắn và hắc hoàng xông vào tới đây nhưng kinh sợ thời gian rất lâu ngày nay hắn nghiêm trọng hoài nghi miệng giếng cạn kia kỳ thật là hang chó là hắc hoàng ngày xưa đào ra trên thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có nó là hiểu biết rõ nhất về giao trì dù sao vô thủy vốn từ nơi này sinh ra diệp phàm cất bước đi vào chỗ trọng địa sâu nhất của giao trì sinh cơ chợt hiện ra nhìn xem khắp vùng đất cũ chỉ có địa phương này khí tưởng hòa mênh mông sáng lạn nhất xa xa nhìn lại hào quang bắn ra bốn phía mây màu dâng lên như là một vùng đất sinh mệnh sơ khai nơi này có một chỗ tiên trì ngày xưa chính cái ao này mà gọi tên là giao trì ở chỗ này cây cỏ rậm rạp vách núi màu xanh biếc và có thác nước buông xuống trắng xóa vang động ầm ầm rất bao là hùng vĩ cộng thêm từng tòa từng tòa cung điện lầu các thoạt nhìn linh động mà tường hòa xuất trần mà tự nhiên trông rất tráng lệ rốt cục có thanh âm rồi không còn là không khí trầm lặng nữa nhưng tới địa phương này rồi diệp phàm cũng càng thêm ngưng trọng còn thật sự đề phòng hắn không quên cảnh tượng chân thật nhìn thấy ngày trước ở trung tâm giao trì là một cái tiên hồ dáng mở bốc hơi sương mù mờ ảo lung linh đầy màu sắc quả thực giống như là một vùng đất thành tiên ở ven hồ có các loại kỳ hoa dị thảo mùi thơm ngát ập vào mũi thấm vào ruột gan làm cho người ta mê say như mơ màng đi tới thế ngoại đào nguyên đi vào tiên vực diệp phàm không quên hết thảy trải qua ngày đó cùng hắc hoàng khi nhảy vào trong hồ dưới đáy hồ đầy nữ thi tất cả đều là gương mặt xinh đẹp đều là đệ tử giao trì thực ra hôm nay hắn đã có thực lực có thể sánh vai cùng đại thánh lại cầm binh khí đế mà đến vì vậy muốn dò tìm xem đến tột cùng muốn biết rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mấy bóng đen thổi qua vạch ra trong nước mấy gợn sóng diệp phàm mở thiên nhãn thấy rõ đó là mấy cỗ thi thể đều mặc váy dài trắng nõn nhiều năm trôi qua như vậy cũng không hề mục nát diệp phàm đưa đứa nhỏ ra phía trước bảo nó cảm ứng xem thử địa phương này có khí cơ gì đặc biệt hay không hắn tin tưởng đứa nhỏ này có lực huyết mạch đặc biệt họa chăng có thể có phát hiện không tầm thường. Tiểu mập mạp cảm ứng cẩn thận một chút xem. Người mới mập đấy. Đứa nhỏ tỏ ra rất bất mãn với cách xưng hô này. Trên thực tế nó cũng không mập lắm, trẻ con ở tuổi này đều là ú tròn trắng mịn. Nó là lịch thần bí, còn nhỏ đã là thánh, lúc này nó thở phì phì, trận trừng đôi mắt to rằng co với hắn. Nhưng khi Diệp Phạm ném nó vào trong hồ, nhìn thấy các thi thể, nó lập tức kinh hãi oa oa kêu to, tức thì có nề nếp một chút diệp phàm mang theo nó bước xuống hồ nước mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn vẫn là da đầu du lên ở dưới đáy hồ ngang dọc đầy nghẹt thi thể đây giống như một cái hố chôn tập thể chính là nhìn sơ qua đã phát hiện mấy trăm thi thể ở giữa hồ gần như đều bị lấp đầy chồng chất lên nhau trông rất khủng bố chỗ kia một cái cánh tay chỗ nọ một cái đùi thon dài tất cả vẫn còn bóng loáng tuy nhiên thân thể đã cứng đờ không có một chút dấu hiệu sinh mệnh tất cả nữ nhân đều tóc tai bù xù sắc mặt tái nhợt mặc áo tang màu trắng, phía trên có dấu hiệu giao chỉ, sợi tóc lượn lờ trong nước như những con rắn, ở dưới đáy hồ mờ mờ tối quả thật khiến người ta thấy mà dùng mình. Ngày nay Diệp Phàm có thể so với đại thánh, là do tìm bí mật mà đến, không có khả năng dừng lại, liền tự mình ra tay vén ra từng cỗ thi thể, dọn sạch sẽ khu vực giữa hồ. Không có bèo rong, cũng không tôm cá, có trang chỉ là thi thể, đúng lúc này, vài nữ nhân bất chợt mở mắt, bắn ra tia sáng dọa người ta sợ hãi đứa nhỏ sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi diệp phàm thì chú tâm quan sát cẩn thận đáng tiếc đều chỉ là chuyển biến thành âm nhân cũng chính là thi quỷ trong miệng phàm nhân mà thôi đã không còn có trí nhớ ngày xưa loại tồn tại này đối với hắn mà nói đương nhiên không coi là gì đều bị xử lý sạch diệp phàm phát hiện một nguồn suối ở dưới đáy hồ nước trong tiên chỉ đúng là bắt nguồn từ trong này chảy ra trong lòng hắn lập tức vừa động tương truyền tiên lệ lục kim là tìm được từ trong hồ này cuối cùng được luyện chế thành tây hoàng tháp mà thời điểm trước khi giao trì rời đi kiện binh khí đế kia chính là được chấn ở trong hồ này tạo thành nơi này có tầng tầng sương mù diệp phàm dùng sức xốc lên mấy tảng đá dưới đáy hồ mở lớn chỗ dòng suối ra trở thành một cái hắc động sâu thẳm có thể cho một người đi vào lọt không cần thiết không nên đi vào đứa nhỏ sợ hãi tiểu mập mạp ngươi chính là thánh nhân trời sinh như thế nào lá gan nhỏ như vậy bị dọa sợ rồi sao diệp phàm trêu đùa nó ta liều mạng với ngươi tiểu mập mạp khống chế tiên nguyên dùng sức va về phía hắn người tốt hơn là thành thật chút đi diệp phàm mang theo nó lập tức chìm sâu vào trong con suối xâm nhập xuống dưới mặt đất khi xuống sâu chất nước càng thêm mát lạnh tinh khí chảy xuôi tràn ngập sức sống đây là một cái hồ dưới lòng đất cũng không lớn lắm nhưng khiến người ta kinh sợ là giống như phía trên có rất nhiều thi thể tu vi khi còn sống cũng không tầm thường gương mặt đều rất mỹ lệ đứa nhỏ lập tức thành thật không rên một tiếng trên gương mặt nhỏ nhắn có chút ý sợ hãi diệp phàm lộ vẻ ngưng trọng rút sát kiếm để ra cầm trong tay cẩn thận tìm kiếm kết quả vẫn không có thu hoạch gì lớn hắn lại tiếp tục chui vào nguồn suối thông vào trong lòng đất kia cứ như vậy diệp phàm theo nguồn suối trong lòng đất mấy ngàn trượng xa xuống càng sâu hắn gặp được bảy tầng hồ nước tất cả đều có rất nhiều tử thi nhất là tầng thứ bảy xuất hiện một ít thánh thi rốt cục sau khi tiến vào tầng hồ thứ tám lông tơ hắn đều dựng thẳng đứng từng cỗ thi thể ở đây dường như đang di chuyển tất cả đều là thánh giả thậm chí có đại thánh và rất nhiều mảnh vỡ thần nguyên đây là bộ phận nội tình của sao trì ngày xưa đây sao không hiểu vì nguyên nhân gì thần nguyên vỡ tan rồi lại đều chết ở nơi này diệp phàm kinh hãi ngày xưa tây hoàng tháp trấn áp trong tiên trì dĩ nhiên là để bảo hộ nơi đây đồng thời giữ an toàn cho nội tình không thể tưởng được mặc dù như vậy bộ phận nội tình của sao trì vẫn là gặp kiếp nạn đã xảy ra chuyện gì Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Lúc này, hắn đi tới chỗ nguồn suối, phía dưới càng thêm tối đen sâu thẳm, cũng nhờ hắn có được nguyên thiên nhãn, đổi là người khác tới nơi này cũng chẳng khác gì người mù. Đáp án hẳn là ở tầng hồ thứ 9. Diệp Phàm lấy ra cái đỉnh đồng xanh treo lơ lửng trên đỉnh đầu, tay trái sách theo tiểu mập mạp không tình nguyện, tay phải cầm đế kiếm, chìm xuống theo nguồn suối. Nguồn suối tối đen, nước mát lạnh, không nhìn thấy chút ánh sáng nào, nhưng diệp phàm dựa vào một loại bản năng biết rằng chất nước này lại cao hơn một bậc có thể so với thần tuyền ở cấm địa thái cổ khó trách ngày xưa giao chỉ danh chấn thiên hạ rất nhiều đại giáo đều đến cầu nước nước trong nguồn suối này hiếm thấy có thể sánh bằng thần tuyền trong các đại cấm địa sinh mệnh chất nước như vậy bất luận là chế thuốc hay là dùng để uống đều có công hiệu thần kỳ là chí bảo có thế gia tăng thọ nguyên nhưng vừa mới xuống tới tầng tiên hồ thứ 9 dưới lòng đất diệp phàm liền cảm nhận được một loại khí cơ bàng bạc Cơ thể đều sắp nổ tung vô cùng khó chịu. Vùng hồ nước này rất lớn, phạm vi hơn 10 dặm. Cái đỉnh đồng xanh phát ra hào quang hừng hực, có nó phòng ngự mà còn như thế, có thể nghĩ mà biết nơi đây nhiều hung hiếm biết bao. Diệp Phàm vội khởi động Thánh vực Hoàng Kim, bảo hộ đứa nhỏ ở trung tâm trong đó. Khí cơ đại đế. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm liền ý thức được vì sao như thế, địa phương này có lực lượng của đại đế cổ, có thứ gì đó của họ lưu lại, vì vậy mới có dao động manh mông cuồn cuộn khủng bố như thế cũng chỉ có dao động thần năng bực này mới có thể làm cho cái đỉnh đồng xanh phát sáng làm cho đế kiếm ngân lên tự chủ phòng ngự sát khí thấu xương khiến người ta sợ run ngày xưa khi giao trì di rời gần như đều dọn đi hết đại bộ phận thần thạch có khắc trận văn cổ đại nơi này không có khả năng còn đế trận ngao bát ni lạt đích qua đứa nhỏ sợ hãi nhỏ giọng kêu lên ngươi nói cái gì diệp phàm hỏi tiểu mập mạp ngậm miệng nước mắt lưng tròng không ngờ lại muốn khóc rốt cuộc nó vẫn là một đứa nhỏ tính tầm ấu trĩ rất đơn giản. Đừng khóc, để ta giấu ngươi đi. Không cần, ta muốn nhìn thử xem có cái gì. Tiểu mập mạp thực quật cường, vừa chùi nước mắt, vừa len lén nhìn về phía trước. Rõ ràng là lớp lớp nguy cơ, nhưng Diệp Phàm vẫn có cảm giác muốn bật cười. Hắn lắc lắc đầu, cô nén nỗi lòng lấy lại bình ổn, rồi tiếp tục đi về phía trước. Kế tiếp, mỗi một bước đi đều có cảm giác như trời sụp đất nứt, uy áp tràn ngập, binh khí đế đều rung động, làm cho hắn có chút khó có thể chịu đựng rốt cục nhìn thấy điếm cuối của tiên hồ này có một cái ao nhỏ ngăn cách với tiên hồ nước trong đó trong suốt phát sáng nổi lên một vầng hào quang một nữ nhân tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt ngồi xếp bằng ở trong đó kế bên màn hào quang là một vách đá ở nơi đó hình thành một cái tiên chỉ nhỏ hoặc có thể xưng là tiên hồ tầng thứ 10, nhưng phạm vi lại chỉ có một trượng mà thôi tây hoàng mẫu diệp phàm quá sợ hãi đây là một nữ nhân không sứt mẻ cả thân thể không có một vết thương không giống như thái hoàng sau khi vỡ nát tinh khí cường đại đều tàn mất vì vậy nàng vô cùng bức người làm cho hắn cầm đế binh trong tay đều cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi Diệt phàm kinh hãi không thể tưởng được kịch biến ở giao trì lại có liên quan với tây hoàng màu là một tay nàng khai sáng giáo này cũng là vì nàng mà thiếu chút nữa chung kết hay sao trong cái ao nho nhỏ nữ nhân trông rất sống động cơ thể lưu động thần tắc mặc dù cách rất xa tói mấy dặm nhưng cũng áp bức hắn đến hít thở không thông nơi đây tràn ngập một cỗ khí cơ quỷ dị chính là từ thân thể tây hoàng mau tản phát ra làm cho trái tim hắn đập nhanh từng hồi thật khiến hắn hoài nghi nàng rốt cuộc đã thật sự chết đi hay chưa đột nhiên diệp phàm cảm nhận một luồng sát khí lạnh như băng chỉ trong khoảnh khắc như là nhìn thấy giữa mái tóc rối bù của nữ nhân kia có đôi mắt mở ra tâm hồn hắn phát lạnh diệp phàm quả thực không thể tin được hai mắt của mình nàng kia mở đôi mắt điều này sao có thể tây hoàng mẫu sớm đã chết đi rất nhiều vạn năm sao chỉ từ trên xuống dưới đều biết nàng đã tọa hóa như thế nào còn sống trong nháy mắt ánh mắt đáng sợ đó liền biến mất rất không thực tế là ảo giác hay là thật sự đã xảy ra diệp phàm không kiềm nổi lầm bầm cảm giác lưng phát lạnh quỷ đứa nhỏ kêu to một tiếng rậm chân bịch bịch thối lui đáng tiếc trong tiên nguyên không gian có hạn nó hoảng sợ sắc mặt trắng bệch diệp phàm nhảy dựng trong lòng quyết đoán mang theo nó lui về phía sau càng lúc càng cảm thấy địa phương này thực quỷ dị đáng sợ khiến hắn bất an bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé từng hồi không nghĩ tới cầm trong tay binh khí đế tới đây cũng không an toàn như thế trong tiên hồ mờ mờ tối chỉ có cái ao nhỏ kia phát sáng hình ảnh mờ ảo giống như xé nước vỏ tới thoạt nhìn càng thêm khiếp người người nhìn thấy gì diệp phàm hỏi ta nhìn thấy nàng nở nụ cười với ta. Đứa nhỏ run giọng nói, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nó hưu nói vượn, ngay cả nguyên thiên nhãn của ta cũng không có nhìn thấy nàng cười, chỉ thấy nàng mở mắt. Sao ngươi có thể nhìn thấy được? Diệp Phàm khẽ quát. Thật sự, ta nhìn thấy nàng nở nụ cười, khuôn mặt đó rất đẹp nhưng tái nhợt, không có một chút màu máu. Đứa nhỏ một mực khẳng định, hơn nữa, còn nói không có nhìn thấy nữ nhân kia mở mắt. Diệp Phàm nghe nói vậy xương cuộc sống phát lạnh như thế nào cảnh tượng hai người nhìn thấy không giống nhau rốt cuộc ai nhìn lầm hắn cũng không nói thêm nữa trực tiếp quan sát tiền thai của tiểu mập mạp đọc trí nhớ của nó quả thực nhìn thấy một gương mặt tái nhợt mơ hồ dường như đứng đối diện ở ngay trước mắt hắn diệp phàm chấn động mãnh liệt cố chịu đựng dằn xúc động cảm giác địa phương này càng thêm âm u lạnh lẽo thật sự có quỷ sao nhưng đối với tu sĩ cách nói này rất buồn cười tới cảnh giới của bọn họ bực này như thế nào có thể còn sợ quỷ đó là thứ gì chứ cũng chỉ là trường năng lực âm khí tụ lại sinh ra, không thể so sánh với thánh nhân. Nếu nhân đó có dao động cấp đế, lại ở dưới đáy giao trì, hẳn chính là tây hoàng, vậy đây là chuyện gì xảy ra, vì sao lại phát sinh chuyện quỷ dị bực này, thật khiến hắn cảm thấy bất tường. Hơn nữa, vì sao người khác nhau nhìn thấy cảnh tượng khác nhau, hết thảy là ảo giác, hay là thi thể đế này có điều cổ quái, có thể ảnh hưởng tới nguyên thần người khác. Vẻ mặt Diệp Phàm biến đổi không ngừng thật không biết đã xảy ra cái gì mới xuất hiện chuyện tà dị bực này hắn lại mở thiên nhãn muốn nhìn kỹ xem đến tột cùng thế nào đại đế quá mức thần bí và khủng bố trên mặt tây hoàng tóc xỏa rối bù thân thể yếu điệu ngồi xếp bằng nơi đó gần như bị mái tóc che phủ không thấy rõ lúc này hắn cũng chỉ thấy gương mặt mơ hồ tái nhợt ngoài ra không thấy được gì khác diệp phàm mở to thiên nhãn nhìn đến khóe mắt đều sắp nứt tỏa ra cũng không nhìn thấu và lại trên thi thể kia lại dâng lên từng đợt sương mù hỗn độn càng thêm khủng bố bỗng chốc diệp phàm lại cảm nhận được từng cơn lạnh giá đồng thời cái đỉnh đồng xanh phát ra hào quang hừng hực sát kiếm run rẩy không ngừng phun ra nuốt vào kiếm quang đồ hình sát tiên máu chảy đầm đìa trên thân kiếm giống như sống lại thật sự chỉ trong khoảnh khắc một đôi mắt lãnh liệt lại mở ra đồng thời như là kèm theo một tiếng thở dài rất nhỏ vô cùng thê thương tôn ngập bi ai và đau thương đây là một loại cảnh tượng mâu thuẫn đôi mắt kia là lãnh liệt như thế mà tiếng thở dài vọng lại là đầy yêu thương và bi ai như vậy hai trạng thái trái ngược cùng hiện một lúc thực quỷ dị cứu mạng nha nàng phóng tới đây tiểu mập mạp đạp loạn chân mặt đầy vẻ hốt hoảng nếu có thể trốn được nó đã sớm chạy núp sau lưng diệp phàm rồi thật sự là tà môn hai người lại cảm nhận không giống nhau diệp phàm cũng không biết người nào là đúng thực người nào là sai lầm hắn lại lần nữa thối lui sau đó thăm dò thức hải của đứa nhỏ phát hiện một gương mặt tái nhợt mơ hồ gần trong gang tấc lộ ra nụ cười yêu dị tóc tai rối bù trông thật dọa người ngay cả hắn nhìn thấy đều hít ngược một hơi khí lạnh không trách tiểu mập mạp hốt hoảng như vậy cũng không dám mạnh miệng phải kêu hắn cứu mạng đứng ở khoảng cách cũng đủ xa diệp phàm và tiểu mập mạp đều chậm rãi bình tĩnh lại nhưng địa phương này càng ngày càng âm u lạnh giá giống như rơi vào thế giới địa phủ ta sợ rồi muốn rời đi tiểu mập mạp rốt cục ỉu xỉu rất ngượng ngùng nói ta trước thu ngươi vào trong diệp phàm nói vậy để ta nhìn thêm một lát. Nó mím miệng nói, nước mắt sắp ứa ra, nhưng không chịu để Diệp Phàm thu vào trong. Diệp Phàm không nói gì, tiểu mập mạp này thật rất quật cường, rõ ràng sợ muốn chết, còn muốn so với hắn, muốn tiếp tục kiên trì. Nơi đó như thế nào có thêm một người kia? Tiểu mập mạp chớp chớp đôi mắt to run giọng nói. Diệp Phàm vừa nhìn lại, quả thật ra đầu cũng run lên, nơi đó có thêm một bóng dáng, tản phát ra từng đợt sương mù, làm cho trong ao nhỏ càng đáng sợ hơn gấp bội lại thêm một con quỷ, hắn từ đâu hiện ra? Đứa nhỏ nhỏ giọng nói, hận không thể bỏ trốn mất dạng vĩnh viễn cũng không quay lại. Sương mù thực đặc biệt, quanh quẩn chung quanh thi thể cấp đế, ngay cả nguyên thiên nhãn đều không nhìn thấu. Mãi đến khi sương mù dần dần tan ra, hắn mới từ từ nhìn thấy trong đáy mắt. Một cánh tay lóng lánh màu xanh tím máu chảy đầm đìa, mọc một số lông dài màu vàng rất chói mắt. Có một cỗ hàn khí bước tới tận trong khung xương, xứng với cái tên lạnh thấu xương tủy. Diệp Phàm lập tức giật mình sững sờ, còn thật sự nhìn kỹ, sau đó liền biến sắc, đồng tử co rút lại, như là gặp phải lệ quỷ. Trên cánh tay có thương tích kia chảy ra máu đỏ tươi làm cho trái tim trong ngực hắn nhảy lên kịch liệt, có một loại đạo tác hộ ứng với hắn, dường như sinh ra mối liên hệ nào đó. Máu huyết của thánh thể đại thành. Diệp Phàm trước tiên liền nghĩ tới loại khả năng này, bởi vì càng quan sát tỉ mỉ hắn càng có thể cảm nhận được một loại cộng minh, xuyên thấu qua khí cơ đại đế, xuyên thấu qua hào quang xanh hừng hực của cái đỉnh đồng xanh, làm cho máu của hắn sôi trào lên cánh tay này từ đâu hiện ra diệp phàm đi tới trước mấy bước thật sự không kiểm nổi kinh dị cuối cùng hắn phát hiện tiên trì nhỏ kia nối thông với một cái hang động bí mật cánh tay là theo sóng nước đưa ra thánh thể đại thành đây là phụ thân của vô thủy đại đế là bạn đời của tây hoàng diệp phàm cứng họng rốt cuộc nói không ra lời hôm nay hắn chứng kiến quá mức kinh thế hãi tục cùng một lúc gặp được thi thể của hai vị trí tôn đây có thể là nguyên do xảy ra kịch biến ở giao chỉ năm xưa hắn ngơ ngác sững sờ qua thời gian thật lâu sau trong tiếng nhắc nhở của đứa nhỏ mới phục hồi tinh thần lại diệp phàm thay đổi phương vị quan sát trong hang động nối với cái ao nhỏ kia muốn nhìn xem hình dáng phụ thân của vô thủy đại đế huyệt động thực bí mật góc độ luôn thay đổi bên trong lại có một cỗ quan tài tuy nhiên lúc này đã mở ra một cỗ thi thể nằm ở bên ngoài cánh tay ôm hông tây hoàng trên người như thế nào có một số lông màu vàng đây hiển nhiên là mọc ra sau này dường như là có phát sinh bất tường mới sinh ra biến hóa này cả cỗ thi thể bao bọc trong màn sương mù mờ nhạt nhìn không rõ lắm nhưng có thể nhìn ra nơi xương chán có vết dạn có một miệng vết thương chí mạng có lẽ năm đó nguyên thần bị đánh tan đã xảy ra chuyện gì trong lòng diệp phàm có rất nhiều điều không giải thích được hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm hai cỗ thi thể kia cách từ rất xa nhưng hắn vẫn như cũ có cảm giác như sắp tan xương nát thịt đồng thời thánh huyết trong cơ thể đối mặt với thi thể thánh thể đại thành kia không tự chủ được sôi sục cuồn cuộn thể chất giống nhau làm cho chúng cộng minh. Đột nhiên, theo máu sôi trào, trước mắt Diệp Phàm lộ ra một hình ảnh khó tin, phảng phất như thật sự phát sinh ở trước mắt. Đó là một nam nhân anh vĩ, mày kiếm dài tới mang tai, con người sâu sắc như biến, hắn vĩ ngạn cao ngất, cả người đứng ở nơi, đó làm cho bầu trời nhật nguyệt tinh hà đều ảm đạm thất sắc. Hắn giống như kẻ thống trị toàn bộ thiên địa, đứng sừng sững ở dưới vòm trời nhìn xuống lục hợp bát hoang. Nhưng mà, lúc này hắn cũng rất mệt mỏi, cơ thể thỉnh thoảng lóe ra từng đợt khí màu xanh tím nhất là nơi xương chán, đồng thời cùng với từng sợi từng sợi lông màu vàng chui ra bên ngoài thân thể. Không thể cùng nhau sống đến già với nàng rồi, hãy giải thoát cho ta, đưa ta ra đi đi. Hắn xoay người nói với một mỹ nhân tuyệt đại, đồng dạng cũng khiến Nhật Nguyệt Tinh Hà thất sắc. Hắn bất đắc dĩ nói ra lời không nên nói, tràn ngập không cam lòng. Mỹ nhân áo trắng trên mặt đầy nét thê thương, nước mắt tuôn rơi, vô cùng ai oán nắm chặt bàn tay hắn. Con của chúng ta, nếu không thể thành tiên, cũng có thể tái lập thiên đình, làm chủ thiên địa. Ở thời khắc cuối cùng đó, khi nam nhân nhắc tới đứa con, trên mặt sáng ngời tràn ngập kiêu ngạo và tự tin. Sóng nước ập tới, hình ảnh tạm thời rất đoạn, trong lòng Diệp Phàm tràn ngập xúc động. Ngày xưa đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm xuất thần một hồi lâu, những hình ảnh mới nhìn thấy vừa rồi đến vi thường quỷ dị và rúng động lòng người. Thời gian rất lâu sau, trong đầu hắn đều quay ngược những hình ảnh vừa rồi, càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ quái có rất nhiều chỗ không thể hiểu cuối cùng hắn khẽ thở dài suy nghĩ tới câu nói cuối cùng của vị thánh thể kia trong đó mấy chữ nổi bật khiến hắn khiếp sợ tái lập thiên đình không chỉ một người muốn làm như vậy đến tột cùng có ý nghĩa gì đặc biệt đế tôn không cần nói tỉ mỉ mà bất tử thiên hoàng được vạn tộc tín ngưỡng thống trị vạn vực chư thiên tuy rằng chưa từng nói rõ nhưng có lẽ cũng là con đường này ngoài ra một ít chí tôn cường đại khi còn sống cũng đều có loại nguyện vọng này ví như thanh đế nói phải lập thiên đình nhưng cuối cùng lại không thể thành công ngày nay vị thánh thể đại thành cũng nói như thế cho rằng vô thủy đại đế sẽ tái lập thiên đình điều này ngoại trừ yêu thương và ký thác hy vọng đối với đứa con bản thân nó cũng đủ để nói rõ một ít vấn đề xem ra chuyện tái lập thiên đình rất trọng đại năm đó đế tôn lựa chọn làm như vậy tự nhiên là có một loại ý nghĩa lớn lao diệp phàm lẩm bẩm tự nói hắn nghĩ tới thần triều vũ hóa muốn cả giáo phi thăng với chuyện này suy tính thiên đình cổ này chẳng phải là càng thêm khủng bố càng thêm khí phách thời đại thần thoại quá mức lâu dài khó bề phân biệt đều nói Đế tô là người khai sáng thiên đình cổ nhưng gần đây lại bốc lên màn sương mù dày đặc làm mất phương hướng cũng có chút khó mà nói rõ mười vạn năm trôi qua vô thủy vẫn chưa tái lập thiên đình chẳng lẽ hắn lựa chọn chân chính thành tiên sau khi bình tĩnh trở lại diệp phàm lại nghĩ tới vấn đề này phụ thân của vô thủy tự tin như vậy không chỉ là vì cưng chiều và tán thành về tiềm lực của đứa con mình, có khi là hắn cũng thấy được một ít tương lai chăng. Tám vạn năm trước, một trường dao động mênh mông từ từ sơn bạo phát ra, vô thủy là thành tiên hay là bị hủy diệt nát tan thành bụi, đến nay đều không ai biết rõ. Vị đại đế này danh chấn cổ sử, trên đời cùng sùng bái, một thân chiến lực nhìn xuống cổ kim tương lai, bể nghệ chư thiên muôn đời, hắn đi về hướng nào đều dẫn tới chú ý của mọi người. Đáng tiếc, không người nào có thể nhìn thấy không người nào có thể nói rõ thế gian chỉ để lại một câu cuối tiên lộ ai là đình phong vừa thấy vô thủy đạo thành không nếu không thể thành tiên thì tái lập thiên đình diệp phàm lẩm bẩm đây đúng là một loại khí thế hùng tráng khiến người ta cảm thán sóng gợn bình tĩnh lại hắn lại sinh ra cảm ứng cùng với máu đỏ tươi kia hình ảnh lại hiện lên chỉ thấy một mỹ nhân tuyệt đại áo trắng bay phất phới trên gương mặt mang đầy vẻ thê lương ôm một thi thể vượt qua ức vạn tinh hà rồi sau đó tung một trường bổ tới phía trước ngay sau đó hết thảy đều bị hủy diệt diệp phàm rốt cục kiến thức được một kích của đại đế cứ như vậy trực tiếp hủy diệt tất cả toàn bộ đều vỡ nát hết thảy đều không thể nhận ra đập vào mắt là cảnh tượng khai thiên lập địa cuối cùng hắn nhìn thấy bên bờ vũ trụ hoang vắng một tấm biển đồng thật lớn bị bổ thành hai nửa cái gì đều không thể nghe thấy cái gì đều không thể nhận ra tây hoàng dập nát hết thảy làm như muốn hủy diệt sạch quy tắc khắp thiên địa tái lập hy vọng trường sinh thần liên trật tự thiên địa đứt đoạn rồi sau đó là bóng tối vĩnh viễn diệp phàm yên lặng đứng nhìn vô cùng kinh ngạc đối với kết quả cuối cùng không hiểu rõ lắm có ý tưởng vô tận nỗi lòng phức tạp cũng không biết qua bao lâu thiên địa này mới khôi phục thanh tính tây hoàng nắm tay một đứa bé lưu lại một bóng dáng yếu điệu mang theo cô đơn và thê thương từ đó đi xa đứa bé kia thực im lặng không khóc không náo động lặng lặng cùng đi đi xa trong thời gian này bất ngờ nó quay đầu lại nhìn vội vàng nhìn lướt qua hắn nhìn thấy hình dáng trẻ con của vô thủy thoạt nhìn nó chừng hai ba tuổi tóc đen dài phủ vai đôi mắt trong sáng thoạt nhìn da rẻ mịn màng nhưng ngọc mài tuy rằng non nớt nhưng cũng có một loại cơ chí không tương xứng với tuổi của nó đây là vô thủy đại đế khi còn nhỏ diệp phàm lộ ra dị sắc lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng này mặc dù chỉ là một đứa nhỏ vẫn làm cho hắn cảm giác kinh ngạc sâu sắc không hề nghi ngờ từ đó về sau tây hoàng phong ấn vô thủy mãi cho đến rất nhiều vạn năm sau khi thế gian này cần hắn xuất thế hắn mới tái hiện ở nhân gian từ đó cũng chính là truyền thuyết về một trí tôn ta muốn đánh nó trong tiên nguyên tiểu mập mạp nói diệp phàm kinh ngạc không thể tưởng được nó cũng nhìn thấy những hình ảnh này liền nói ganh tị rồi sao phát hiện nó anh khí kinh người hơn so với ngươi không phải mập ú như ngươi phải không ta không mập chút nào tiểu mập mạp cực kỳ tức giận mỗi lần Diệp Phàm đều lấy chuyện này nói ra, làm cho nó rất không cam lòng. Vậy ngươi vì sao muốn đánh nó, là có chút trột dạ phải không, có phải hay không cảm thấy nó lợi hại hơn so với ngươi? Diệp Phàm cười nói. Nói bậy, ta chỉ là có một loại cảm giác rất muốn đánh nó. Đứa nhỏ lầm bẩm, Đây là trời sinh cam thù giữa đứa nhỏ và loại tiên hay sao? Diệp Phàm bật cười khanh khách, chưa bao giờ gặp mặt, chỉ là nhìn thấy một hình ảnh đã như thế. Sau đó không lâu, Diệp Phàm trên đầu lơ lửng cái đỉnh đồng, trong tay cầm đế kiếm, cố gắng tới gần phía trước, muốn xem đến cùng là gì. Thánh thể đại thành và Tây hoàng cũng không có phát sinh đặc biệt, dị thường gì nữa, chỉ có loại khí cơ cấp đế, dao động khuếch tán ra bốn phương làm cho thân thể hắn như sắp nứt toạt ra, không thể đến gần. Có lạc ấn thần văn tại đây, đúng là vô thủy tự mình khác ra, cũng có văn bia của giao chỉ chứng thật thân phận của Tây Hoàng. Giao chỉ di rời đã gần hai ba vạn năm, có lẽ là mấy vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì đó diệp phàm không thể tới gần nữa nhìn chằm chằm vào sương mù hỗn độn nơi đó muốn nhìn cho rõ ràng phát giác cũng không có gì dị thường muốn làm sống lại song thân hắn nhìn thấy chữ viết của vô thủy đại đế lưu lại trong lòng rúng động điều này thật nghịch thiên bản thân tây hoàng chính là đại đế đều không có cách nào vô thủy nghĩ có thể làm được những chuyện này sao đây hẳn là hy vọng của hắn thôi diệp phàm lắc đầu không cho rằng hắn có thể làm được bằng không nhiều vạn năm trôi qua như vậy cũng không phải là hai cỗ thi thể hơn nữa tới niên đại này nếu vô thủy chưa từng thành tiên thì chính hắn cũng đã tọa hóa lâu rồi rốt cục tâm thần diệp phàm vừa động hắn nhìn thấy một góc miếng đồng đó là mảnh nhỏ của vật gì đó cũng không thể đi vào trong màn hào quang kia cách hai cỗ thi thể một khoảng cách đó là cái gì diệp phàm kinh ngạc cảm nhận được một dao động quỷ dị nơi đây rất tĩnh lặng ở phụ cận mảnh đồng kia rất u ám như là có từng bóng đen xẹt qua phi thường âm u giống như nơi đó nối liền với u minh địa phủ diệp phàm cũng không biết phí đi bao nhiêu khí lực mới dùng thiên nhãn nhìn xuyên qua tan ra từng đợt từng đợt hắc vụ nhìn thẳng trên mảnh binh khí sức mẻ kia chỉ trong khoảnh khắc hắn giống như nghe được tiếng ngàn vạn lệ quỷ gào khóc hơn nữa trong phút chốc dường như đã đi tới một không gian khác mưa máu rơi tầm tả lốc xoáy màu vàng thổi quét cuồn cuộn trong thiên địa quỷ đứa nhỏ kêu to tiểu mập mạp ngươi thành thật chút đừng có hở một chút la làng cù chết người ta diệp phàm lắc lắc tiên nguyên cảnh cáo nó diệp phàm dùng bí quyết chữ binh thu một góc mảnh vỡ kia lại đây phi thường gian nan cả thân thể hắn như sắp nứt ra bởi vì phía trước có thi thể đế dùng lực ở phụ cận bọn họ thật sự hắn khó mà chịu nổi cái đỉnh đồng xanh phát sáng bảo hộ thân thể hắn không bị vỡ nát kiếm tiên rung động thân kiếm màu đỏ sậm máu chảy đầm đia tuy nhiên cũng không phải muốn sát phạt mà khó có được một lần là vì tự bảo vệ mình. Đây là vật gì? Diệp Phàm thu lại gần, nhưng không có đụng vào, cảm giác lạnh đến xương. Mảnh nhỏ miếng đồng này đã biến thành màu đen lại loang lổ một ít màu xanh thực tà dị. Giống như rơi xuống một hầm băng vạn năm, lạnh đến thấu xương. Tiểu mập mạp cách một lớp tiên nguyên đều dùng mình, toàn thân lông tóc dựng đứng. Diệp Phàm cũng cảm thấy dường như miếng đồng này tương liên với cửu điện ngục, sát phạt khí thấu và xương tủy, âm u dọa người đây là mảnh nhỏ của binh khí đe. Sau khi cẩn thận xác nhận, hắn không kiềm nổi khiếp sợ. Còn thật sự quan sát, sau đó nghĩ lại, khi một trường cuối cùng của Tây Hoàng chụp xuống, khai thiên lập địa, chỉ để lại hình ảnh một tấm biển đất đoạn, nhìn kỹ lại chất liệu tương tự. Có người chưa từ bỏ ý định, đã tới nơi này mở ra quan tài đế, kết quả tự hủy, binh khí đế vốn đã gãy đoạn lại bị dập nát. Diệp Phàm kinh ngạc, nhưng không xác định chân tướng chuyện này. Đương nhiên, cũng có thể là trong miệng vết thương của thánh thể đại thành mang theo một góc miếng đồng bị bức văng ra, dù sao chưa từng nhìn thấy, không thể nói rõ. Thánh thể đại thành đã bị nguyền rủa chăng? Tới một khắc cuối cùng đó, ngay cả Tây Hoàng cũng bó tay không có biện pháp, không thể chữa khỏi, thật đáng sợ. Diệp Phàm thân là thánh thể, tự nhiên rất quan tâm chuyện này. Cuối cùng, hắn rời đi, cũng không có thu hoạch được gì, mảnh nhỏ binh khí đến này thực quỷ dị, bên trong đạo phan đều bị tan biến, đã không có thần lực chỉ còn lại hơi lạnh dày đặc. Diệp Phàm định vận dụng nó, phát hiện ngoại trừ độ chắc chắn cũng không có uy lực gì đặc biệt lắm, cuối cùng hắn ném vào lại nơi đây. Bởi vì, hắn cảm thấy mang theo mảnh đồng này có thể sẽ có phiền toái lớn, có lẽ sẽ hấp dẫn đến một thứ đặc biệt gì đó, trước khi chưa có đại thành có lẽ cẩn thận là tốt nhất. Vết xe đổ của phụ thân vô thủy đã nuốt hận còn trước mắt kia. Khi rời trốn giao chỉ cũ, đi lên lại trên mặt đất, dưới mặt trời chói chan cảm giác quỷ khí dày đặc và yêu tài lập tức biến mất tiểu mập mạp đều thở phào một hơi nhẹ nhõm nguyền rùa đến từ địa phủ cũng có chút liên hệ với trật tự quy tắc căn nguyên trong thiên địa ư diệp phàm cuối cùng nhìn lướt qua trốn giao chỉ cũ sau đó rất nhanh rời đi bầu trời trong xanh ánh mặt trời rực rỡ từng mảng từng mảng vùng đất chết tới mấy trăm vạn dặm rất nhanh chạy lui ở dưới chân diệp phàm hắn về tới thần thành không dừng lại lâu đi tới trung vực dựa theo địa điếm ước định diệp phàm gặp lại yến nhất tịch và lệ thiên hai người này vừa thấy tiểu mập mạp chợt chợt lưỡi lấy làm kỳ hù dọa nó mau nói ra rốt cuộc là chủng tộc gì nếu không sẽ cắt ra từng mảnh tiểu mập mạp thân thể mịn màng trắng nõn bị người bình phẩm từ đầu đến chân còn hù dọa nó như vậy lập tức nghiến răng nghiến lợi một bộ tư thế phải liều mạng có tin tức rồi lần này tiêu phí một phen khí lực quả nhiên có thu hoạch lệ thiên nói thật sự diệp phàm ngạc nhiên vui mừng không sai từ vi tinh vực có người đến bị chúng ta dò cha được yến nhất tịch mỉm cười các ngươi muốn làm chuyện xấu gì đó tiểu mập mạp trong tiên nguyên có vẻ cảnh giác nói một bộ dáng sợ chính mình bị bán đi bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé đi tới đó bán đứa nhỏ cho mẹ mìn lệ thiên cười hắc hắc nói Diệp Phàm vẫn muốn đi tử vi tinh vực nhìn lại một lần, muốn tìm kiếm cô bé, xem theo tin tức của Doãn Thiên Đức lưu lại, cô bé có thể thất lạc ở nơi đó. Ở trên cổ lộ hắn vẫn chưa thể gặp được Doãn Thiên Đức, vì vậy muốn đi tử vi tinh vực tìm kiếm thử xem. Nhiều năm qua như vậy, cô bé biến mất, thủy chung là một khúc mắc của hắn, hắn từng vận dụng các loại biện pháp, tìm khắp bắt đầu, cũng không nhìn thấy cô bé, lúc này có phán đoán mới, tự nhiên muốn đi tra xét cho rõ ràng. Ngày xưa, hắn từ cấm địa thái cổ cưỡi quan tài chính con rồng kéo mà đi trải qua đủ các loại biến cố mới về tới tinh vực kia ngày nay tự nhiên không thể làm lại tiến vào cấm địa sinh mệnh hơn phân nửa chỉ có thể chịu chết xác định rồi là một lão thánh giả nếu chúng ta tới bày ra thành ý thỉnh giáo hắn hẳn là có thể được đám người dìa phàm xuất động cũng không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn tìm được vị lão thánh giả kia kết quả thực thuận lợi nhận được tọa độ chính xác của tử vi tinh vực hy vọng có thể tìm được cô bé ở nơi đó Diệp Phàm nói, xử lý xong mọi việc, hắn có thể lên đường. Cô bé là ai? Đứa nhỏ hỏi. Chuyên môn thu thập loại người như ngươi. Lệ Thiên cười hắc hắc nói. Trước khi rời bắt đầu, tự nhiên Diệp Phàm có rất nhiều việc cần hoàn thành, phải nói một tiếng với nhân mã thiên tri thôn, phải đi cơ gia bái phòng. Lúc đi tới cơ gia, quả thực là một chuyện cười náo loạn, lễ trọng đưa lên là đứa nhỏ, làm cho một đám người hai mặt nhìn nhau, cơ gia trực tiếp nói rõ, nếu là đăng môn, vì cơ tử nguyệt mà đưa tới một đứa nhỏ như vậy tính là gì phụ thân tiểu mập mạp rất xấu xa kêu to tại đinh trường kết quả dẫn tới một loạt cái bàn bị ném đi mà đầu sò gây nên chuyện thì lại là một bộ dáng vô tội vạ chớp chớp đôi mắt tao không nói gì về sau bắt ngươi hầm chín cho hắc hoàng ăn sau khi rời cơ ra diệp phẩm thật muốn bắt nó rẻ thịt ta mà không gọi ngươi như vậy ta mới sẽ bị thiệt thòi nhiều đấy trong thần thức ta có ấn tượng mơ hồ Tiểu mập mạp nói rất mạnh miệng. Diệp Phàm không nói hai lời, trực tiếp dò tra tiên thai của nó. Kết quả một cọng lông cũng không có phát hiện, đây là tiểu mập mạp cố ý làm chuyện xấu. Diệp Phàm muốn tặng cho cơ gia một vị chuẩn đế tương lai, có thể bảo hộ gia tộc một đời huy hoàng. Nhưng nhớ lại lời nói của vị thần xui xẻo hồn thác, nên hắn cũng không có kiên trì. Đương nhiên chủ yếu cũng quy là công lao của tiểu mập mạp tự mình quấy rối, kêu lung tung một tiếng như vậy. Hắn lưu lại một nửa đạo chi nguyên, rồi sau đó vượt qua cơ thủy mà đi. Sư phụ ta muốn quay về. Diệp Đồng nghe nói Diệp Phàm sắp vượt hư không đi tử vi tinh vực, vành mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi lộp độp. Dại hận diệt tộc, huyết hải thâm cừu, tuổi thơ ấu của hắn tràn ngập bi thương, cha mẹ, ca ca, tỷ tỷ ngăn cản cho hắn, đều chết ở trước mặt hắn, cùng với người lão bộc hết dạ trung thành kia, bảo hộ hắn chạy chối chết, làm cho hắn mỗi khi nhớ tới mắt cay cay, trong lòng chua xót. Diệp Phàm gật đầu, là thời điểm mang theo diệp đồng đi về tử vi tinh vực hẳn đúng lúc chấm dứt một chút ẩn oán ngày xưa rời đi nhiều năm như vậy ta cũng nên áo gấm về nhà nhiều năm trôi qua tử vi thần nữ các thành nữ đều sắp quên phong thái đại đế vô thượng lệ thiên ta rồi đây sư huynh đệ hai người này đến từ tử vi khẳng định phải đi về nhìn lại một lần năm đó tiên nhân của nhất mạch bọn họ từng bị các giáo liên thủ tiêu diệt sư huynh đệ hai người sở dĩ xa xứ cũng là muốn thoát khỏi vũng bùn bằng không luôn luôn gặp phiền toái Hiện tại, bọn họ thân là vương của thánh nhân, tự nhiên có thể đi trở về, không sợ các giáo kia. Ta có cảm giác con đường thành tiên thật sự sắp mở ra, càng ngày càng gần, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể dừng chân ở vùng đất nguy cơ bốn bề này. Diệp Phàm nói. Sợ cái gì? Cứ đánh đi vào. Tiểu mập mạp kêu lên. Kết quả, bị Diệp Phàm sách lên đánh vào cái mông nhỏ của nó, dĩ nhiên lực đạo có thể chấn vào trong tiên nguyên, làm cho nó kêu to oa oa, cái mông đỏ rực ngươi dám đánh bản thiên đế ta liều mạng với ngươi tiểu mập mạp gào khóc kêu lên nhưng không làm gì được nó muốn lai chuyển thánh thể còn kém hòa hậu rất nhiều tiểu mập mạp này là một nhân tài sinh ra đã là thánh để lại ở ta nơi này dạy dỗ một phen đi tể là thấy cái mình thích là thèm ở thiên tri thôn bồi dưỡng ra đám người diệp đồng tiểu tức nhi hoa hoa giờ đối với kỳ tài nghịch thiên bực này hết sức để bụng thèm thuồng diệp phàm lắc đầu nói vẫn là quên đi tạm thời ở lại bên cạnh ta. Nó là một mầm tai họa diệt thế, ngay cả hồn thác đều bị dọa thành bộ dáng chạy như điên giống như một con thò già thế kia. Nói không chừng tương lai thực sẽ xảy ra biến cố gì chăng, tốt hơn cứ để hết thảy đều nhằm vào ta là được. Người biết vậy là tốt rồi. Tiểu mập mạp lẩm bẩm kết quả lại bị đánh một trận, kêu lao oa, oa không ngừng. Tiểu mập mạp nghe nói người lai lịch không nhỏ, ta cho ngươi một vị trí la hán, cùng đi với ca ca thôi. Hoa hoa trở về, chọc gẹo nó đầu chọc đừng hấp dẫn ta, người cũng không phải mỹ nữ. Tiểu mập mạp trừng mắt nói. Ta ở đó có sư thái, phong người làm bồ tát. Hoa hoa cợt nhà, kết quả bị diệp phàm gõ trên cái đầu bóng lửa một cái, tiếng vang giòn tan. Mọi người liên can với Tây Mạc đến đây, bao gồm Khải Đức, ngày nay được xưng là Kim Mao Thiên Vương, là tôn giả hộ pháp của chi nhánh thiên đình Tây Mạc, mỗi ngày cùng với hoa hoa ở trong điện thờ ăn từng khối thịt, uống chén lớn rượu. Lão Tăng Ma Kha thật sự hết chịu nổi, nếu không vì bận tâm để chứng minh và thần tích hoa hoa là phật môn truyền thế đã sớm cho một cái tắt đánh cho hai tên bọn họ thành thịt nát rồi nên biết rằng lão hòa thượng thân là đại thánh năm đó dám động thủ cùng đấu chiến thắng phật ngày nay lại trở thành chủ trì của đại lô âm tự địa vị cực kỳ tôn kính chỉ vì lão muốn khám phá thành quả của truyền thế mới đáp ứng đi làm đại tôn hộ pháp sơn môn cho hoa hoa mọi người cùng thương nghị nhân mã thiên đình phải lần lừa rời khởi bắt đầu bằng không một khi con đường thành tiên mở ra ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì ai ai đều muốn thành tiên nhưng phải có tính mạng mới được bọn họ tiếp xúc đã nhiều lắm cái đỉnh đồng xanh đã nắm giữ nơi tay càng là hiểu biết càng cảm thấy hy vọng xa vời còn không bằng dừng chân ở vực ngoại trước yên lặng quan sát cho thỏa đáng không hề nghi ngờ trong vũ trụ khẳng định có không ít người ôm trong lòng ý tưởng này bằng không cũng sẽ không chỉ phái dưới tay đi vào trước mà chân thân đầu sỏ lại chưa người nào tới người tự phụ đến cuối cùng trung quy sẽ không kiểm nổi sớm muộn gì cũng sẽ buông xuống tới thời điểm đó xuất hiện chuẩn đế chiến liên tục cũng không có gì ngạc nhiên khiến mọi người cảm giác bất ngờ sâu sắc là ở kế tiếp trong nửa tháng khi bọn họ chương trống dùm beng chuẩn bị rút đi thì có người ở vực ngoại buông xuống tìm tới bọn họ là đôi huynh muội cổ phi cổ lâm kia bọn họ từ thiên tri thôn đi ra không ngờ lại về tới bắt đầu mọi người thật sự là vừa mừng vừa sợ Tên Hắc Hoàng không đáng tin kia sau khi biến mất, từng làm cho mọi người gián đoạn tọa độ với vực ngoại, ngày nay huynh muội hai người buông xuống, là một tin tức phi thường tốt. Tiểu Tức Nhi, Cổ Lâm rất thân thiết với Tiểu Tức Nhi, cách biệt nhiều năm gặp lại, rất nhanh phóng vọt tới. Mà khi nhìn thấy Diệp Phàm, hai huynh muội này lại ngây dại, rất nhanh vọt tới hành đại lễ. Cách biệt nhiều năm, hai huynh muội đã sớm trưởng thành, muội muội còn thực hoạt bát, nhưng ca ca lại tương đối ổn trọng, thân mặc đạo bào còn giữ một chòm râu dài giống như một thiên sư trên thực tế những người khác cũng cùng cách biệt hai huynh muội này mười năm trở lên nay gặp lại tự nhiên là có nhiều lời muốn nói nói không hết chuyện hắc hoàng đã quay về chưa song hoàng máu bạc hỏi vẻ mặt rất không tự nhiên hai người này bị đại hắc cẩu huấn luyện gian ác hiện tại nhớ tới vẫn còn không rét mà run không có sau khi biến mất vẫn không thấy trở về cổ phi lắc đầu với thủ đoạn của hai huynh muội bọn họ cũng không thể tính ra nơi hạ lạc của hắc hoàng cũng giống như muốn bói toán cho diệp phàm ắt sẽ gặp phản vệ với giải thích của hai huynh muội có khả năng một là mệnh cách của diệp phàm quá cứng rắn hai là tương lai hắn sẽ thành tựu không thể lường ngoại vật khó có thể quấy nhiễu cái gọi là biết trước tương lai sớm đã được thánh hiền cổ nói hết rồi bói toán giống như nhìn thấy lá dụng bay tán loạn đoán trước xem nó tất nhiên sẽ rơi xuống mặt đất chỗ nào như vậy chẳng qua là căn cứ theo quỹ tích nào đó là một loại xu thế chứng kiến và đoán trước mà thôi Đương nhiên, không thể toàn bộ đều đúng thật, như lá dụng kia cũng có thể sẽ rơi vào trong hốc cây, cho đến khi hóa thành khô khốc, cũng không hề rơi xuống mặt đất. Đến đây, nhìn thử xem lai lịch tiểu mập mạp này là gì, thử một lần xem có nhìn thấu không. Diệp Phàm gọi hai huynh muội, thực hiện, còn hắn thì tự mình hộ đạo, tránh cho bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cổ Phi, Cổ Lâm gật đầu đáp ứng, lấy ra các loại pháp khí, bày ra mai rùa, khắc ra các loại phù văn, ngồi xếp bằng ở trên lại ôm tiểu mập mạp đưa lên. Các ngươi, muốn làm gì ta? Làm cái gì? Nó dùng sức đạp chân thối lui. Mọi người cười to, biểu hiện của tiểu mập mạp trắng nõn này không ngờ lại như vậy. Dường như là một người làm chuyện xấu bị vợ bắt gặp, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Huynh muội hai người thi pháp, địa phương này lập tức chớp lóe không chừng. Tiểu mập mạp rất không yên tâm, vạn vẹo thân mình, hận không thể lập tức thoát đi. Giác. Kết quả cuối cùng là mai rùa nổ tung, trong hư không đan vào ra hai đạo pháp tắc kỳ bí bổ về phía hai huynh muội Cổ Phi và Cổ Lâm. Soát. Ngay trong khoảng khắc, hai người biến mất. Diệp Phàm xuất hiện ngay chỗ đó, đây là thuật thay mệnh, là hắn sớm bố trí tốt, một khi xảy ra ngoài ý muốn, Diệp Phàm sẽ thay thế bọn họ chịu đựng. Truyền đến hai tiếng vang nhỏ, trên trán Diệp Phàm xuất hiện hai vết máu, giống như vết nứt, lan xuống tới cằm, có thể nói rất dài, máu tươi chảy xuống. Giờ khắc này, mọi người đều biến sắc. Chính là Hoa Hoa đang cợt nhà đều sắc mặt kịch biến, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, nói: "Sư phụ ngài không sao chứ?" "Không sao." Diệp Phàm vận chuyển huyền công, chữa trị tiên thai, vết máu biến mất, nhưng máu màu vàng vừa rồi ai cũng đều nhìn thấy thật ghê người. Đứa nhỏ này rốt cuộc có lai lịch gì, mà tiến hành suy tính nó, lại làm cho Diệp Phàm đều bị thương, quả thực khó tin. Nếu Cổ Phi, Cổ Lâm vừa rồi tự mình chịu đựng giờ phút này tất nhiên đã bị hủy diệt nát tan thành bụi ngay cả tay già đời tề la được sợ hãi chỉ một đứa nhỏ mà thôi suy tính quá khứ và lai lịch của nó không ngờ lại sinh ra phản vệ cường đại như vậy khủng bố tới cực hạn trong thiên địa này đại đế cổ không thể thôi diễn tiên không thể thôi diễn bằng không tất nhiên phải gặp nạn đương nhiên còn có một số cấm kỵ khác gì đó cũng như thế không thể suy đoán nếu không khẳng định sẽ có đại nạn rơi vào người đứa nhỏ con ai vậy hẳn không phải đúng thật là từ trong tiên vực rơi xuống chứ mọi người đều vô cùng kinh ngạc diệp phàm ngày nay sánh vai với đại thánh thay mặt cổ phi cổ lâm chịu đựng đều phải bị thương đủ để nói rõ vấn đề thời gian rất lâu sau mọi người mới bình tĩnh trở lại người không cần khi dễ ta 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 rất lợi hại tiểu mập mạp nói bốp diệp phàm lại cho nó một cái tát vào mông đương nhiên không có dùng sức kết quả nó tức giận lập tức rơi chân đá mọi người cười to bầu không khí khẩn trương trôi qua hết sạch cổ phi cổ lâm đã cùng bày ra từng tòa từng tòa trận thai dần dần tới được bắt đầu vả lại bọn họ suy tính ra tọa độ của thiên tri thôn vì vậy có thể dọc theo đường cũ trở về mọi người toàn bộ rút khỏi bắt đầu một đường đi tới liền phi thường thuận lợi về tới thiên tri thôn rốt cục đã trở về rồi mọi người cảm khái vô hạn trong thôn xóm một đám đứa nhỏ chạy tới cũng có rất nhiều lão nhân xuất hiện ở đầu thôn rất kích động phi thường náo nhiệt đi chuyến này không biết sẽ có nguy hiểm gì các ngươi nhất định phải cẩn thận sát thánh tể la dặn dò tử vi tinh vực đó cũng không phải là một địa phương đơn giản có rất nhiều truyền thuyết cho rằng đó là đề tinh cùng với thiên đình cổ có thể đã thường trú thời gian rất lâu ở nơi đó mặc dù trước mắt diệp phàm bọn họ rất cường đại nhưng cũng phải cẩn thận vạn nhất gặp phải thứ gì không rõ lai lịch là người hay vật từ thời đại thiên đình còn sống cũng chẳng có gì lạ dù sao đây là một thời đại thế con đường thành tiên sắp mở ra cái gì ngưu đầu quỷ quái đều có thể sẽ xuất hiện khi sắp xếp hết thảy mọi việc xong xuôi diệp phàm mang theo tiểu mập mạp diệp đồng lệ thiên cùng vói yến nhất tịch ra đi bước lên thần quang thai đi về hướng tử vi cổ tinh vực hy vọng sớm gặp lại cô bé diệp phàm hạ quyết tâm nhất định phải tìm được cô bé bất kể gặp phải nhiều phiền toái đều phải tiến hành đến cùng ta hy vọng thiên đình cổ thật sự ở tử vi tinh vực lệ thiên cũng tràn ngập chờ mong còn yến nhất tịch thì tương đối lạnh nhạt hơn thiên tri thôn vui sướng hướng tới quang vinh bởi vì diệp phàm để lại rất nhiều thứ quý báu gần như là toàn thân xuất ra hết tất cả tích góp xưa nay không sai biệt lắm đều để lại không nói các loại thần liệu riêng là thiên luân hải đạo kinh quyển tiên thai thái dương tiên kinh chính là một khoản bảo tàng vô giá sáng sớm một đám trẻ em thiên tri thôn đón ánh bình minh còn thật sự tu luyện mỗi đứa đều tinh thần phấn chấn hiển lộ ra hết hy vọng lực lượng tương lai diệp phàm rời đi cũng không có mang theo đám long mã ngoại trừ đứa nhỏ đều là những người từng để lại dấu chân ở tử vi mặc dù diệp phàm không phải lần đầu tiên vượt qua hư không nhưng đối mặt với vũ trụ mênh mông vẫn không kiểm nổi than thở nhân loại so với một viên tinh tú mà nói chỉ là một hạt bụi mà tinh tú so với vũ trụ mà nói cũng là bụi bậm từ một tinh vực tiến vào một phiến tinh vực khác từ một sinh vật nhỏ bé như bụi bậm mà vẫn làm được điều này đáng được gọi là một loại hành động vĩ đại vì vậy cũng còn có loại cách nói sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian vũ trụ không mở bến, như một tấm màn tối đen thật lớn. Từng viên từng viên tinh tú như là những viên kim cương sáng lấp lánh tột điếm trên đó. Xuyên qua trong hư không vũ trụ, Diệp Phàm đứng sừng sững dưới tinh hà rực rỡ nhìn ra viên đại tinh màu tím xa xa phía trước, cảm nhận được một loại uy áp bằng bạc. Đây là tinh tú từng xuất ra đại đế, chỉ có như thế mới có loại dao động cường đại này. Tương truyền, Phàm là tinh tú từng xuất ra đại đế đều rất khó bị hủy diệt, bởi vì có đạo ngân căn nguyên của họ lưu lại cũng có pháp tác thành đạo của họ thủ hộ. Lúc này Diệp Đồng mắt đỏ bừng, nước mắt không kiềm được tuôn rơi, khóc không thành tiếng, cha mẹ, tỷ tỷ cùng với rất nhiều thân nhân của hắn đều chết đi, hết thảy đều do Kim Ô tộc huyết tẩy. Không có kế thừa bất hủ, cũng không có đế và hoàng trường sinh, tuy là hậu nhân của Thái Dương Thánh Hoàng, nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện, bản tộc sớm đã suy vong, pháp trận tan biến, binh khí đế không có, tiên kinh thất lạc, cuối cùng đi về hướng suy vong. Phụ thân Mẫu thân, tỷ tỷ, ta đã trở về." Diệp Đồng Rốt của không kiểm nổi lớn tiếng khóc ròng, nước mắt tuôn rơi thành chuỗi. Được Diệp Phàm, Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên Khuyên bảo, một hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh trở lại. Đoàn người bay đi tới phía trước, tới gần chỗ sinh mệnh cổ điển này, đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt to, nói: "Cảm giác có chút quen thuộc, cùng với nơi sinh ra ta có chút tương thông." Rốt cục đến gần trên không trung viên đại tinh, ở vực ngoại nhìn xuống đã có thể thấy trời đất mênh mông cùng với biển rộng bao la hùng vị phía dưới từng tia pháp tắc lấp lánh một mảng mông lung mờ ảo rốt cục đã trở lại rồi hai vị tổ sư trung hưng nhân dục đạo đã trở về trốn cũ các mỹ nữ hãy run rẩy đi nghênh đón quân vương vĩ đại nhất giá lâm lệ thiên cao giọng hô lớn thần sắc phấn chấn yến nhất tịch cũng lộ vẻ kích động một lần đi chính là một trăm mấy chục năm ở trong năm tháng hán trải qua thật ra có đại đa số thời gian chỉ ở lại bắt đầu nay trở về lại cố hương trong lòng sao có thể bình tĩnh thời gian quá lâu rồi ngay cả diệp phàm đều sắp quên đi lệ thiên yến nhất tịch bên cạnh mình đều là người của tử vi tinh vực đều không phải là sinh ra ở bắc đầu đây là địa phương sinh ra bọn họ càng về gần quê hương tâm tình càng phức tạp lệ thiên nói cảm thán như thi sĩ rời đi nhiều năm sáng nay trở về tâm tình vui sướng cũng có một chút buồn bá nhưng một câu kế tiếp của hắn lại phá hủy loại không khí này hắn lẩm bẩm không biết mỹ nữ của ta năm đó đều lập gia đình hết chưa trong lòng thực không yên mà phòng chừng sẽ không còn ai nhớ tới ngươi trước khi chúng ta rời đi đối với nữ nhân mà nói ngươi đúng là chuột chạy qua đường ai ai cũng đều rượt đánh yến nhất tịch cười nói bọn họ hạ xuống cực nhanh phía dưới là một mảng núi sông mênh mông vô ngần mà lại vô cùng tráng lệ đất trời mênh mông rộng lớn khôn cùng núi lớn nguy nga cao lớp trong tầng mây sông lớn cuồn cuộn uốn khúc mấy chục vạn dặm bốc hơi sương mù cũng có rất nhiều linh khí tiên thổ sông thẳng lên trời cao. Đây là một mảng thế giới tươi đẹp, bao la hùng vĩ mà lại không mất tú lệ, bàng bạc mà không mất tiên khí, thật rung động lòng người. Lệ thiên đại đế ta đã trở lại. Nhân dục đạo kế thừa bất diệt sẽ tỏa sáng muôn màu ở kiếp này. Khi rơi trên mặt đất, linh khí mãnh liệt như nước như thủy triều, nhất là vùng đất này lại đặc biệt, Diệp Phàm cảm thấy có phần quen thuộc, phát hiện thực vừa khéo lại là vùng huyền đô động ở bát cảnh cung bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhập những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé lại là địa phương này hắn không kiểm nổi khẽ lẩm bẩm năm đó buông xuống đây chính vì rừng ở ngoài sơn môn này mới bị bức rồi kết thủ kết oán với doãn thiên đức thái thanh thánh cảnh bát cảnh cung đây chính là một địa phương tốt đây ngay cả yến nhất tịch truyền nhân lịch sự tao nhã của nhân dục đạo lúc này ánh mắt đều sáng lên doãn thiên đức chạy lên trên tinh không cổ lộ rồi không có cơ hội giao thủ với hắn không biết có lưu lại cái gì hay không lệ thiên cũng xoa xoa tay hưng phấn nói đáng tiếc bọn họ thất vọng rồi người đi nhà trống ngay cả cái gọi là bắt cảnh cung cũng bị dọn sạch cái gì cũng không còn lại doãn thiên đức một tên ở năm đó đã có được thần cấm mới vừa chạm đạo đã giám đoạt thần linh cổ kinh từ trong tay vương giả đại thành tương lai tuyệt đối là một đại địch cái thế yến nhất tịch nói sư phụ lòng ta có sầu não dao động cảm xúc kịch liệt hiện tại phải độ kiếp vương của thánh nhân diệp đồng nói vừa bi thương vừa mừng rỡ nỗi lòng như sóng vỗ bờ làm cho diệp đồng khó có thể áp chế loại dao động này hắn không kiểm nổi phải độ kiếp thánh vương của mình cứ thuận theo tự nhiên không cần áp chế ta hộ pháp cho ngươi diệp phàm gật đầu nói rất vui mừng ầm diệp đồng độ kiếp dẫn tới các loại dị tượng lôi hải mờ mịt trời sụp đất nứt diệp phàm vội vàng ra tay bày ra khi thiên trận văn của vô thủy đại đế bảo vệ cả khu vực phụ cận bằng không thực e rằng bị lôi hải đánh chìm bị hủy trong lôi đình hết thảy đều rất thuận lợi cuối cùng tuy rằng thật lâu nhưng diệp đồng từ trong sấm rền chớp giật đi ra hóa thành một phương của thánh nhân trí cường từng đạo tia chớp còn lượn lờ trên người hắn cùng lúc đó trong thái dương tinh kia bắn ra một luồng hào quang hừng hực xa hòa cùng với hắn thanh tẩy thân thể tẩm bổ nguyên thần hắn một đạo tiếp theo một đạo xuất hiện dị tượng bực này làm kinh động tử vi tinh vực rất nhiều cường giả xuất động vọt tới hướng địa vực này đáng tiếc chờ tới khi bọn họ chạy tới nơi đám diệp phàm đã triệt hồi pháp trận sớm rời đi núi rừng sông suối mờ mịt địa vực mênh mông cả viên tinh tú này chia làm mấy khối đại lục lô châu thần châu hạ châu ở giữa có khoảng cách đại dương mờ mịt cả địa vực rộng lớn như vậy muốn tìm một người có thể nói như tìm kim dưới biển rộng nói dễ hơn làm khó khăn rất lớn sư phụ ta muốn đi tế bái các người nương ta trước rời đi một thời gian diệp đồng run giọng nói kim ô bộ tộc giết cả nhà hắn gia tộc bọn họ nơi đó ngày nay sớm đã không có một ngọn cỏ tuyệt không có sinh cơ có chăng chỉ là xương khô hắn là muốn đi xây dựng vần mộ diệp phàm thở dài một tiếng nói đi đi nếu thực có cường địch xuất hiện ngàn vạn lần không cần cứng rắn chống đỡ tức tốc tới tìm vi sư diệp đồng gật đầu tỏ vẻ biết rơi nước mắt rời đi nương ta là ai vậy? đứa nhỏ lầm bầm, đôi mắt to sáng trong suốt, xuất thần một hồi lâu. cố nghĩ lại đi, ta cũng muốn biết rốt cuộc là quái vật gì mới có thể sinh ra mầm tai họa như ngươi vậy. lệ thiên chiêu đùa hắn. ngươi hiện tại khi dễ ta, coi chừng tương lai ta chấn áp ngươi một vạn năm. tiểu mập mạp từ trước đến nay ngoài miệng là không chịu thua ai. vậy được rồi, thừa dịp ngươi còn nhỏ, đánh nhiều vào mông vài cái, để cho đại nhân vật tương lai có một hồi ức tốt đẹp đi lệ thiên cách không đánh loạn một trận bốp bốp lên cái mông nhỏ của nó nhưng thật ra không có dùng sức ai đánh lên mông ta ta đều ghi nhớ sổ sách hắn tiểu mập mạp oa oa kêu to thất thố thật đúng là sợ tương lai có một ngày đứng trên thiên hạ bị người ta nhắc tới chuyện xấu hổ bực này phải làm sao bây giờ làm thế nào đi tìm diệp phàm than nhẹ cuối cùng không có cách nào hắn liền vẽ ra dung mạo cô bé chuẩn bị treo giải thưởng cách xù phát động hết thảy mọi lực lượng tìm kiếm manh mối và lại có thế lực lớn cao cấp nhất tương trợ cho bọn họ. Nhưng mà, kết quả sự việc ra ngoài dự liệu của bọn họ. Ở trong một tòa thành lớn, hắn vừa mới lấy ra bức họa đầu tiên, mới đó đã có người lên tiếng nhận ra, hơn nữa còn nói thế này, đó là lẽ đương nhiên. Người nhận biết, Diệp Phàm mang theo vẻ hồ nghi hỏi. Đương nhiên, một đại thúc thoạt, nhìn thực thô lỗ nội, tu vi bản thân chỉ đạt tới đạo cung bí cảnh, so với thánh nhân mà nói thật ra rất thấp kém làm cho hắn hoài nghi không biết lời nói của tay đại thúc này là thiệt hay giả ngươi tin chắc yến nhất tịch hỏi bổ sung thiên hạ ai không biết đại hán dâu ria sồm sòm khinh thường bọn họ một bộ dáng nhìn thẳng nhà quê gia thị lệ thiên lập tức buồn bực áo gấm về nhà không có đợi cho chư hùng triều bái lại bị một đại hán dâu ria sồm sòm cảnh giới thấp kém đến vô cùng thê thảm như vậy ngạo nghễ nhìn xuống đại hán dâu ria xồm sòm một bộ dáng gian dậy tiểu bối nói với lệ thiên thằng nhóc nhỏ mới vừa xông vào giới tu luyện phải không bằng không như thế nào ngay cả chuyện này cũng không biết lệ thiên càng thêm buồn bực muốn học máu cả giận nói lão tử ở 18 năm đã thành tựu là vương của thánh nhân cái rắm nếu ngươi là vương của thánh nhân ta là chuẩn đế tổ sư của vương của thánh nhân đại hán dâu ria xồm sòm nói lại với vẻ mặt khinh thường ta lệ thiên cứng họng bị nghẹn không thể nói đối lại được thật đúng là không tiện ra tay với phàm nhân này cũng không thể tùy tiện ở trước mặt hắn hiển lộ thánh uy thật sự là lòng bực tức mà không biết làm sao đứa nhỏ được diệp phàm dùng thủ thuật che mắt che giấu hận không thể ngã ra đất cười lan cười bỏ không ngừng nhếch miệng cười lệ thiên tức giận lại đành vào mông nó một trận tà môn lệ thiên cả giận nói ngươi nói cho ta nghe xem vì sao khắp thiên hạ đều biết diệp phàm cũng lộ vẻ ngạc nhiên kỳ thật bất kể là hắn hay lệ thiên trong lòng đều sớm đã chấn động cảm thấy đã xảy ra chuyện rồi theo như lời của đại hán dâu ria sồm sòm hơn phân nửa không phải già trời giáng thần anh ai không biết người nào không hiểu chuyện này hơn một trăm năm qua phàm là tu sĩ ai cũng từng thấy bức họa này đại hán dâu ria sồm sòm của trách lệ thiên hiện nay lớp người trẻ thật là kiêu căng nóng này càng ngày càng kém đạo đức không biết tôn sư trọng đạo là gì nhìn thấy tiền bối ta như vậy cũng không biết lễ kính cảm ơn Tiền bối cao nhân cảnh giới đạo cung Ta cảm ơn trên dưới ba đời nhà ngài Lệ thiên sa sầm mặt nói Bị xem thành tiểu tử đầu xanh Hắn thật sự chịu không nổi đại hán dâu ria xồm xòm này Liền chụp lấy một tu sĩ khác bên cạnh Còn thật sự thinh giáo Hỏi lai like lịch cô bé Nhưng mà Đại hán dâu ria xồm xòm lại phi thường nhiệt tình Ở một bên thỉnh thoảng sen mồm Báo cho biết đủ loại bất phàm về thần anh Nước mắt của nàng Có thể sống lại ra thịt xương cốt người Có thể so với bất tử dược một sợi tóc của nàng rơi xuống người có được nó nghiền nát thành phấn trực tiếp uống vào trị liệu đại đạo thương vô cùng hiệu quả hoàng cung tử vi thần triều ở nơi nào diệp phàm không muốn nghe chỗ thần dị của cô bé chỉ muốn mau chóng nhìn thấy cô bé đúng rồi đừng nói gì khác chúng ta muốn đi tử vi thần triều lệ thiên cũng lớn tiếng nói hoàng cung của tử vi thần triều sớm đã bị hủy diệt nát tan thành bụi hơn một trăm năm nay rồi một gã tu sĩ bên cạnh nói cái gì tử vi thần triều bị hủy diệt rồi lệ thiên kêu lên sợ hãi hắn cùng với yến nhất tịch sinh trưởng ở vùng đất này biết rõ quái vật lớn này rất khủng bố là một thánh địa bất hủ không thể tưởng được lại bị người ta xóa tên ngay cả diệp phàm đều ngần ngơ cảm giác bất ngờ sâu sắc nhớ tới lời tiên đoán ngày xưa của quốc sư thần triều trước lúc tọa hóa thần anh trời giáng hẳn là triều đại cường thịnh mà kết quả lại là thế này lời tiên đoán của quốc sư ngày xưa vẫn chưa trở thành sự thật và lại còn phát triển theo hướng ngược lại. Yến Nhất Tịch cũng sợ run, một thần chiều lớn như vậy nói diệt là hủy diệt, thật sự vượt quá tưởng tượng, đả kích tâm thần người ta. Là rầm rộ rồi, hưng thịnh cực độ 100 năm, sau đó liền sụp đổ, hoàn toàn bị hủy diệt. Có người nói, dĩ nhiên là như vậy, đáng tiếc quốc sư một thế hệ trước khi lâm tọa hóa thấy được toàn trường tử vi rầm rộ, cuối cùng lại là một cái kết quả như thế này, quả nhiên là đoán được khúc mở đầu, lại không đoán được kết cục này ngay cả diệp phàm đều ngần người một hồi lâu ai có thể dự đoán được cái gọi là rầm rộ cũng chỉ là thời gian một trăm năm rồi sau đó hết thảy đột nhiên thay đổi một thần triều bất hủ từ đó về sau đi về hướng trung điếm hóa thành bụi bậm đại hán dâu ria xồm xòm vỗ vỗ vai lệ thiên nói người trẻ tuổi ta thực xem trọng ngươi căn cốt không tệ bái ta làm thầy đi ngày nay ngươi cái gì đều không hiểu vì sư dạy dỗ ngươi thật tốt mang ngươi chân chính bước vào giới tu luyện cho người lãnh hội vinh quang rực sáng của tu sĩ vô thượng. Đi! Lệ thiên trên chán xuất hiện từng đợt từng đợt hắc tuyến, nhưng cuối cùng vẫn như cũ nhịn xuống, tự nói cho chính mình không cần chấp nhặt với một phàm nhân, rèn luyện tâm tính. Tử vi thần triều đã bị diệt như thế nào vậy? Yến nhất tịch cũng thì thào tự nói, chỉ có hiểu biết mới kính sợ, quái vật lớn này ngày xưa lai lịch quá lớn. Có người thở dài. Tự nhiên là bởi vì trời giáng thần anh, dẫn phát các đại thánh địa mơ ước, Cùng nhau hợp lực công kích, cộng thêm vực ngoại đến đây một thế lực lớn đáng sợ không gì sánh nổi, trực tiếp công phá thần triều, làm cho bọn họ bị hủy diệt nát tan thành bụi. Thành cũng thần anh, bại cũng thần anh, hết thảy ngọn nguồn vấn đề đều do nàng. Đại hán dâu ria sồm sòm lên tiếng là một tổng kết. Thần anh đi nơi nào? Diệp Phạm hỏi, bất kể là tử vi thần triều cũng tốt, hay là thế lực lớn của vực ngoại buông xuống xuống cũng vậy, sao lại ra sao, hắn đều không quan tâm, chỉ quan tâm tới cô bé. Nàng ngày nay ở nơi nào? Lệ Thiên cũng gạn hỏi. Người trẻ tuổi không nên nghĩ loạn, thần anh không phải người có khả năng truy tìm, thành thật đi cùng vi sư cùng tìm hiểu đại đạo tối cao, tương lai mới có tư cách vấn đỉnh thiên hạ. Đại hán râu ria xồm xòm nói lời nói thấm thia. Ái trà cảm ơn, đại sư cảnh giới đạo cung, ta trèo cao không tới, bị ngài dạy đạo một ngày, át ta phải bị tức chết tươi. Trên thực tế hiện tại hắn cũng đã tức sắp nghẹt thở. Cô bé biến mất, đây là tình huống sau khi qua một phen kết nối, diệt phàm bọn họ hiểu biết được. Tử vi thịnh vượng 100 năm, cuối cùng bị người bình định sụp đổ, mà thần anh lại ở giữa dòng chiến dịch này lưu lạc ra ngoài thần triều. Trong thời gian mấy chục năm nay, có người nhìn thấy vài lần, dẫn phát đại sát kiếp, cả thế cùng tranh đoạt, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Sở dĩ mỗi một vị tu sĩ đều nhận biết cô bé, đó là vì mấy chục năm qua bức họa của cô bé sớm đã truyền khắp giới tu luyện, bị truy tìm mấy chục năm nay. Diệp Phàm bọn họ hiện tại đưa ra bức họa tìm hiểu qua mọi người, thật sự là biểu hiện dập khuôn, khó trách liền bị đại hán dâu ria sồm sòm khinh bỉ. Khắp thiên hạ mọi người đang truy tìm, ra vào khắp vùng đất hoang dã, tiến vào các đại bảo địa, đều tìm kiếm mấy chục năm nay, mặc dù có phát hiện, người nói có thể nói cho các ngươi sao, đó là bất tử thần dược nha. Ở tử vi cổ tinh vực, gần như mọi người đều cho rằng cô bé là một gốc cây bất tử dược đặc biệt, là tiên dược thành hình người có thể phá vỡ công cùng xiềng xích trong thiên địa không có khả năng đột phá ai mà không quan tâm khắp thiên hạ mọi người đều điên cuồng cây thần dược này vượt qua dĩ vãng là đệ nhất cổ kim mấy chục năm qua khắp giới tu luyện đều đã hỗn loạn chư hùng cùng nổi lên tất cả đều đang tìm kiếm tung tích cô bé tìm được cô bé là có thể thu hoạch đại bí trường sinh trong mắt người cả thế gian nàng là đệ nhất tiên dược từ xưa đến nay diệp phàm nghe vậy cho mày thật sâu mấy tin tức này thật không ổn tình cảnh cô bé thật đáng lo quả thực chính là thì đường tăng trong truyền thuyết đều hấp dẫn tới thần ma quỷ quái khắp chư thiên ai cũng đều muốn cắn một miếng cũng chính vì vậy làm cho tử vi thần triều diệt vong có thể nói ai nắm giữ cô bé thì chẳng khác nào là địch với khắp thế gian gặp rất nhiều cường giả công kích khó có thể sống yên dù sao trong mắt người thế gian đây là một gốc cây thần dược hóa thành hình người ý nghĩa của nó không thua gì thành tiên chân chính trên thực tế cũng chính là như thế bất tử dược hóa thành hình người cùng tồn tại với thế gian vĩnh viễn sẽ không già đi đây là trường sinh thực hiện bất tử ngoại trừ không có thực lực cường đại còn lại đâu có gì khác với tiên mọi người đều muốn thu được rất nhiều người cho rằng chỉ cần ăn cô bé là được có thọ nguyên vô cùng tận sẽ chạm tới trường sinh thậm chí có thể cử hà phi thăng tiến vào tiên giới nếu suy đoán là thực tất cả bất tử dược cộng hết lại đều không hơn một cô bé sao có thể không khiến cho thế nhân điên cuồng. Làm sao bây giờ? Yến nhất tịch nhíu mày. Ta đã làm tốt chuẩn bị là địch khắp thế gian, ai dám chạm tới cô bé, trước phải qua một cửa ta này. Diệp Phàm lạnh lùng nói, ngầm chứa một cỗ sát ý sông thẳng tới trời cao. Mà trong lòng hắn cũng rất lo lắng, bởi vì cô bé đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, nếu như bị người tìm được, khẳng định cũng sẽ không công bố ra ngoài. Sự tình thực khó giải quyết, cần phải nhanh một chút tìm được cô bé bằng không có thể sẽ tăng thêm vô cùng chuyện xấu. Nên biết rằng, cường giả cả thế gian đều đang truy tìm cô bé. Khi chia tay, đại thúc cảnh giới đạo cung tỏ ra rất là tiếc nuối, nắm tay lệ thiên, lời nói khuyên nhủ thấm thia. Đứa nhỏ, bỏ qua danh sư ta như vậy, người sẽ tiếc nuối cả đời. Chuẩn đế, ta trèo cao không tới ngài, tha cho ta đi. Lệ thiên cố chịu đựng cáo biệt, cảm giác thật xui xẻo, đâu đâu lại gặp phải một người như vậy. Ôi! trên đường chuẩn đế tương lai nhiều tịch mịch đáng tiếc cho bí thuật tối cao cả đời của ta này thằng nhóc tương lai ngươi đừng hối hận đại hán dâu ria xồm xòm lắc đầu biến mất trong biển người mờ mịt ầm vừa ra khỏi tòa thành này lệ thiên vỗ một cái đánh bay một ngọn núi cao thở phào một hơi nói rốt cục thanh tĩnh rồi ha 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 tiểu mập mạp trong tiên nguyên vui sướng khi người gặp họa không ngừng cười to còn thiếu điều bỏ lăn ra đất lệ thiên thật buồn bực bị một thằng nhóc nhỏ cười nhạo lập tức thưởng cho nó mấy bàn tay. Chúng ta đi đâu giờ? Yến Nhất Tịch không vội trở lại địa phương nhân dục đạo cũ, tìm kiếm cô bé quan trọng hơn. Đi tới tàn tích của tử vi thần triều nhìn lại xem, chậm rãi nghĩ biện pháp. Diệp phàm thực bất đắc dĩ, thế giới này quá lớn, muốn tìm tiểu tử kia nói dễ, hơn làm. Sương mù mờ mịt, đây là một khu tàn tích rộng lớn, mặc dù trôi qua mấy chục năm, nơi này vẫn như cũ âm u thấu xương, tràn ngập sát khí. Qua một trận chiến ngày xưa, nơi đây đã chết quá nhiều người, tử vi thần triều trên dưới gần như là bị tiêu diệt toàn bộ, bị giết sạch sẽ. Một thần giáo to lớn như vậy đã trở thành quá khứ. Nơi này từng đổ, một khu hoang vắng, nơi nơi đều là gạch ngói vụn, hoàn toàn không có một tòa nhà hay vật kiến trúc nào còn lại nguyên vẹn. Không chỉ có nơi này, phàm là trọng địa tử vi thần triều từng thống trị, tất cả đều bị phá hủy, nhiều tận gốc, không còn có khả năng phục hưng mảy may nào, vĩnh viễn xóa tên khỏi thế gian. cả địa vực này, ngay cả một gốc cây. Một ngọn cỏ dại cũng không có, trên mặt đất là màu đỏ sậm, đó là bị máu nhuộn thành, đến nay còn thoang thoảng mùi máu tươi, thậm chí có thánh huyết chưa bị khô cạn. Một trận chiến này, biểu hiện của tử vi thần giáo không thể nói là không cường đại, tổ tiên của họ từ trong vùng đất hỗn độn tìm được thần nguyên dịch, nhiều vạn năm như vậy đã từng phong ấn một số thánh nhân trí cường. Đáng tiếc, nội tình ra hết, vẫn là bị người hủy diệt, phi thường triệt đề, mà chủ lực chính là thế lực lớn buông xuống từ vực ngoại kia cộng thêm rất nhiều thánh địa bản địa trợ giúp, cùng hợp lực tiến công, rốt cục bọn họ phải đi tới trung điếm. Diệp Phàm tiến vào trong hoàng thành đổ nát, đi vào giải đất trung tâm, gặp được một cái huyệt động thật lớn, liền lộ ra dị sắc. Nơi này có từng đợt từng đợt hắc vụ, tràn ngập sát khí khiếp người, nhất là huyệt động này lại sâu không thấy đáy, giống như là dùng một cây binh khí thật lớn đâm xuống tạo thành. Diệp Phàm thi triển cổ pháp trong vệ đã kinh, phản bản cầu nguyên, còn thật sự thôi diễn cẩn thận, muốn nhìn lại xem hoạt động thật lớn này là như thế nào hình thành bởi vì ngay cả hắn đều cảm giác được một gỗ sát ý lạnh lẽo kẻ ra tay này hiển nhiên rất khủng bố một tổ hình ảnh xuất hiện một cây chiến mâu từ vực ngoại bay tới lập tức chìm sâu vào trung tâm hoàng thành không hề có thần lực mênh mông cường đại chỉ có một loại sát khí khủng bố kết quả chính là hoàng thành tuy rằng hỏng mất nhưng vẫn chưa hóa thành một mịn nhưng vô số sinh linh tất cả đều nổ tan xác mà chết ở trong sát khí một ngày này không dưới 5 vạn tu sĩ bị tiêu diệt. Nếu như trong thành còn có dân chúng, như vậy quả thực con số không thể tưởng tượng. Một kích kinh thiên như vậy là một trong nguyên nhân trọng đại hủy diệt tử vi thần triều. Chiến lược trí cường xuất hiện, một kích kinh thiên hạ xuống, làm tan ra ý chí chiến đấu của cường giả còn lại. Xem ra ngày xưa có nhân vật lợi hại tuyệt đỉnh ra tay, nội tình của thần triều vũ hóa ra hết cũng không ngăn được. Yến nhất tịch nói, cũng không nhất định là nhân vật lợi hại tuyệt đỉnh, nói không chừng là cây chiến màu kia quá mức lợi hại dao động thần lực cũng không phải thực kịch liệt chủ yếu là xuất hiện một cỗ sát khí trí cường lệ thiên lên tiếng Lang keng đột nhiên trong cơ thể diệp phàm có tiếng đổ vật dãy giụa và lại thân thể hắn phát ra từng luồng ô quang sát khí kinh người đây là diệp phàm kinh ngạc thân niệm vừa động một cây trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay hắn phát ra hào quang đen nhánh khủng bố sỏ xuyên qua vòng trời mây trên trời đều bị đánh tan hắn vẫn chưa thúc giục, mà đây là binh khí này tự chủ phát sáng, lộ ra sát khí khiến người ta hoảng sợ. Hiển nhiên, cây ầm kim trường thương này sinh ra cảm ứng với khí cơ trong huyệt động kia, thấu phát ra một loại chiến ý sông thẳng lên trời cao thật đáng sợ. Cây trường thương này chỉ sợ không ở phạm chủ thánh binh. Yến nhất tịch lộ ra dị sắc, nói như vậy. Cây thương này là thu được trên côn lôn sơn, không biết lai lịch của nó, theo Long Mã nói, là từ vực ngoại bay tới rơi xuống, ghim trên mặt đất thành tiên cổ mà Diệp Phàm cũng từng nhiều lần kiếm tra cây thương này, phát hiện bên trong thần linh gần như mất sạch, chỉ còn sót lại một bộ phận quang đoàn, không thể nhìn thấu ra bí mật gì. Không nghĩ tới hôm nay nó lại ở chỗ này tự chủ phát sáng, đây là một loại đối kháng và phản ứng theo bản năng. Hẳn không phải là chuẩn đế khí chứ? Lệ Thiên nói. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người. Già thiên tập 218, băng nguyên đẫm máu thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Diệp Phạm không nói gì. Thật lâu trước kia hắn từng đưa ra một ít phỏng đoán. Ở chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi vô tận có người đại chiến vô cùng thảm thiết. Cuối cùng trường thương màu đen đều bị đánh đập gần như bị hủy diệt. Xé rách hư không rơi xuống trên côn lôn sơn. Ngày nay xem ra có khả năng xuất hiện thế lực đối địch của cây thương này ngay trên tử vi cổ tinh vực nên nó mới tự chủ phát sáng qua thật lâu sau trường thương màu đen mới chậm rãi bình tĩnh lại hào quang màu đen nhánh kia thu liếm lại mà sát khí trong hoạt động to lớn kia cũng bị tan rã sạch sẽ xem ra hành trình tử vi lần này sẽ không bình tĩnh như trong tưởng tượng diệp phàm nói đúng lúc này sát khí nơi đây thu lại về phía sau trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra cảm ứng chuyển đến một khí cơ quen thuộc có được dao động sinh mệnh cường đại. Khí tức của cô bé. Diệp Phàm trong lòng nhảy dựng, thoát xoay người, phóng về phía một khu vườn tàn tạ xa xa, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn. Hắc vụ tan đi, một cái khe lớn tối om rộng 7-8 trượng, dài đến hơn trăm dặm, xuyên ngang qua hoàng thành, đây hiển nhiên là khi đại chiến lưu lại. Diệp Phàm chìm sâu vào khe nứt dưới mặt đất, thẳng xuống mấy trăm trượng trong lòng đất tối đen, mới xuống tới một hang động rộng rãi trong lòng đất, ở trong này cổ khí tức kia càng mạnh trong lòng hắn thấp thỏm không yên chẳng lẽ mới vừa đến nơi này liền tìm được cô bé hắn lắc lắc đầu nhưng loại tràn đầy khí cơ sinh mệnh này không có giảm bớt hàng động trong lòng đất rộng rãi có đầm nước thạch nhũ thành phiến như ốc sên giống như đọt măng lớn không ngừng nhỏ giọt nước xuống chuyển vang trong bóng tối trống trải càng tăng thêm vẻ u tĩnh yến nhất tịch lệ thiên cũng theo xuống đi phía sau diệp phàm bọn họ có chút hồ nghi bởi vì vẫn chưa có cảm ứng gì đặc biệt nơi này ở trong một hố nước, có một viên tinh thạch trong sáng, như một viên kim cương phát sáng rạng rỡ, lóng lánh xinh đẹp, mà ở bên cạnh nó còn có một cái lọ ngọc vỡ nát, tinh thể này như là từ trong đó rơi ra. Diệp Phàm nhặt lên viên tinh thể sáng trong suốt, phi thường trong sáng, sinh ra màu sắc rực rỡ, khí tức sinh mệnh ập vào mặt, có khí tức của cô bé. Đó không phải là hòn đá nhỏ bảy màu, hình dạng thật giống như là một giọt lệ ngưng kết mà thành. Hắn thật sự kinh ngạc. Chẳng lẽ nước mắt của tiểu tử kia cũng có thể hóa thành tinh thể bực này? Yến nhất tịch cùng lệ thiên đều thực kinh ngạc, tới gần một bên bọn họ cũng không cảm nhận được gì, thật không biết diệp phàm ở cách xa như vậy, vì sao có thể tìm được manh mối? Lệ thiên đón nhận cầm trong tay, nói. Dùng ngón tay chạm vào, ta cảm giác được một luồng thần năng khó lường, như là có tiên khí rót vào trong cơ thể. Yến nhất tịch cũng giật mình, vì sao bọn họ không thể cảm ứng từ cự ly xa, chỉ có tiếp xúc mới có thể tra biết, thật khó hiểu nhất định nguyên do là vì năm đó cô bé đưa cho ta hòn đá nhỏ bảy màu ta từng hấp thu tia sáng bảy màu trong đó diệp phàm nói đưa ra loại giải thích này đồng thời trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng người khác khó có thể tìm được cô bé còn hắn thì có thể dựa cảm ứng này có được ưu thế không nhỏ đương nhiên đối với địa vực mênh mông mà nói loại ưu thế này cũng khiến người ta đành chịu địa vực quá rộng lớn quả thực giống như tìm kim dưới đáy biển mà đây đúng là một vấn đề lớn ở kế tiếp trong nửa tháng diệp phàm bọn họ vượt qua eo biến trước sau xuất hiện trên mấy khối đại lục tìm kiếm manh mối về cô bé đáng tiếc ngay cả một chút dấu vết đều không tìm thấy đã chưa qua mấy chục năm rất nhiều thế lực lớn ở tử vi tinh vực đều không có kết quả mà bọn họ mới vừa buông xuống đã nghĩ tìm ra điều đó không thực tế làm sao bây giờ các thế lực lớn như nhân vương điện minh lĩnh trường sinh quan quảng hàn cung đã tìm kiếm mấy chục năm có lẽ có phát hiện gì cũng không chừng ta muốn tìm tới mấy môn phái đó nhìn thử xem diệp phàm lẩm bẩm không có biện pháp gì chỉ phải đi thu thập thành quả của người khác có lẽ nhờ vậy mới có thể phá vỡ một ít sương mù về tung tích cô bé cũng đúng dù sao bọn họ tìm kiếm đã mấy chục năm trong tay nắm giữ tin tức có giá trị tất nhiên nhiều hơn so với chúng ta yến nhất tình gật đầu bắt đầu từ một ngày này các nơi thần châu lô châu hạ châu rộng lớn như vậy xuất hiện một nhân vật thần bí lặng lặng xâm nhập đánh bắt cường giả của các đại giáo nhưng không làm thương tổn tánh mạng một ai người này tự nhiên là diệp phàm trong bóng tối đánh ngã cả trăm người đều là nhân vật tinh anh của các đại giáo từ trong thức hải bọn họ tìm kiếm hết thảy tin tức về cô bé kết quả hắn càng xem sắc mặt càng là khó coi những người này đều xem cô bé trở thành bất tử tiên dược ai cũng muốn bắt cô bé cho vào đình luyện thuốc luyện hóa thành một lò tiên đan duy nhất đáng được ăn mừng chính là theo tình huống nắm được hẳn là còn chưa có người nào làm nên chuyện nên hướng tới thế lực lớn mấu chốt nhất kia ra tay, dù sao bọn họ mới là kẻ chủ mưu. Lệ Thiên nói, mấy chục năm trước, từ vi thần triều hóa thành cho tàn, độc thủ chủ yếu chính là thế lực lớn buông xuống từ vực ngoại kia, ngày nay xem như lại trở thành một thế lực cường đại nhất trên tinh tú này. Nhiều năm qua như vậy, bọn họ khoách trương thực nhanh chóng, rất nhiều tán tu đều gia nhập đi vào, có khí thế thôn tính thiên hạ, dường như muốn ổn định thiên hạ. Theo tình hình phát triển như vậy, Bọn họ có thống nhất tử vi tinh vực cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng, về giới cao tầng nhất của họ, nhiều năm qua vẫn rất thần bí, thủy chung bao phủ trong một tầng sương mù, mặc dù cường đại như Minh Lĩnh Trường Sinh Quan, Nhân Vương Điện, cũng không thể biết rõ. Ánh trăng dịu dàng, mọi tiếng động đều im ắng, trên đường chân trời xuất hiện một tòa thành cực kỳ rộng lớn, đây chính là Côn Thành, một địa phương khiến tu sĩ thiên hạ dừng lại, kính sợ thật sâu sắc. Mấy chục năm trước, chính là bọn họ ra tay tiêu diệt tử vi thần triều làm cho một thế lực lớn kế thừa ngàn đời bất hủ phải đi về hướng trung điếm đó là một cự phách thiên hạ ngày nay ai dám trêu chọc hiệu lệnh vừa ra ai dám không tuân theo cứ xem theo xu thế bọn họ khoách trương quả nhiên dường như có xu thế muốn nắm cả viên đế tinh này trong tay điều này làm cho thế lực lớn khắp nơi đều lo sợ sâu sắc rất hối hận năm đó đã liên thủ với bọn họ tiêu diệt tử vi thần triều xem ra chẳng khác nào giết chết một con hổ lại dẫn tới một đầu ác long Ánh trăng như nước, tòa cự thành hùng vĩ đứng sừng sững trên mặt đất, giống như một con hung thú thái cổ đang ngủ đông, tuy đã thu liễm sự dữ tợn, nhưng vẫn đập vào mặt khí tức khiếp người. Diệp Phàm một mình đạp ánh trăng mà đi, tới nơi tiến vào tòa cự thành, khi hắn tiếp tục đi thẳng vào bên trong hoàng thành liền bị đại trận kinh thiên ngăn cản. Hắn vẫn không cậy mạnh xông vào, âm thầm quan sát một đoạn thời gian, không khỏi giật mình, trong đó không ngờ lại có đế uy, có bố trí chuẩn đế sát trận ở trong đó. Tới giờ khắc này, ánh mắt diệp phàm lập tức lãnh liệt lên hắn xếp thần triều này vào loại nguy hiểm nhất đây không phải là một thế lực lớn đơn giản lai lịch không nhỏ còn thật sự cảm ứng cẩn thận hắn cũng không xác định nơi đây có chuẩn đế hay không nhưng từ trong pháp trận nơi này hắn lại cảm nhận được một tựu ám bất kể như thế nào kẻ thống trị sau lưng nó đều rất đáng sợ diệp phàm không nghĩ đả thảo kinh xà không muốn động can qua ở địa phương này hắn chờ đợi thật lâu sau một cường giả từ trong hoàng thành đi ra về phần trước đó xuất hiện một số binh vệ hắn khinh thường không ra tay còn người này là một vị bán thánh so với hắn mà nói không tính là gì nhưng tại giới thế tục này cũng xem như rất mạnh rồi diệp phàm hóa thành một luồng hào quang lao ngang qua bắt người này đi theo có thể nói không cần tốn nhiều sức lực và hoàn toàn không có người nào phát hiện tới vùng hoang dã diệp phàm dò cha trong thức hải người này quan sát lai lịch giáo phái của hắn một lát sau trong lòng hắn rúng động thật sự lai lịch quá lớn từ xa sâu trong tinh không có một vị thống trị giả không biết tu vi sâu cạn không biết lai lịch xuất thân sáng xuống một pháp chỉ lệnh cho đệ tử dưới trướng xuất động phải tới thống nhất tử vi cổ vực bọn họ muốn dựng lên thiên đình cuối cùng diệp phàm chiếm được tin tức như vậy trong lòng sao có thể không sợ hãi đây phải là khí phách lớn tới cỡ nào đây cũng không phải là lập giáo trên một viên cổ tinh thông thường mà là giao phó cho hành động phải chinh phục từng vực từng vực xây dựng một hệ thống khổng lồ tái hiện huy hoàng của thời đại thần thoại. Thật là khó lường. Lệ Thiên, Yến nhất tịch từ trong dãy núi đi ra, vừa xem qua ký ức tiên thai người này tất cả đều không kiềm nổi ngạc nhiên thán phục. Dựng lên thiên đình có thể thống trị vạn vực, người này kém nhất cũng là chuẩn đế rồi đây. Trong nhân tộc đương thời có ai có thể đối địch, có lẽ duy nhất chỉ có lão gia. Lệ Thiên nói, chỉ một vị đệ tử ra tay mà thôi, đã gần như sắp thống trị tử vi cổ tinh vực, vị thủ lĩnh sau lưng tất nhiên đáng sợ tới cực hạn bằng không sao có thể dám như thế yến nhất tịch thở dài diệp phàm lau đi trí nhớ liên can trong đầu người này sau đó trả lại chỗ cũ hắn nhíu sát chân mày suy nghĩ các loại biện pháp đều thử qua vẫn không thu hoạch được gì có lẽ nên thỉnh một ít cố nhân ra tay yến nhất tịch nói đi tới môn phái đặc biệt chỗ đó hay sao lệ thiên hỏi không sai diệp phàm tự nhiên cũng nghĩ tới ngày nay cần đi cầu thiên cơ môn trợ giúp năm đó khi bọn họ rời đi thiên cơ tổ sư sắp tọa hóa nhìn thấu một góc tương lai đưa tặng hai lời tiên đoán coi như đều chuẩn xác lệ thiên và yến nhất tịch trên tay có thiên cơ lệnh phù dựa theo ước định của tổ tiên thiên kỳ cốc phải bói toán cho bọn họ bốn lần ngày nay còn thiếu hai lần nữa năm đó thiên cơ lão tổ từng nói hai mươi năm sau có thể quay lại diệp phàm bọn họ sau khi rời đi cách xa nơi này hàng ức vạn dặm lại không biết tọa độ đường về không nghĩ tới còn có thể quay về hoàn toàn là không có dự tính tiếp tục tìm tới nhất mạch này. Ai ngờ, qua hơn 100 năm sau, lại có điều cầu trợ giúp, quả thực thế sự ra ngoài dự liệu của mọi người. Thái Uyên, ở vào tây bộ Thần Châu, đây là một u cốc thật lớn, hàng năm không thấy ánh mặt trời, vô cùng u ám, thiên cơ môn bế sơn môn ẩn cư ở trong này không xuất hiện, thế gian rất ít người có thể nhìn thấy bóng dáng bọn họ. Hết thảy đều là vì bọn họ có thể thôi diễn thiên cơ, mà gặp phải trời xanh nguyền rủa, không thể không ở ẩn giáo này gặp phải ông trời đố kỵ tuy có thần thuật kinh thế nhưng lại khó có thể cường thịnh lên được trải qua bao đời cũng không có mấy môn nhân là một đạo môn cổ lánh đời khi diệt phàm bọn họ xâm nhập trong lòng đất đều kinh sợ đến ngây người thiên cơ môn bị san thành đất bằng nơi nơi đều là gạch ngói vụn đã bị phá hủy sạch sẽ điều này giống như bị tạt một gáo nước lạnh lên đầu làm cho mấy người toàn thân rét run tới đây là con đường hữu hiệu nhất có thể dò tìm được manh mối của cô bé không nghĩ tới lại trực tiếp bị cắt đứt ai đã phá hủy? Lệ Thiên nghiến răng hỏi. Là thần triều buông xuống từ vực ngoại kia. Yến Nhất Tịch nói, căn cứ ở địa phương này phát hiện một hang động lớn khủng bố do chiến mâu lưu lại, giống như ở tử vi hoàng thành nơi đó. Hiển nhiên, thiên đình cổ này muốn dựng lên, thế lực lớn thực lực không gì sánh nổi này cũng muốn mượn dùng lời tiên đoán của thiên cơ môn, nhưng cuối cùng lại hủy diệt nơi đây. Diệp Phàm buồn bã rời đi, cảm thấy nếu muốn tìm được cô bé thật sự cần thời gian rất lâu. Nhưng mà, sự tình thường thường xảy ra ngoài ý liệu của mọi người, bọn họ tìm kiếm ở phía Đông Thần Châu, nửa tháng sau gặp một đạo đồng chủ động chào hỏi bọn họ. "Tiểu đạo sĩ ngươi là ai?" Bần đạo đến từ Thiên Cơ Môn, là đưa tới cho ba vị hai tờ lá bùa. Tiểu đạo đồng nói, "Thiên Cơ Môn tránh khỏi một kiếp kia." Lệ Thiên kinh ngạc, đồng thời thực giật mình kinh sợ, nhất mạch này thật sự thần bí, không ngờ lại có thể tìm được bọn họ. Tránh thoát đại họa diệt môn ngày xưa chúng ta ẩn cư trong ngọn núi thấp ngay phía trước một vị tổ sư lại sắp sửa tọa hóa còn có thời gian một ngày vừa lúc đoán biết mấy vị tới đây nghĩ tới chuyện cõi trần còn lại cuối cùng tiểu đạo đồng lộ ra vẻ bi thương xa xa lại đi tới một đạo sĩ trung niên sâu đen tung bay tiên phong đạo cốt nhìn kỹ có chút quen mắt đúng là tiểu đạo đồng hơn một trăm năm trước ngày nay đã thành là người thừa kế trong giáo này lại một vị tổ sư sắp sửa tọa hóa giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng này giáo ta sẽ hoàn toàn ẩn cư cho đến muôn đời đến khi trường hỗn loạn lớn nhất này qua đi đạo sĩ trung niên nói mặt đầy vẻ bi ai năm đó hắn chứng kiến một vị tổ sư gặp trời đố kỵ mà chết đi ngày nay lại tiếp một vị đây là điểm xấu bọn họ không tránh khỏi được xin nén bi thương diệp phàm không biết an ủi thể nào yên lặng thi lễ đưa tặng một ít thần dịch của thiên tôn cổ các vị muốn tìm cái gì tổ sư không dám tính không dám chạm vào đừng nói riêng một mình tổ sư Chính là môn đời kế thừa của Thiên Cơ môn đều sẽ hoàn toàn bị hủy diệt nát tan thành bụi, nhưng mơ hồ tổ sư cảm nhận được, nếu các vị thẳng một đường đi về hướng Tây Bắc, sẽ có điều thu hoạch ngay trong cõi hồng trần này. Đạo sĩ trung niên bi thương nói. Cuối cùng song phương thi lễ chào nhau, từ đó chia tay, từ nay về sau thế gian trong vòng mấy vạn năm không còn có Thiên Cơ môn. Tây Bắc là địa phương lạnh khủng khiếp, một bóng dáng nhỏ nhỏ đang đơn độc lê bước, quần áo nhỏ nhắn sớm đã cũ nát không còn hình dáng. Đi Tây Bắc gặp hồng trần đây là ghi trong trang giấy sớm đã ố vàng trong tay diệp phàm là lá bùa của thiên cơ môn tiếng tăm lừng lẫy chỉ viết sáu chữ như vậy cũng dự báo lại một vị tổ sư sắp rời thế gian diệp phàm bọn họ rời đi rất xa quay đầu lại hướng về phía ngọn núi thấp xa xa cúi đầu bái lạy các đại kế thừa rất nhiều cổ giáo đều tiến vào vùng đất hoang dã ra vào nơi linh khí nồng đậm nhất chỉ vì nghĩ rằng cô bé là bất tử tiên dược hóa hình mà thành cho rằng cô bé sẽ thích ở địa phương nhiều linh khí sinh mệnh thậm chí các thánh địa không tức hết thải tiến vào một ít cấm vực nhiều năm qua như vậy quả thực cũng phải trả giá không ít vậy là đúng rồi trong cõi hồng trần này các đại giáo như thế nào nhìn thấy diệp phàm hơi chút ổn định tâm tình bên kia lệ thiên kêu ầm lên trong tay hắn cũng có một tấm lá bùa mặt trên viết một ít câu nói làm cho sắc mặt hắn thật phấn chấn khi nhân dục đạo rầm rộ ta cùng với sư huynh trở thành vị tổ trung hưng nói tóm lại bọn họ nhận được tin tức cũng không tệ trong lòng đều an bình không ít chỉ có điều mỗi khi nghĩ đến cô bé trong lòng diệp phàm vẫn có điếm chua sót tiểu tử kia luôn chịu khổ ngày nay không biết ở trong cõi hồng trần phải chịu đựng bao nhiêu ánh mắt ghê lạnh nhiều năm trôi qua như vậy cô bé như thế nào vẫn không lớn lên đây là nghi vấn không thể giải thích trong lòng hắn một đường đi theo hướng tây bắc bọn họ không có một chút trì hoãn xâm nhập hết thảy bất cứ biến cố phát sinh bởi vì lời tiên đoán cũng chỉ là một lời tham khảo mà thôi không thể tin tưởng tuyệt đối phía đông bộ thần châu bắc bộ lô châu tây bộ hạ châu tất cả đều có thế lực lớn không thể trêu chọc diệp phàm xuất phát từ thần châu đi theo một hướng cố định cho dù là gặp gỡ kế thừa bất hủ cũng phải xông qua nhưng mà còn chưa rời khỏi thần châu liền nghe được một ít lời đồn đãi các ngươi nghe nói chưa hậu nhân của thái dương thánh hoàng trở về ngày nay rất cường đại thật vậy chăng người của nhất mạch này không phải bị giết sạch rồi sao ngay cả tiên kinh đều sớm thất lạc rất nhiều vạn năm ngày nay còn có thể xuất ra nhân vật lợi hại gì? Người đã quên rồi sao? Ngày xưa người thanh niên tên là Diệp Phàm kia cứu đi huyết mạch duy nhất trong tộc đó. Ngay từ nhiều ngày qua, tin tức Diệp Đồng trở về đã loan truyền rộng rãi, bởi vì có người nhìn thấy hắn đi tế tổ. Đó là một vùng đất tan hoang, dãy núi sụp đổ, cung điện dập nát, cạch ngói vụn khắp nơi sen lẫn vô số hải cốt thi thể, nơi nơi toàn ngập hắc vụ trở thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Hơn nửa tháng qua, mỗi đêm khuya đều có tiếng người khóc lóc, vô cùng bi thương. Tu sĩ đi ngang qua phát hiện kỳ quái dừng chân quan sát, nhìn thấy Diệp Đồng. Qua hai ngày lại truyền đến tin tức kinh người, Diệp Đồng Dương cung bán kim ô, chu giết sạch sẽ toàn bộ hơn 10 người chạy tới tuần tra di chỉ thái Dương Thần Đình. Điều này tự nhiên dẫn phát lên chấn động lớn, Diệp Đồng cường thế vượt quá dự liệu của mọi người, hắn hoàn toàn không có né tránh, như muốn quét ngang kim ô nhất mạch. Thật sự phải có một trận chiến, khẳng định kim ô vương ngồi không yên tiêu diệt thánh hoàng nhân tộc nhất mạch là phải bị trời phạt ta có dự cảm kim mô bộ tộc hung tàn ác độc quá phận ngày lành sắp tận rồi mấy ngày nay người trẻ tuổi tên là diệp đồng kia cũng không hề rời đi ở nơi đó xây dựng vần mộ thực đủ dũng khí nha dãy núi không có một ngọn cỏ được diệp đồng dọn dẹp xong xuôi hắn khóc đến mắt sương vù đã nhiều ngày hắn đi qua rất nhiều địa phương nhưng không có tìm được thi thể cha mẹ hắn từng đi bắc hải màu đen cũng không tìm được thi thể hài cốt của lão bộc táng trong đại dương mênh mông đó. Cuối cùng, trong tất cả thân nhân, hắn chỉ tìm được một bộ hài cốt còn nhỏ, Diệp Đồng khóc đến chỗ thương tâm đập đầu trên mặt đất, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Năm đó tỷ tỷ so với hắn đâu có lớn bao nhiêu, lại ở trong nguy nan không ngừng an ủi hắn, cuối cùng lại chán trước người hắn, đến nay nghĩ đến đều làm hắn đau xót xé rách tim gan. Cô gái gầy yếu, thân thể mong manh, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng thoáng lộ nụ cười xinh đẹp dừng hình ảnh ở trong lòng Diệp Đồng, làm cho hắn mỗi khi nhớ tới trái tim đều như bị xé nát. Nước mắt tuôn tào, hắn như một con sói đơn độc bị thương, không kiềm nổi ngửa mặt lên trời gào giống. Kim mô tộc, Diệp Đồng ta không phải là người hiểu sát, không nghĩ đi làm chuyện tuyệt diệt, nhưng năm đó người ra tay lại một người đều không để sống sót, diệt tộc của ta, ta phải chém bọn ngươi ngàn vạn đao. Diệp Đồng cho tới bây giờ chưa từng quát khàn cả giọng giống như hôm nay, lần đầu tiên hắn hung hãn như vậy, sát khí sôi trào thổi quét lên bầu trời cao đám mây cuối chân trời bay tán loạn mà xa xa lại có dãy núi sụp đổ xuống không cần hắn đi tìm kim ô nhất mạch trong lúc hắn xây dựng vần mộ mai táng vô số xương trắng trong di chỉ kim ô nhất mạch đã có người đến đây đánh tới cửa bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé hơn nữa lai like lịch không nhỏ là một vị thánh nhân dẫn dắt đại quân trùng trùng điệp điệp. Nghiệp chướng ngày xưa, hôm nay còn dám trở về, ngay cả ông trời đều muốn diệt nhất mạch các người này, đáng thương cho Thái Dương Thánh Hoàng uy danh một đời, trong tộc phải tuyệt hậu. Lão Kim Ô lĩnh quân này nói chuyện thật cay nghiệt, lời nói ác độc, tiến hành khiêu khích. Một cái hóa thân mà thôi, Kim Ô nhất mạch các ngươi sợ rồi sao, nên muốn thử, chân thân không dám tới đây, các ngươi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Diệp Đồng giống giận, uy áp vương của thánh nhân thì triển ra hết, không lưu tình chút nào. trong phút chốc, nơi nơi đều là quang hoa cuồn cuộn mãnh liệt, nơi nơi đều là thần mang. hắn vươn ra một bàn tay to vỗ một cái thánh giả phía trước vỡ nát tan tành. về phần cái gọi là đại quân, tất cả đều là lông chim màu vàng hóa thành, đều không phải là thân thể chân thật. kim ô tộc xuất động hóa thân thánh giả đi thăm dò, kết quả bị giết sạch sẽ, chuyển đi khắp đại lục. vừa lúc phải đi ngang qua, chúng ta cũng đi nhìn một cái. kẻ làm sư phụ ta này nếu như không xuất ra chút sức lực thì cũng thật khó coi. Diệp phàm bọn họ nhận được tin tức, liền một đường đi thẳng hướng Tây Bắc, vừa lúc theo đường nhỏ đi tới di chỉ Thái Dương Thần Đình. Thần Châu chấn động lớn, mọi người đều ý thức được Diệp Đồng Cường Đại, Kim Ô tộc lần này phiền toái lớn rồi, hơn phân nửa thật sự vì chuyện tàn sát đẫm máu ngày xưa mà phải trả giá. Ngay cả hậu đại của Thánh Hoàng nhân tộc ta đều dám giết sạch sẽ, thật quá cản rỡ. Tự nhiên có rất nhiều người hy vọng Diệp Đồng chính tay đâm chết cửu địch thần châu cuồng phong gào thét xảy ra chấn động kịch liệt kỳ mô bộ tộc giận dữ một tên dương nhiệt ngày xưa mà thôi lúc này mới qua bao nhiêu năm mà lại trưởng thành tới mức này làm cho bọn họ vừa giận vừa sợ trưởng thành quá nhanh cần phải gạt bỏ tế ra đại thánh sát trận của gia tộc dùng hết toàn lực diệt sát thể chất của hắn độc nhất vô nhị cùng với thái dương thánh hoàng ngày nay trở về hẳn là còn mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng không chỉ cần xuất động sát trận còn phải cầm đại thánh khí đánh giết triệt đề cũng phải thinh nội tình xuất thế kim ô nhất mạch từ trên xuống dưới đều đằng đằng sát khí cường thế nhiều năm như vậy ngày nay bị người sát phạt làm cho bọn họ luôn luôn cao cao tại thượng nô dịch tứ phương này cảm thấy vô cùng khó chịu trong một ngày này sát khí cuồn cuộn không khí chiến tranh dày đặc kim ô tộc gây chiến xuất động rất nhiều cường giả lần này không phải hư ảnh mà là chân thân chúng cường giả buông xuống một chiếc lại một chiếc chiến xa cổ ù vang động nghiền áp bầu trời chiến khí mênh mông chạy tới hướng tây bắc thần châu lại lần nữa buông xuống cổ điện năm đó bọn họ công phá cũng không biết đến đây bao nhiêu con kim ô đầy trời đều là bóng dáng màu vàng xương cánh rậm rạp che phủ bầu trời là đại động viên toàn bộ kim ô tộc đội quân này nếu muốn tiêu diệt vài đại tộc đều không thành vấn đề nghiệp chướng người nạp mệnh đi kim ô tộc hét lớn vẫn như cũ là vùng cổ địa này lại lần nữa xảy ra một hồi thảo phạt núi sông vỡ nát trái tim diệp đồng như bị đau cắt năm đó đúng là nhóm người này hủy diệt toàn gia viên của hắn giết chết người thân của hắn lưu lại cả đời thống khổ cho hắn hắn ôm lòng cam phẫn xuất kích đại chiến với đại yêu cảnh giới thánh vương đối diện đó là nội tình của kim ô tộc từng đôi cánh màu vàng dương rộng từng gương mặt sự tận hiện lên tất cả đều cười lớn tàn khốc chiến xa chật ních bầu trời vô cùng tận trận văn ép xuống tiểu xúc sinh rời đi nhiều năm còn dám trở về đúng là tự tìm đường chết cường giả kim ô đồng loạt ra tay đại trận sống lại đồng thời có đại thánh khí ép xuống quy áp quần cuộn mãnh liệt định giam cầm diệp đồng ngay khoảnh khắc lấy tính mạng của hắn loại công kích này đủ sức để phá tan bất cứ một đại giáo bất hủ nào ngày nay lại toàn bộ tập trung vào một người có thể nói kim ô tộc cực kỳ coi trọng đối với hắn diệp đồng tuy rằng bi thương phẫn nộ nhưng cũng không mất đi bình tĩnh hắn được diệp phàm truyền thụ nắm giữ bí quyết chữ hành vẫn chưa rơi vào trong tử cục hắn dùng một tốc độ những người khác không thể lý giải ngay khoảnh khắc vượt ra xa hơn 10 dặm, tránh khỏi bố cục phải chết kia. Tiểu nghiệp trướng chạy đi đâu, cho dù ngươi là hậu nhân của Thái Dương Thánh Hoàng cũng không sống được, hoàn toàn chung kết đi. Cường giả kim ô tộc sống to, lại đồng loạt động thủ, bước tới phía trước. Tới vừa lúc, xa xa, Diệp Phàm, Lệ Thiên, Yến nhất tịch tới nơi. Bọn họ ở trên đường nghe được tin tức, đại sự bực này làm sao có thể không ra mặt. Trước tiên đuổi tới mỗi người đều thần sắc vô cùng lãnh liệt, sát khí sông thẳng lên trời cao đây không chỉ là đệ tử của diệp phàm mà cũng là đồ đệ của lệ thiên và yến nhất tịch thậm chí có thể nói bọn họ còn quan tâm hơn so với diệp phàm bởi vì diệp đồng là được bọn họ nuôi lớn chỉ bằng các ngươi cũng dám lấy thế đông ép đệ tử ta lệ thiên rộng rận mà yến nhất tịch là người lịch sự tao nhã lúc này cũng sắc mặt xanh mét trực tiếp tế ra thần nữ lô thần lô nở rộ ra vô số mỏ sắc rực rỡ lóa mắt keng lệ thiên vỗ một cái ra ngoài ngay khoảnh khắc thần lô phóng đại vô cùng to lớn ào ào phóng tới hướng đại trận kim ô tộc ầm một tiếng toàn bộ bị va chạm dập nát đại thánh binh của kim ô tộc cũng ở phía sau đánh vào thần nữ lô mọi người kim ô tộc cõi lòng đầy hy vọng kết quả sắc mặt lại lần nữa trắng bệch đại thánh khí của kim ô tộc hoàn toàn không thể so với thần nữ lô không có một chút chỉ hoãn trực tiếp bị đánh thành bột mịn a à, đầy trời kim ô gào thét thảm thiết cũng không biết có bao nhiêu con kim ô hóa thành màn xương máu bị mai táng trong con lốc năng lượng thật lớn này mà diệp phàm cũng ra tay bảo vệ nguyên vẹn núi sông hiện trường phía dưới bảo vệ phần mộ không để di chỉ thái dương thần đình gặp phải công phá xa xa mọi người trông thấy mà kinh sợ biết rõ kim ô tộc xong rồi có cường giả như vậy ra tay dù là nội tình ra hết cũng không có cách nào nhất định phải xóa tên rồi kim ô vương chạy đi đâu diệp đồng giống to nhớ rõ năm đó có tên vương giả đại thành này ngày nay dĩ nhiên đã trở thành thánh vương nhưng hắn không sợ. Kim Ô vương sắc mặt trắng bệch, hắn nhận ra Diệp Phàm, thấy rõ thần nữ lô, tuyệt đối không nghĩ tới những người ngày xưa đó, hiện nay lại khủng bố như vậy. Hơn phân nửa kim ô còn lại, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch không có tiếp tục ra tay, mục đích chỉ là hủy diệt sát trận và đại thánh khí, còn lại chính là để cho Diệp Đồng xử lý. Nếu đã ra tay, ngày hôm nay nên có kết quả đi. Diệp Phàm dứt lời, trực tiếp xé rách hư không biến mất tại chỗ, hắn tới ngay tổ địa của Kim Ô tộc. Hiển nhiên, nơi này có đại thánh pháp trận, hắn dương cung cải tên bắn ra một mũi tên xé rách thiên địa, sơn môn phía dưới trực tiếp vỡ nát, đại trận bị xé mở. Khi mũi tên thứ hai bắn xuống, cả tòa pháp trận trong Kim Ô tộc bị phá hủy hầu như không còn, hắn quá to. Thái Dương Thánh Hoàng công đức lớn như vậy, các ngươi cũng dám máu lạnh ra tay, hủy diệt bộ tộc của người, kẻ tham dự năm đó lưu lại, kẻ không ra tay mau mau rời đi. Trong trọng địa Kim Ô tộc, Tất cả đều sớm bị dọa cho hoảng sợ, không còn thấy chút nào vẻ càn dỡ ngày xưa, quả thực đã kinh hoàng vỡ mật, cả tộc đồng loạt bỏ chạy, mặc kệ ngày xưa có ra tay hay không, tất cả đều chạy chối chết, không dám ở trong này chống đỡ. Diệp Phàm cũng không đuổi theo, vươn ra một bàn bàn tay to bắt lấy toàn bộ, rồi sau đó xé mở hư không, ném bọn chúng vào di chỉ thái dương thần đình. Mà chính hắn thì ở lại, phải hủy diệt cả cổ điện này, sợ nơi này còn có thứ gì cổ quái đả thương đệ tử của mình. Ầm um. Diệp Phàm bắn ra một mũi tên, trực tiếp bắn nổ tung một tòa cổ thành, hóa thành cho bụi. Ông! Hào quang tỏa sáng rực lên, quả nhiên địa phương này có điều cổ quái, vật kiến trúc trên mặt đất toàn bộ bị hủy diệt, nhưng trong lòng đất lại hiện ra trận văn, còn phức tạp hơn. Tiểu bối ngươi dám! Bảy tám thân ảnh phóng vọt lên trời cao, vỡ nát thần nguyên, trong đó lại có một vị đại thánh. Một hồi chiến đấu kịch liệt, trận văn sống lại vô cùng đáng sợ, phối hợp với những người này ra tay, loạn thiên động địa tất cả cường giả tử vi cổ tinh vực đều rúng động phóng vọt lên vòm trời quan sát cuối cùng diệp phàm trở về trên người có điếm điếm vết máu toàn bộ là máu kim ô tộc cổ địa kim ô tộc bị hắn san thành đất bằng lưu lại cho diệp đồng tự mình giải quyết đi diệp phàm thở dài một tiếng cường giả mạnh nhất đều bị hắn quét sạch bởi vì đại thánh vượt qua phạm vi diệp đồng có thể đối phó ngày nay hắn không cần lo lắng có hắn chấn nhiếp như vậy nghĩ rằng cũng không có người nào dám mầm toán đệ tử của hắn đi thôi tiếp tục thẳng đường hướng tây bắc diệp phàm lệ thiên yến nhất tịch rời đi chỉ còn lại có một mình diệp đồng tại đây vừa khóc lớn trong thiên địa vừa ẩu đả di chỉ thái dương thần đình trở thành trường chém giết nhuộm máu gió to thổi tới lá rụng bay lượn cắt cuốn lên cuồn cuộn rất nhiều cỏ dại bị nhổ tận gốc đây là bóc bộ lô châu một địa phương lạnh giá khủng khiếp diệp phàm bọn họ vượt qua eo biến một đường hướng tây bắc rồi đi tới nơi đây bọn họ bỏ mặc mọi chuyện phía sau nhưng tin tức cũng không ngừng lọt vào tai kim ô tộc bị đại phá phần đông cường giả vũ cánh bay loạn chạy trốn khắp nơi chân trời cả thế gian đều kinh hãi ai cũng không nghĩ tới một đứa bé năm đó mà thôi hôm nay trưởng thành tới từng bước này lưu vong vực ngoại nhiều năm quay về đánh giết kim ô nhất mạch thầy cốt chất thành núi diệp đồng ở tử vi tinh đánh giết tạo ra uy danh hiến hách hết thảy đều chỉ là để báo thù cho cha mẹ phàm là kẻ ngày xưa ra tay tất cả đều trong phạm vi truy giết của hắn máu nhuộm tinh không thay đầy mặt đất kim ô bộ tộc máu chảy thành sông lông chim bay tán loạn thần châu hạ châu lô châu to như vậy tất cả đều ố lên đường đường một đại tộc trí cường cứ như vậy bị đánh bại tan tác tổ địa đều để người ta thiêu dụi chấn khiếp khắp thiên hạ kim ô tộc xong rồi đây là nhận thức chung của mọi người mà trong một ngày này rất nhiều người bỏ đá xuống giếng đều ra tay các thế lực lớn cùng với một số tán tu cường đại chuyên đi tìm kim ô lạc đàn xuống tay làm cho bộ tộc này gần như bị diệt vong về phần di sản của kim ô tộc ở các nơi tự nhiên là bị chia cắt sạch sẽ đây là sự thật một đầu mãnh hổ ngã xuống đàn lang cùng nổi lên cùng súm lại công kích đường đường là một đại cường tộc cứ thế mai một kim ô vương bị diệp đồng tự tay chém rụng đầu đặt ở trước di chỉ thái dượng thần đình huyết tế oan hồn một ngày này diệp đồng gào khóc mối huyết cừu đè nặng ở trong lòng nhiều năm tất cả nỗi niềm cam phẫn cùng với bi thương đều phát tiết ra hết đông bộ thần trôi nổi sóng to gió lớn tiếng náo động rầm rĩ mà bắc địa lô châu cũng không an bình mọi người nghe tin lập tức hành động chạy tới đục nước báo cỏ hết thảy chuyện này đều như không quan hệ với diệp phàm lệ thiên bọn họ cũng không hề chú ý tới kim ô tộc sắp bị diệt tới nơi không cần bọn họ ra tay hay lo lắng tìm kiếm cô bé là quan trọng nhất thế nhưng cũng có người sau khi thấy bọn họ thi triển thần uy ở phía sau tìm tung tích bọn họ mơ hồ cảm thấy ba người này có hành động khác thường nên muốn dò cha đến tột cùng ở trong thiên hạ cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt chú ý tới thế cục những người này mũi mọc dài như mũi chó sao lại muốn theo dõi chúng ta lệ thiên đạo trên thế gian này không có mấy người có thể truy tung bọn họ ngay khoảnh khắc liền có thể thoát đi nhưng không chịu nổi có người cố tình bám giết không tha một ít thế lực lớn trong bóng tối tìm hiểu thăm dò theo con đường bọn họ đi trước đó vài ngày phát hiện bọn họ một đường đi về hướng tây bắc đều sinh lòng hồ nghi ở vùng tây bắc Gió bắc cuốn sạch cây cỏ, có một số nơi quanh năm tuyết phủ. Diệp Phàm càng đi tới càng nhíu sát chân mày, cô bé thân mình đơn bạc như vậy, chẳng lẽ thật sự sinh sống ở vùng khổ địa này sao? Trong lòng hắn co thắt lại. Nghĩ đến cũng chỉ có ở địa phương lạnh khủng khiếp mới có thể tránh khỏi những thánh giáo kia, càng là địa phương linh khí nồng đậm càng nguy hiểm. Yến Nhất Tịch nói, cô bé một mình làm thế nào chạy tới địa phương xa như vậy, quả thực khiến mọi người khó hiểu, chỉ sợ cũng không cách nào giải thích được, trên người cô bé có rất nhiều bí mật tiểu nha đầu đó đặc biệt lắm sao mà làm cho các ngươi khẩn trương thành bộ dạng này đứa nhỏ bĩu môi nói trẻ con ít nói một chút đi không ai nói ngươi câm đâu lệ thiên theo thói quen tát vào mông nó một cái nói dâm tặc ta nhớ kỹ đây là một trăm lẻ năm cái tương lai ngươi sẽ hối hận tiểu mập mạp căm giận nói dãy núi chập trùng có địa vực phủ đầy tuyết trắng có địa phương còn có màu xanh tươi đây là bắc địa địa phương lạnh khủng khiếp này bất đồng biểu hiện cũng không giống nhau đương nhiên đinh núi tất nhiên là màu trắng bạc dưới sườn núi mới có màu lá xanh nhưng thường thường cũng bị bông tuyết bao phủ toàn bộ đi ngang qua một trấn nhỏ diệp phàm nhìn thấy trên đường phố một đứa nhỏ ăn xin lập tức phóng vọt tới nhưng cực kỳ thất vọng tuy rằng tuổi tác tương tự nhưng cũng không phải cô bé hắn lưu lại một chút thức ăn lại lặng lẽ đưa cho nàng một ít tiền rồi không tiếng động lui bước tới bắc bộ sản vật cằn cỗi cuộc sống của phàm nhân rất nghèo khổ so ra còn kém xa miền nam ấm áp có rất nhiều dân du cư, tất cả đều một đường đi xuống phía nam. Nửa tháng sau, bọn họ tiến vào băng nguyên, nơi này càng rét lạnh hơn, hoàn toàn là một vùng sáng rực, gió lạnh gào thét. Đương nhiên, cái lạnh tàn khốc ở nơi đây cũng có một địa phương đặc biệt, linh khí ồ, làm tan giã băng tuyết giá lạnh thành suối nước, trở thành từng vùng có thảm thực vật sinh trưởng xanh biếc. Tới nơi này, Diệp Phàm càng trao chân mày sắt hơn. Wow! Ở xa xa, có băng nhà trắng tuyết đang bay lượn, là một loại tang ô đặc biệt, tương tự như ô nha, nhưng cả vật thể trắng như tuyết, tiếng kêu cũng giống nhau. Có một con man thú chết nằm đó thu hút mấy trăm con tang điếu, mổ thịt, ăn tủy, hiện trường máu chảy đầm đia. Những con tang điếu này có yêu khí, cá biệt đều sắp thành tựu rồi. Ở địa phương lạnh tàn khốc này đều là một ít man thú, yêu cầm đặc biệt. Người bình thường tuy rằng cũng có thể giết chết chúng nó, nhưng sinh sống ở môi trường như vậy thật sự không dễ. Yến nhất tịch nói. Trên đoạn đường này, bọn họ thấy được cuộc sống gian khổ trong một mảng đất đai phỉ nhiêu liên quan đến trạng thái sinh tồn của một ít tộc đàn có một số người thật đúng là có thể tâm tư lộn xộn mặc dù không hiểu rõ vì sao cũng phái ra nhiều người như vậy đồng dạng một đường đi theo hướng tây bắc mấy ngày gần đây lục tục xuất hiện không ít tu sĩ xem ra tìm cô bé sẽ có chắc trở những người này đánh tiếng được có lẽ đoán được điều gì mặc dù có người cũng dò lần tới nơi này nhưng diệp phàm bọn họ thật cũng không lo lắng lắm chỉ có điều trong lòng chán ghét mà thôi nhóm này người như là mọc ra cái mũi chó người tới nơi lô châu táng tiên chính là tổ tông giáo ta lưu lại các ngươi không được tới gần bắc địa có người sâu sắc cảm thấy được cái gì nghiêm khắc trách cứ các thế lực bên ngoài đến bằng không bọn họ đến gần lộ ra chuyện bí mật lô châu táng tiên thì hỏng bét mà điều này tự nhiên không dẫn tới tác dụng gì ngược lại làm cho nhân số càng nhiều hơn lên một ít thế lực lớn phái gia nhân mã đều là ôm thái độ dò xét xem sao vạn nhất nếu có thể mò ra một cái thần tàng thì chuyến đi này cũng không tệ. Đến rồi, đến rồi, tìm tới ta rồi. Đây là một góc rất hoang vắng ở Tây Bắc, là một cái trại, băng tuyết bay tán loạn, một số đứa trẻ mặc áo da thú chạy trốn trong vùng đất tuyết, rượt bắt lẫn nhau. Những đứa nhỏ này, bởi vì sinh ra ở vùng đất gian khổ nên đều rất khỏe mạnh, không phải như những đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ. Thậm chí một vài đứa nhỏ hơi lớn một chút còn đeo trên lưng cây cung nhỏ bằng gỗ, có thể săn thỏ tuyết. Ở xa xa, trước sơn trại xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ hưu quạnh mắt nhìn các đứa trẻ trong trại có khát vọng có một chút sợ hãi toàn thân cô bé dơ bẩn quần áo sớm đã rách nát là xứng với cái tên tiểu ăn xin không biết nó đã ngã quỵ bao nhiêu lần trong trời băng đất tuyết trên người bám đầy bụi băng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé bị hơi lạnh đến đỏ bừng toàn thân rách nát thoạt nhìn thực đáng thương chỉ có một đôi mắt to coi như sáng người lộ ra ánh mắt mong được nhìn các đứa trẻ sung túc trong trại tiểu ăn xin lại tới nữa một đứa nhỏ reo lên phần đông đứa nhỏ đều xoát xoát nhìn lại đây cùng nhau nhìn về phía cô bé chừng ba tuổi kia nhìn chằm chằm vào cô bé một hồi lâu không chơi với nó một đứa trai hơi lớn hơn một chút kêu lên tiểu ăn xin ngươi đừng tới sẽ không cho ngươi ăn nhanh lên tránh ra một đứa khác nói mau tránh ra rất nhiều đứa phụ họa kêu lên cô bé chừng ba tuổi ủy khuất cúi đầu nhìn đôi hải nhỏ rách nát của mình trong mắt nước mắt doanh tròng nhỏ giọng nói ta không phải đến muốn ăn chính là muốn chơi đùa với các ngươi không chơi với ngươi ngươi là yêu quái một bé gái hơi lớn hơn một chút tức giận kêu lên bé không phải yêu quái bé là người cô bé ủy khuất nói đầu càng cúi thấp nước mắt đong đưa trong đôi mắt còn nói không phải yêu quái từ ra ra và nãi nãi thu nuôi ngươi kết quả gần mười năm ngươi đều không lớn hơn chút nào mà hai lão nhân lại đều chết trước đi ngươi vẫn là không có một chút biến hóa là ngươi hại chết từ gia gia hai lão nhân này một đứa trai mười mấy tuổi căm giận nói không phải bé hại từ gia gia nãi nãi thật sự không phải cô bé lắc đầu nước mắt rơi xuống cô đơn đối mặt với gió tuyết ngươi đi nhanh đi ngươi chính là yêu quái chính là ngươi hại chết hai lão gia gia đi mau đi rất nhiều đứa trẻ kêu lên các ngươi không cần như vậy tiểu an xin thực đáng thương năm đó cứ như vậy lưu lạc đến trại chúng ta hiện tại đuổi đi như vậy sẽ đông lạnh chết hoặc chết đói mất. Bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Một bé gái tuổi cũng không lớn lắm, nói. Tiểu Thảo, người không cần thương cảm nó, nó chính là một con yêu quái. Có đứa nhỏ khác phản bác. Nó thường xuyên quên đông quên tây, thật không biết là yêu quái cái gì. Bé không có quên hết, nhớ rõ từ ra ra cùng với nãi nãi bé cũng nhớ rõ có một đại ca ca cùng vói một con cẩu cẩu cô bé nhỏ giọng nói hừ quá khứ ngươi thường gặp mặt chúng ta cùng với tình hình hay quên đặc biệt lúc ấy chúng ta cũng không muốn cãi lý với ngươi bé không phải cố ý không biết sao lại thế này quá khứ không như vậy bé có thể bị bệnh rồi cô bé sợ hãi nói nước mắt đảo quanh quên đi nó không đi chúng ta đi không cần để ý tới nó rất nhiều đứa nhỏ ra ngoài chạy chạy đi. Cô bé đơn độc xoay người, đưa tay lau nước mắt, rồi một mình lẻ loi rời đi, đi trong gió tuyết, bóng dáng nho nhỏ đó thật khiến người ta nhìn thấy mà lòng chua xót. Cô bé. Phía sau có tiếng kêu gọi, bé gái đồng tình vừa rồi, tên là Tiểu Thảo chạy theo ra, nhỏ giọng nói. Người đói không?" "Rất đói." Cô bé cúi đầu nhỏ giọng nói. "Cho ngươi nè." Tiểu Thảo lấy ra một ít thức ăn, nhét vào tay cô bé tiểu thảo mau trở lại nó lại yêu quái sẽ ăn thịt người đó lần trước có một lão đạo sĩ đi ngang qua nơi này thu nó vào trong yêu tháp ngao luyện kết quả nghe người ta nói lão đạo sĩ ngược lại chính mình bị chết phía sau có đứa nhỏ kêu lên cảm ơn tỷ tỷ bé nơi này có một viên hạt trâu cho tỷ nè cô bé chùi nước mắt lấy ra một tinh thể nhỏ như kim cương đưa cho tiểu thảo lẩm bẩm nói thời điểm ta thương tâm nhất mới có loại vật này khi từ xa xa và nãi nãi mất đi bên cạnh ta liền xuất hiện nó. Cuối cùng, một cô bé ăn mặc rách dưới, một mình đội gió tuyết, bóng dáng lẻ loi đi về hướng xa xa, gió tuyết như sắp bao trùm lấy cô bé. Trên mặt mang theo nước mắt, thì thào thanh âm non nớt. Bé còn nhớ rõ, bé có một đại ca ca, còn có một con cầu cầu, nhưng cũng không thấy nữa. Gió tuyết bay bay, bóng dáng nhỏ nhắn đơn độc đi trong gió tuyết lưu lại một hàng dấu chân mở nhạt, đi về hướng phương xa. Trong trời băng đất tuyết, thân ảnh nho nhỏ đuổi theo sau, hơi thở phì phò, ở phía sau kêu lên. Bé bé, người không nên đi tới trước, vừa rồi Lý Bá nói nơi đó hiện ra một cái hố thiên nhiên, có nhiều người có thể bay trên trời lui tới, sẽ bắt yêu quái, người không nên đi tới đó. Tiểu Thảo chạy tới nhắc nhở cho cô bé, sau đó lại nhét vào tay cô bé một bao thức ăn, rồi xoay người đi về. Bé không biết đi đâu nữa. Cô bé nhìn theo bóng Tiểu Thảo, nhỏ giọng lầm bầm, chùi sạch nước mắt trên mặt, rồi đi theo một hướng khác băng nguyên rất rộng lớn địa phương có sinh cơ như vậy không nhiều lắm vì vậy điếm điếm thôn trại làm đẹp trong thế giới băng tuyết rộng lớn này cũng không dễ nhìn thấy gió lạnh gào thét tuyết bay tán loạn trên một dòng băng hà loáng thoáng bóng người bởi vì nơi này xuất hiện một cái hố lớn có người nhìn thấy nói là một khối vẫn thạch ở vực ngoại rơi xuống tạo thành cảnh tượng bực này nhưng sau khi đi tới gần lại không nhìn thấy vẫn thạch cũng không có dấu vết bị thiêu đốt cũng có người nói đây là một chỗ táng tiên địa năm đó cũng không biết là thái âm cổ hoàng hay là thái dương thánh hoàng từng thường lui tới ở bang nguyên này để lại một thiên cảm ngộ sau khi thành đạo có thể nói là bảo tàng tuyệt thế thêm chi một ít đại giáo ở phương bắc mới đây không lâu tuyên bố có tiên táng xuất thế yêu cầu các thế lực bên ngoài rời đi vì thế xuất hiện một cái hố thiên nhiên thần bí tự nhiên dẫn tới đây không ít người thăm dò khi một gã vương giả xâm nhập vào đó không còn có đi ra tin tức lập tức bùng nổ như là một nồi nước sôi trào bắn đi khắp nơi bất kể là thần châu bởi vì kim ô bộ tộc mà không bình tĩnh hay là vùng đất nam bộ xuân về hoa nở tường hòa kia tất cả đều không thể yên tĩnh nhân mã mấy đại châu đều xuất động thậm chí một số người cho rằng diệp phàm lệ thiên yến nhất tịch ba người bọn họ cứ một đường đi về hướng tây bắc chính là vì lý do đó mà tới nhất định là đã chiếm được bí mật gì rồi rất nhiều người tới đây từ trước ở trên đường truy đuổi theo liền trực tiếp đi vào vùng địa cực tây bắc rồi sau đó nghịch hướng đi trở lại tìm đoàn người diệp phàm bọn họ ngày nay nhóm người này vừa đúng lúc là nhóm đầu tiên xuất hiện ở hiện trường đứng trước cái hố sâu vừa kích động vừa hưng phấn có lẽ đúng thật là vùng đất phong ấn thiên cảm ngộ của thái dương thánh hoàng lưu lại nên biết rằng diệp đồng là người đi chung với họ mặc dù gia tộc suy vong nhưng nói không chừng có để lại manh mối gì đó đúng vậy nhất định là như vậy có thiên cảm ngộ thành đạo của đại đế thật sự là khiến người ta kích động và rúng động sự tình phát triển lệch khỏi quỹ đạo đoán trước của mọi người chính là sau khi diệp phàm đi vào vùng băng nguyên này cũng rất chấn động kinh ngạc sau đó cảm nhận được có nhiều người tới đây thật không tốt lắm vạn nhất chạm tới cô bé thật sự làm cho hắn rất lo lắng hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ có người bắt cô bé đi chế thuốc lại càng không muốn trông thấy tình cảnh cô bé bị ủy khuất nên cần phải nhanh một chút tìm được ở trên vùng đất lạnh giá này cũng không phải mọi người hoàn toàn không biết gì cả trong đó một lão đạo sĩ vừa đi vừa nhìn chung quanh như là đang tìm kiếm gì đó Nghiệt đồ này không ngờ có may mắn động trời, gặp được bất tử dược hình người, nhưng chỉ là rất không may chế thuốc không thành bị nổ chết. Lão đạo sĩ lẩm bẩm tự nói, tiên dược hình người nghịch thế như vậy, ngày xưa tử vi thần triều như thế nào có thể không cẩn thận, nhất định đã lưu lại cấm khí trên thân nó, nhiệt độ đúng là quá nôn nóng mà, không chịu kiểm tra trước một phen. Lão đạo sĩ thông qua thần thông đặc thù, tìm hiểu được sự việc đã phát sinh nên một đường tìm đến. Trên thực tế, hắn cũng không phải người duy nhất có một văn sĩ trung niên khác tay cầm chết phiến đứng giữa trời băng đất tuyết trong mắt bán ra tia sáng như điện nhìn quanh bốn phía tìm kiếm cô bé đều nói thần anh biến mất không thể tìm thấy đó là lầm theo lời nói của thế nhân mấy chục năm qua tối thiểu nó từng xuất hiện năm sáu lần rơi vào tay người đáng tiếc những kẻ may mắn kia rất tham công trực tiếp chế thuốc gặp phản phệ có được khí cơ trường sinh như thế nào có thể chỉ là phàm tục đều quá sơ suất mà trên thế gian này không thiếu người hiểu biết sâu sắc thông qua gió thổi cỏ lay cùng với rất nhiều cơ sở ngầm thông qua một chút dấu vết để lại là có thể thu được tin tức có giá trị không chỉ một hai người ngờ vực vô căn cứ cho rằng thần anh ở vùng cực bắc diệp phàm xuất hiện ở băng nguyên đến gần khu vực kia tới phụ cận hố thiên nhiên nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy sắc mặt hắn lạnh xuống đây là địa phương nào chẳng lẽ thực sự có bi văn thiên cảm ngộ của thái dương thánh hoàng hoặc là nhân hoàng lưu lại lệ thiên kinh ngạc hắn là người của tử vi tinh vực tự nhiên từng nghe nói về truyền thuyết phương bắc này đúng lúc này lại có thánh nhân xuất hiện thậm chí xuất hiện vương của thánh nhân dừng chân bên hố thiên nhiên nếu mày suy nghĩ không dám xuống bởi vì vừa rồi có lời đồn đãi đã có thánh nhân xuống nhưng không có đi lên hơn nữa phóng thần thức xuống thăm dò rất nhanh sẽ bị cắn nuốt sạch khó có thể dò xét được gì thân ảnh ba người diệp phàm nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ chìm sâu vào trong lòng đất bọn họ có binh khí đến nơi tay có thể nói không có gì sợ hãi phải thăm dò xem đến tột cùng là gì một chiếc chiến xa đây là một chiếc chiến xa đồng thau tuy nhiên cũng không còn hình dáng gần như nóng chảy hòa tan với một tảng đá đặc biệt cùng một chỗ đồng thau và tảng đá chảy tan dính vào nhau đây là vật gì trong tảng đá như thế nào có mạch máu đứa nhỏ hé răng thì thào lẩm bẩm trong chiến xa đó có một vị cường giả hẳn là đến từ vực ngoại đáng tiếc ngày nay không sai biệt lắm đã hóa thành cho tàn chỉ lưu lại duy nhất một bộ xương tảng đá này chất liệu đặc thù không ngờ lại khủng bố như vậy hai bên va chạm nhau lại làm cho một nhân vật cấp thánh vương ngã xuống lệ thiên yến nhất tịch tức thì ánh mắt liền dựng thẳng còn thật sự quan sát cẩn thận sau đó cùng kêu lên một tiếng kinh hãi sắc mặt đều tái nhợt như là gặp chuyện cực kỳ khủng bố bọn họ rất nhanh thối lui ra sau trên mặt đều là mồ hôi lạnh vừa rồi vươn ra thần thức bị cá nuốt mất một phần diệp phàm giơ lên kiếm tiên ngăn cản ở phía trước cũng cảm nhận được một loại dao động khủng bố cắn nuốt thần thức của hắn tuy nhiên cuối cùng bị ngăn chặn đây chẳng lẽ là thiên dục thạch trong truyền thuyết yến nhất tịch run giọng nói dường như phi thường khiếp sợ cơ hội để nhân dục đạo ta trung hưng là nhờ cái này dựng lên sao lệ thiên cũng phát run cái gì là thiên dục thạch diệp phàm khó hiểu gạn hỏi yến nhất tịch đáp theo truyền thuyết là tảng đá của dục niệm trời xanh hóa thành bên trong có dục vọng vô tận làm cho người ta bị u um mê nó còn có thể cắn nuốt thần thức của thế nhân cực kỳ khủng bố thăm dò loại tảng đá này chỉ cần không cẩn thận một chút liền có thể nguyên thần bị giết bởi vì nó như là một dục niệm của thế giới nếu người thăm dò chỉ trong khoảnh khắc thức hải sẽ nổ tung có người phỏng đoán cái gọi là thiên dục thạch là chuẩn đế cổ đại chứng đạo thất bại lưu lại máu thịt cùng tàn thức các thứ hòa tan cùng với tinh tú mà thành lệ thiên nói diệp phàm nghe vậy lập tức biến sắc muốn trở thành đại đế kết quả ở một bước giải thể mấu chốt cuối cùng nấu trẻ hòa tan thành vật bực này nếu đúng thực vậy vật quý báu không thể đo lường còn có một loại cách nói là cả một viên cổ tinh bị hủy diệt tinh huyết cùng oan hồn của vô tận anh linh nấu trẻ hòa tan vào nhau hình thành kỳ vật bực này yến nhất tịch bổ sung đối với nhân dục đạo mà nói đây là báu vật phụ trợ cho công pháp của họ dựa vào thiên dục này tôi luyện nhân dục tu luyện một ngày sánh được với mấy lần công lao tu luyện trước đây các người có thể thu hồi được không Diệp Phàm hỏi. Không thành vấn đề. Sư huynh đệ hai người gật đầu, tế ra thần nữ lô, kiện pháp khí này thực đặc biệt, vật nghịch thiên bực này đều có thể dễ dàng nuốt vào. Diệp Phàm lộ ra dị sắc, cảm thấy thần nữ lô mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng, không ngờ che lại được thiên dục thạch muôn đời hiếm thấy kia, một chút khí tức cũng không để lộ ra ngoài. Xoát, ba người chỉ chớp mắt xuất hiện lại trên mặt đất, rồi rời khỏi nơi này. Mọi người tại hiện trường đều hai mặt nhìn nhau, sau đó có người dũng cảm chìm sâu xuống hố thiên nhiên, rồi lập tức kêu to. Vật đó bị lấy đi rồi. Một đám người chạy theo, từ rất xa theo dõi ba người Diệp Phàm, có người nhận biết tự nhiên không dám nói, có người không biết nhưng cũng không dám vọng động, muốn trước nhìn xem có ai dám ra tay trước. Diệp Phàm cũng không để ở trong lòng, cứ đi tới phía trước, đột nhiên ở một một thôn trại dựng trước ngọn núi, hắn cảm ứng được dao động sinh mệnh cường đại, vẫn như trước chỉ có hắn cảm nhận được. Trong nháy mắt hắn biến mất rồi mang về một bé gái, thất thanh hỏi. Bé này tinh thạch là từ đâu bé có? Tiểu Thảo có chút sợ hãi, nói. Là, cô bé cho ta. Cô bé lại nghe được tên này, Diệp Phàm nỗi lòng bốn bề sóng dậy, vô cùng kích động, bức thiết nhìn Tiểu Thảo, hỏi. Cô bé ở nơi nào? Ngươi, không cần khi dễ cô bé, kỳ thật cô bé thực đáng thương, không cần thu vào trong yêu tháp. Tiểu Thảo nói. Ai dám thu cô bé vào luyện yêu tháp? sắc mặt diệp phàm lập tức liền xa sầm xuống trong nháy mắt hiểu rõ thức hải của tiểu thảo sau đó lộ vẻ mặt kinh sợ hắn giao lại tiểu thảo cho yến nhất tịch bảo hắn chiếu cố sau đó trong nháy mắt biến mất khỏi địa phương này nhằm về phía đầu cuối băng nguyên ô đứa nhỏ này căn cốt không tệ khó có được chính là rất hợp duyên với cô bé nhiều chiếu cố nó một chút ta nghĩ diệp phàm sẽ cấp ưu đãi cho nó không bằng thu vào nhân dục đạo ta đi lệ thiên đạo yến nhất tịch nghe vậy ngẩn ra lắc lắc đầu nói nhất mạch chúng ta không thích hợp với nó nếu như nó nguyện ý muốn tu đạo có thể đưa vào quảng hàn cung các người không phải là người xấu chứ tiểu thảo trấn tĩnh hơn xa so với các đứa nhỏ cùng lứa tuổi tuy rằng sợ hãi thật ra cũng không có bối rối đến không biết làm sao ở cuối đường chân trời tuyết rơi bay bay tán loạn mấy thân ảnh đang rằng co mà ở trong đó có một cô bé quần áo rách nát lạnh run thân mình nhỏ nhắn của cô bé như sắp chôn vùi trong gió tuyết Bé đứng ở nơi đó, đi tới trước cũng không được, đi về phía sau cũng không được, như là một con dê con chờ làm thịt. Mấy người vây quanh cô bé đều ở thế nhất định phải có cô bé. Thần anh là lão hủ phát hiện trước, tự nhiên tất cả thuộc về ta. Lời ấy sai rồi, rõ ràng là ta trước một bước đuổi tới. Cứ tranh cãi như vậy không thể có kết quả, ta thấy hay là đem chế thuốc, rồi sau đó chia đều là được. Cô bé nghe nói thế, không khỏi thối lui ra sau, trong đôi mắt to đầy nước mắt, sợ hãi lên tiếng mấy vị bá bá, bé rất ngoan, đừng làm thương tổn bé. Bất tử tiên dược tuy rằng nghịch thiên, tu thành hình người, nhưng trung quy không có luyện ra đại thần thông, vận mệnh của ngươi trời sinh là dược, đã chú định rồi. Văn sĩ trung niên cười cười, nhưng cái loại lạnh lùng này khiến người ta phát lạnh. Tiên duyên trời cho này lại rơi vào tay chúng ta, ta đồng ý trước đem chế thuốc, rồi sau đó chia đều. Một vị lão đạo sĩ nói. Giống. Xa xa, truyền đến một tiếng giống to một bóng người đứng sừng sững trên đỉnh núi mắt sáng như điện nhìn thấy hết thảy nơi này đúng là diệp phàm hắn từ rất xa đã cảm ứng được khí tức của cô bé lúc này chính mắt nhìn thấy trong lòng sôi trào như đại dương mênh mông trong phút chốc hóa thành một đạo thần quang phóng vọt lại đây nhanh như sấm sét chấn cho vòng trời tuyết vực đều rung chuyển dẫn phát băng tuyết sụp xuống ta xem ai dám tổn thương tới cô bé hắn hét lớn một tiếng trời sụp đất nứt dao động phân biệt nhằm về phía mấy bóng người kia mà cỗ trung tâm cô bé nơi đó lại gió êm sóng lặng, bông tuyết không rơi một mảnh. Người nào? Cuồng nhân lớn mật dám cướp thức ăn trong miệng hổ, dám tranh đoạt thần anh với lão phu, chán sống rồi sao? Giống. Diệp Phàm lừa giận cùng chiến ý sông thẳng lên trời cao. Những năm gần đây lần đầu tiên hắn phẫn nộ như thế, huyết khí màu vàng bành trướng sông lên ngập trời, hắn xuất hiện ngay trung tâm đó. Phốc, phốc. Tại trường truyền đến từng tiếng hét phẫn nộ và tiếng kêu sợ hãi, nhưng cũng không kinh người bảng đóa đóa hoa máu nở rộ kia những người này đều là thánh giả nhưng trước sau nổ tung một người tiếp một người tất cả đều bị tiếng giống của diệp phàm trực tiếp chấn nổ tung mảnh xương trắng óng ánh dính tơ máu văng bắn ra chung quanh mà trong quá trình này diệp phàm sớm trước một bước bay tới ôm lấy cô bé che kín hai mắt không cho cô bé nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này này phải đại ca ca không bé lại mơ rồi cô bé ủy khuất nói nhỏ trong mắt đầy nước mắt chạm nhẹ vào đầu ngón tay diệp phàm diệp phàm nghe nói lời ấy tim như sắp vỡ nát vô cùng chua xót nói là đại ca ca không tốt nhiều năm như vậy mới tìm được bé đây không phải mộng bé sẽ không bao giờ bị ủy khuất nữa thân thể cô bé lập tức run lên vươn đôi tay nhỏ nhắn lạnh lẽo sờ sờ hai má hắn còn lo âu nói thật sự là đại ca ca sao diệp phàm ôm bé rời khỏi nơi đây đứng trên một đỉnh núi tuyết không còn nhìn thấy máu xương nữa mới buông tay ra sau đó đặt bé xuống. Cô bé quá mức đáng thương, mỗi một câu đều như kim châm ngay tim hắn. Tại ca ca, rốt cục bé lại gặp được ca ca rồi. Cô bé ngửa đầu nhìn hắn, tràn ngập ngạc nhiên vui mừng, nước mắt không ngừng đảo quanh, nắm chặt góc áo của hắn, sợ buông lỏng tay sẽ biến mất không thấy, miệng lầm bẩm. Bé bị bệnh rồi, quên thiệt nhiều, không có người nào chịu chơi với bé, bọn họ cũng không quan tâm tới bé, đuổi bé vào vùng gió tuyết, bé nhớ đại ca ca lắm những lời này từng chữ như lưỡi đào xé rách tim gan diệp phàm khiến hắn vừa tự trách mình vừa đau lòng nhiều năm qua mới tìm được cô bé cô bé trải qua quá nhiều khổ sở cô bé quần áo mong manh rách nát đôi hài nhỏ thùng lỗ chỗ ngón chân lộ ra ngoài toàn thân dơ bẩn chỉ có một đôi mắt to trong sáng đầy nước mắt cô bé vẫn như lúc đầu gặp gỡ không có mảy may thay đổi một đứa nhỏ ba tuổi ăn mặc thế này ở trong trời băng đất tuyết như vậy hết sức đáng thương đại ca ca đến đây rồi sẽ không bao giờ để cho bé chịu khổ nữa. Diệp Phạm ôm lấy cô bé, đặt trên đầu vai, phát ra một vầng sáng hoàng kim bao phủ cô bé bên trong. Từ xa xa chuyển tới từng tràng tiếng thét dài, tự nhiên có người chú ý tới động tĩnh bên này, thần anh xuất thế, quả thực đã chấn động tất cả mọi người. Khắp vùng địa cực đều sôi trào, địa phương giá lạnh này cũng khó mà ngăn cản cái loại lửa nóng trong lòng mọi người, phàm là thế lực lớn nhận được tin tức toàn bộ đều dẫn người phóng vào đại đây. Bé sợ cô bé ngồi trên đầu vai diệp phàm nhìn thấy nhiều người vọt tới như vậy trong đôi mắt to trong suốt tràn ngập vẻ bất an đây không phải là lần đầu tiên cô bé trải qua chuyện như vậy trong lòng đã để lại bóng ma luôn sống trong sợ hãi ngay cả trí nhớ mơ hồ của cô bé cũng phản ứng theo bản năng như vậy bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di cắp phim truy cập kênh youtube di cắp phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé bé không cần phải sợ không còn có người nào có thể làm thương tổn bé, bọn họ không làm được gì đâu, cho dù đúng thật người trong khắp thiên hạ đều tìm tới bé cũng không sao, là địch với khắp thế gian thì thế nào chứ? Toàn bộ chém sạch giết sạch. Diệp Phàm nói rất cường thế, chấn động cả vùng băng nguyên này. Núi tuyết rung chuyển, kêu vang ầm ầm, đã xảy ra tuyết sụp lở đáng sợ. Từng đoàn từng đoàn tu sĩ xuất hiện, tất cả đều bay tới hướng nơi này, có nam có nữ, có già có trẻ, có hộ pháp đến từ thần đình đệ nhất thiên hạ cũng có tán tu đến từ vùng đất hoang dã. Địa phương này lập tức bóng người soạt soạt, chúng cường giả đạp tuyết đi tới, tuyết lở, núi nứt vỡ hoàn toàn khó có thể ngăn cản bước chân bọn họ, tất cả đều xông tới. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cô bé, mỗi người đều không rời mắt. Đây là thần anh trong truyền thuyết, giúp cho tử vi thần chiều phồn thịnh trăm năm, rồi sau đó đột nhiên biến mất bức họa của cô bé truyền khắp thiên hạ. Ngày nay cả thế gian đều biết, đều đang tìm kiếm. Xuất hiện rồi, thật sự xuất hiện rồi tiên dược hình người rốt cục tái hiện thế gian khiến mọi người kích động sắp phát cuồng từng tu sĩ trong mắt chỉ còn lại có cô bé thậm chí đều quên mất diệp phàm đứng đó đương thời đây là chỗ hy vọng có thể thành tiên một đứa ư tươi sống vượt hơn một gốc cây bất tử dược khiến ánh mắt mọi người đều đỏ bừng rất nhiều người đều không biết diệp phàm càng không nói trong trường hợp này cho dù là thần đến đây mọi người đều muốn cắn một ngụm chia được một ít tiên duyên giờ khắc này diệp phàm là im lặng một cách kỳ lạ huyết khí nội liễm nhưng vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm những người điên cuồng này một ít người nhận ra hắn trong lòng anh ngại nhưng cũng không lùi bước chờ đợi người khác ra mặt khiêu chiến với thánh thể đáng sợ này hoặc giả có thể có cơ hội cướp lấy tiên dược hình người buông thần anh xuống từ đó rời đi trên đăng nguyên phía trước xuất hiện một đoàn nhân mã đông nghìn nghịt người cầm đầu cưỡi trên một con man thú cầm trong tay một cây phương thiên họa kích từ xa chỉ về phía diệp phàm đang đang sát khí đây là người của ma điện ở vùng cực bắc băng là một thánh địa bất hủ bọn họ rốt cục xuất hiện rồi tại đây bọn họ có thể xuất động nhiều binh mã như vậy cũng không có gì bất ngờ không ít người trao mày cảm giác áp lực thật lớn tiên dược hình người kẻ có đức mới nắm được ta cũng không làm khó dễ người lưu lại tiên dược sau đó mau mau rút đi trên thân tọa kỵ của hắn mọc đầy vầy băng hàn quang lóng lánh mà trên người hắn cũng bao phủ giáp trụ kim khí ngay cả đầu đều bao phủ trong khôi giáp sát khí dày đặc chấn nhiếp tâm hồn người ta. Mà đám người ở phía sau hắn đều gần như cùng một loại trang phục, giáp trụ kim khí sáng bóng chớp động lạnh như băng, man thú phía dưới thân mình lắc đầu vẫy đuôi, không ngừng giống dài. Buông thần dược xuống. Những người này đồng loạt phụ họa theo, cùng hô to chấn động thiên địa, rất nhiều dãy núi phía sau đều sụp đổ, ở dưới gót sắt của đông đúc man thú đều hóa thành bột mịn. Đây là một dòng thác lũ sắt thép không thể ngăn cản, rất nhanh tấn công lại đây, súng động lòng người khóe miệng diệp phàm lộ ra một vẻ cười lạnh tàn khốc trong lòng phẫn nộ tới cực điểm cô bé đã làm cho trong lòng hắn chua sót cảm giác rất khó chịu mà những người trước mắt này vẫn như cũ xem cô bé là tiên dược như thế sát diệp phàm giống to một tiếng giống như một con dã thú bị thương một tay che kín hai mắt cô bé một tay cách không thu lại một thanh thiết kiếm phóng vò tới phía trước tuy rằng không phải là tiên binh gì chỉ là một thanh thiết kiếm tinh chế nhưng lúc này ở trong tay diệp phàm dù là một khúc gỗ khô cũng có thể nở rộ tiên quang, tự nhiên uy lực vô cùng lớn. Một kiếm này chiếu sáng bầu trời, mở ra vòng trời, như là một giải tinh hà thật lớn trải rộng chụp xuống. Rắc một tiếng, mặt đất vỡ ra một lỗ hồng thật lớn rộng tới mấy chục trượng. Về phần người cầm đầu cầm cây đại kích kia, thì trước tiên vỡ nát, không phải bị chém trúng mà là bị loại lực đạo này mạnh mẽ đập chết, nổ tung thành mấy trăm mảnh. Ngay cả con man thú dưới mình hắn cũng không kịp phát ra một tiếng gào thét liền trực tiếp vỡ nát hóa thành màn sương máu rồng có vẩy ngược chạm tới tất giết chết cô bé chính là vẩy ngược của diệp phàm một cô bé cơ khổ không có chỗ dựa đáng thương như vậy lại bị bước tới nước này chỉ nhìn thấy đã khiến cho diệp phàm mũi cay cay càng không nói là nhiều người như vậy chạy tới ức hiếp cô bé một kiếm này bổ xuống ngay chính giữa mấy chục người và tọa kỵ ở trong cái khe lớn khủng bố kia trực tiếp biến mất tất cả đều hóa thành màn xương máu tan xương nát thịt về phần các thiết kỵ khác tất cả đều hỗn loạn người ngã ngựa đổ, đều kinh hoàng đến mức tận cùng. Ngươi là ai? Người của băng ma điện quá to, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Người giết các ngươi. Diệp Phàm nghiến răng nói, thiết kiếm trong tay một lần nữa, quét ngang ra, kiếm khí như giải tơ phun ra nuốt vào, phu kiên bất tồi. A, à, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phía trước phần còn lại của chân tay cụt bay lên, như là một mảng tiếp một mảng lãng hoa tươi đẹp mà vô cùng đáng sợ. Đó là thịt vụn thân thể người và thú vỡ nát mà hình thành. Một kiếm này không người nào có thể kháng cự, bất kể là man thú hay là mãnh sĩ ngồi trên, tất cả đều bị cắt nát, bị chém không còn hình dáng. Trong sóng kiếm mờ mịt này không có người nào là ngoại lệ, tất cả đều hóa thành máu bùn. Trong tiếng kêu gào sợ hãi tê tâm liệt phế, những thiết kỵ này kết thúc, trên băng nguyên máu chảy đầm đìa, nơi nơi đều là mảnh xương vụn, từng mảng lớn vết máu làm cho nơi này nhìn thấy mà ghê người. Đây là người nào? các tu sĩ khác lông tóc dựng đứng từng người ra đầu đều run lên đây quả thực chính là một trường tu la ngay cả nhân mã của băng ma điện cực bắc phái ra không ngờ lại bị giết chết sạch hai kiếm vẻn vẹn chỉ hai kiếm a đã làm cho thiên quân vạn mã xong đời trở thành quá khứ có người run run thất thanh kêu to trái tim đập thỉnh thịch như sắp nhảy lên cổ họng đương nhiên là có người biết diệp phàm nhưng giờ phút này đều giữ thái độ im miệng không nói mỗi người đều thở ở lạnh nhạt nhưng trong lòng sao động mạnh hấp dẫn của thần anh quá lớn. Mặc dù biết diệp phàm đáng sợ, biết hắn lợi hại, nhưng vẫn như cũ trong lòng không cam lòng, hy vọng có cường giả tuyệt thế ra mặt, cùng chung sức công kích hắn, giết hắn hoặc đánh bại hắn, cướp đi thần anh. ầm ầm. Phía cuối chân trời vang lên tiếng chiến xa gầm rú. Một chiếc lại một chiếc chiến xa đồng thao cổ xưa xuất hiện, hướng về phía này, chấn động nghiền ép bầu trời. Từng cây từng cây đại kỳ phấp phới như mây đen ép xuống che lấp mặt trời thần anh thuộc về người khắp thiên hạ bất luận kẻ nào cũng không thể độc chiếm truyền đến một tiếng hét lớn của người trung niên uy mãnh thế lực lớn này đến chậm tự nhiên phải tìm lấy cái cớ tốt hơn muốn mượn đại thể của người trong thiên hạ này tự xưng ứng với thiên hạ cùng chia tiên dược hình người khiến trách diệp phàm bảo hắn lập tức buông tay từng đám không biết sống chết bằng vào các ngươi cũng dám thương tổn tới cô bé diệp phàm thần sắc càng thêm rét lạnh ôm lấy cô bé che hai mắt của bé giết ngang tới trước dùng giết ngang cũng không quá đáng chỉ một thanh thiết kiếm mà thôi quét ngang một vùng máu tươi văng khắp nơi từng cái từng cái đầu kèm theo từng mảng lớn máu tươi như là sóng nước bay tung tóe lên bầu trời làm cho người ta cực kỳ sợ hãi đây là một cảnh tượng địa ngục chỉ có một người đứng trong vũng máu chung quanh tất cả chiến xa đều bị phá hủy tất cả cường giả đều đầu bay lên thi hải khắp cả trên trời dưới đất về phần nguyên thần của họ ở khoảnh khắc đầu bị chém xuống đã bị sát khí kia xâm nhập trong cơ thể cắn nát không ai có thể sống sót. Diệp Phàm đáp xuống đất, mặt không chút thay đổi, nhìn về phía mọi người. Tuy rằng, tàn sát nhân mã của hai đại giáo, nhưng người vẫn càng tụ càng nhiều không giảm bớt. Đám đông từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo tới, chiếm cứ đầy ngọn núi, đầy vùng tuyết lĩnh vây quanh nơi này. Mà đúng lúc này, Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch cũng tới nơi, mang theo tiểu thảo dừng chân ở bên cạnh Diệp Phàm Cô bé người không có việc gì là tốt rồi. Nha đầu này ôm ngực, thở ra một hơi dài, nói. Tiểu Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Cô bé hai mắt nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác khí tức của mấy người ở chung quanh, hiện tại được bao phủ trong hoàng kim quang của Diệp Phàm tốt hơn nhiều so với vừa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh chậm rãi khôi phục bình thường. Đạo Hữu có không nghe lão hủ một lời. Phía trước xuất hiện một lão đạo sĩ. Nói, Diệp Phàm bình tĩnh nhìn hắn. Tiên dược hình người liên quan đến quá nhiều, mặc dù người tạm thời có thế lực áp quần hùng nhưng tự tin có thể đi thoát ra được tử vi tinh vực sao toàn bộ người trong thiên hạ đều sẽ ngăn chặn ngươi không bằng thương lượng với đại giáo chúng ta cùng thăm dò phép trường sinh như thế nào không thương lượng diệp phàm đáp lại lạnh như băng đạo hữu ngươi thái quá thực nghĩ mình là vô địch thiên hạ sao nên biết rằng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nếu như có thể luyện ra một lò tiên đan khẳng định cho ngươi tuyển chọn đan trước cam đoan hai bên ai cũng vui mừng có một lão già khác đứng ra nói phía sau bọn họ đều phân biệt có một thế lực lớn đều là đầu sỏ một phương có thân phận khó lường nhưng mà khi diệp phàm nghe được những từ chế thuốc này sắc mặt lập tức vô cùng khó coi lộ sát khí gào to ta nói cho các ngươi biết cô bé có phải thần dược hay không cũng là thân nhân của ta muốn đánh chú ý tới cô bé trước phải qua một cửa ta đây mọi người nghe vậy lập tức ồ lên đạo hữu ngươi thật bá đạo muốn độc chiếm bất tử dược sao ngươi nên suy nghĩ cẩn thân đây là địch với tu sĩ khắp thiên hà thật không dễ xuất hiện một cơ hội thành tiên mà ngươi lại định cắt đoạn con đường của mọi người đây là muốn khiêu chiến với chư hùng đương thời diệp phàm bình tĩnh đáng sợ yên lặng nhìn mọi người thời gian rất lâu sau mới nói ta không muốn giết người không muốn lạm sát kẻ vô tội nhưng nếu bức ta cũng đừng trách sao trên mặt đất máu chảy thành sông thánh địa đoạn tuyệt mọi người nghe vậy đều khiếp sợ người này cũng quá kiêu ngạo đi thực nghĩ rằng có thể hủy diệt sạch các giáo của tử vi tinh vực sao diệp phàm cũng không nói gì thêm chỉ đánh ra vài đạo mảnh nhỏ lạc ấn đó là hình ảnh hắn cùng với cô bé ở chung ở bắc đầu tinh vực nói cho mọi người biết hắn không có nói dối quan hệ giữa hắn cùng với cô bé cũng không phải là nguyên nhân bất tử dược hay gì khác trong bầu không khí trầm mặc ẩn chứa vô tận sát khí diệp phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người hắn tận lực khắc chế chính mình không muốn tàn sát quá nhiều người nên giải thích được đều giải thích nhưng nếu còn có người không biết sống chết vậy thì hắn cũng không cần phải nâng tay đạo hữu mặc dù ngươi cùng cô bé có chút quan hệ nhưng chỉ sợ nguyên nhân cũng vì cô bé là tiên dược chăng ngươi muốn cô bé trở thành tiên dược thuộc về một mình ngươi điều này chỉ sợ rất khó bởi vì người trong thiên hạ chúng ta đều không đáp ứng ngươi tính cái dám gì mà cũng có thể đại biếu người trong thiên hạ diệp phàm cầm kiếm bổ thẳng xuống phù một tiếng chém người này thành hai nửa sát khí của hắn càng nồng đậm nhìn về phía quần hùng nếu cộng thêm thần đình đệ nhất thiên hạ thì thế nào có người lạnh lùng nói ra cái gọi là thần đình chính là thế lực lớn khủng bố từ vực ngoại buông xuống tiêu diệt tử vi thần triều muốn xây dựng thiên đình cổ ngày nay ở dưới tinh không tử vi được xưng là thần đình đúng nếu cộng thêm minh lĩnh trường sinh quan quảng hàn cung bắc địa thì sao có đủ phân lượng hay không cộng thêm thiên yêu minh ở hạ châu thủy ma giáo ở vùng đất hoang dã bạch hổ trang của thần châu có đủ chưa có thể đại biếu người trong thiên hạ hay không một đám người hét lớn kẻ còn lại thấy thế tất cả đều phụ họa theo từng người sĩ khí tăng vọt vô cùng kích động dường như các thế lực lớn tuyệt đỉnh của thiên hạ này đều tỏ thái độ mặc dù trong đó có lẽ có một số người cá biệt là giả mạo thật giả lẫn lộn nhưng vậy cũng đủ rồi tối thiểu đã điều động nỗi lòng của mọi người cùng nhau giống lên người khắp thiên hạ tạo áp lực dù người có mạnh mấy đi nữa cũng phải cúi đầu thánh thể diệp phàm người cảm thấy thế nào có người quá to. Ta cảm thấy thực buồn cười, nếu các ngươi tự nhận là đại biếu khắp thiên hạ, ta đây cứ tàn sát sạch sẽ. Diệp Phàm bạo phát, cuối cùng một tia khắc chế biến mất. ầm, Hắn như là một con mãnh hổ sồng chuồng, trong tay chấn một cái thiết kiếm quét ngang, máu tươi hóa thành từng luồng hào quang ứt át tươi đẹp, nở rộ tại địa phương này. Hắn không giữ lại chút nào nữa, vận dụng bí quyết chữ binh, các loại pháp khí trong đám người đảo ngược, như là đang nghiền ép bình thường, từ thi y thành từng mảng xây bằng máu bùn a à, một ngày này nơi đây hóa thành luyện ngục diệp phàm đại khai sát giới chém sạch người khắp thiên hạ không lưu tình chút nào hoàng kim thần tàng thi triển ra nhất khí hóa tam thanh xuất ra thiên đế quyền lúc tung lúc thu đây là một sự kiện đẫm máu khắp băng nguyên đều bị nhiễm đỏ nơi nơi đều là máu loãng nơi nơi đều là mảnh xương vỡ vụn diệp phàm che hai mắt bịt lổ tay cô bé còn mình hóa thành sát thần quét ngang vùng địa cực tây bắc Nửa ngày sau, tin tức truyền ra, khắp thiên hạ đều tĩnh lặng nửa khắc, sau đó tiếng náo động dầm dì sông lên tận trời. Vùng địa cực Tây Bắc, chư hùng phơi thây, hết tám phần tu sĩ đều đã chết. Phàm là người xuất hiện ở vùng băng nguyên đó không tiếp nhận cảnh cáo của Diệp Phàm, gần như đều hóa thành mảnh xương vụn cùng bắn xương máu. Trên vùng hoang dã lạnh như băng, gió lạnh vẫn như cũ đang gào thét, tuyết bay tán loạn, phủ kín khu chiến trường đáng sợ kia, vết máu cùng mảnh xương vụn đều lấp dưới lớp tuyết trắng một đống lửa cháy vùng phừng, phừng một cái đỉnh đặt trên cái giá bên trong có các loại chân hào mỹ vị tản phát ra từng đợt mùi hương thơm phức ở trong vùng tuyết lạnh giá này đặc biệt thật mê người diệp phàm tự mình ra tay lại nhóm ra một đống lửa nướng từng sâu từng sâu thịt khô vàng óng ánh mỡ nhỏ giọt xuống ở trong đống lửa phát ra tiếng rèo rèo lốp bốp nổ vang nhiều thức ăn như vậy tất cả đều là chân phẩm hiếm thấy nếu chỉ ở trên một viên cổ tinh quả thực rất khó tìm ra mấy thứ này như là đằng xà Kim Bối Thần Thu, Thần Huyết Ngân Kê. Cô bé thường ngoan ngoãn, ngồi trên một tấm đệm mềm, đôi mắt trông mong nhìn các loại mỹ thực, không kiềm nổi nuốt một ngụm nước miếng, tiểu tử kia thật sự là đói bụng lắm rồi đây. Chuyện cô bé trải qua, khiến người ta vừa cảm thương vừa đau lòng, một mình lang thang chịu đói chịu lạnh giữa trời băng đất tuyết, gió tuyết đều có thể chôn vùi thân thể nhỏ nhắn của cô bé. Lập tức xong ngay, chờ một chút. Diệp Phàm cười cười nói với cô bé. Bé khẽ ư một tiếng, chớp chớp đôi mắt to Thực nghe lời chờ ở nơi đó khuôn mặt nhỏ nhắn sớm được rửa sạch hơn nữa đã thay một thân y phục sạch sẽ mà ấm áp sau khi rửa mặt trải đầu đổi cách ăn mặc tiểu tử kia quả thực giống như một búp bê gốm xứ trắng mịn như ngọc mài lúc này bất kể là lệ thiên hay là yến nhất tịch đều kể một ít chuyện xưa thú vị pha trò cho cô bé vui vẻ thúc thúc bé rất tốt không cần lo lắng tiểu tử kia thật biết chuyện thấy yến nhất tịch bọn họ quay chung quanh mình vừa kiếm ứa vừa muốn chữa thương cho mình liền non nớt nói. Tiểu Thảo cũng ở bên cạnh, thấy cô bé không việc gì, cũng rất vui vẻ. Xong rồi, đến đây, nếm thử chút mỹ vị danh chấn cổ lộ nhân tộc, ngũ văn dương chân. Diệp Phàm cười nói, lấy xuống một chân dê nướng vàng óng ánh, nhưng chất thịt ngon tuyệt không già, mùi hương ngào ngạt mê người. Hắn dùng một thanh đao bạc cắt ra, cắt lấy một mảnh vàng óng bên trong có vằn năm màu sáng, bóng lưu động trông thật bất phàm. Cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, thực vui vẻ nhận lấy cái mâm bạc sau đó nhưng không có chính mình dùng ăn mà đưa cho tiểu thảo nói tiêu tỉ 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 ăn đi bé ăn trước đi ta còn chưa đói bụng đâu tiểu thảo lớn hơn vài tuổi sớm biết điều biết rõ cô bé mấy ngày này đói khổ lạnh lẽo liền rất nhanh từ chối không cần nhường ai cũng có phần diệp phàm cười nói trong lòng tràn ngập ấm áp sớm đã không còn chút sát khí lúc ở trên chiến trường mắt nhìn thấy hình ảnh hồn nhiên và ấm áp như vậy hắn cảm thấy được tâm tình tốt hơn rất nhiều chiếc mâm bạc kêu lách cách hai đứa bé ăn rất ngon miệng phung múa cái nhĩa bạc như máy say gió thực đáng yêu nhưng diệp phàm nhìn thấy lại có chút đau lòng tiểu tử kia thật sự là đói bụng lắm nhiều năm như vậy chịu ủy khuất như vậy yến nhất tịch thực lo lắng cô bé xảy ra vấn đề nhỏ giọng bàn bạc với diệp phàm có nên hay không hẳn là nghĩ biện pháp cho cô bé nhưng mà bọn họ dò xét cẩn thận lại phát hiện tiểu tử kia rất đơn thuần luôn nhớ kỹ điều tốt người ta làm đối với chuyện không thích cùng với khổ sở đã sớm quên sạch trong lòng không có cửu hận chỉ có hào quang sáng ngời một tiểu tử thật không biết nên nói là tim phổi tê liệt hay là đơn thuần đáng yêu cô bé luôn quên đi quá khứ chẳng lẽ là bị làm tan biến ý thức hay sao hay là trải qua lâu dài có tổn thương gì cần làm cho cô bé quên đi như vậy chăng lệ thiên ngầm truyền âm hỏi diệp phàm nghe vậy cho mày về bệnh trạng của cô bé hắn nghĩ tới rất nhiều, hơn nữa vừa rồi đã ra tay giúp cô bé cải thiện bệnh tình, để bé không đến mức quên đi người bên cạnh. Nhưng mà, vẫn như cũ có rất nhiều câu đố khó giải. Đây là chỗ bí mật trường sinh của cô bé hay sao? Trong lòng Diệp Phạm thực không bình tĩnh, đối với lai lịch và thân phận cô bé, hắn có một hai loại suy đoán gần như đến gần sự thật, nhưng không tiện nói ra. Tiên thai thủy chung như một, không nhiễm bụi bậm, không nhiễm hồng trần, quên đi quá khứ, tinh thuần trong sáng đây là một trong căn do trường sinh của cô bé sao yến nhất tịch cũng nói hắn cùng với lệ thiên sớm từ trong miệng diệp phàm hiểu biết đủ loại về cô bé ngày xưa cùng với trạng huống ngày nay nên tự nhiên có rất nhiều ý tưởng mấy ngàn năm trước đã như vậy ngày nay vẫn còn là thế này thậm chí còn có một vài dấu hiệu cho thấy ở thời đại viễn cổ từ trước đã mơ hồ có bóng dáng cô bé đây là manh mối ngày xưa diệp phàm ở đông hoang dò tìm được đây là loại nghịch thiên đến mức nào đại ca ca bé ăn no rồi tiểu tử kia thực vui vẻ nhu thuận ngồi ở đó giơ cao cái mâm bạc lên cho hắn xem đều ăn sạch sẽ bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé tiểu tử kia thực đơn thuần thực dễ dàng thỏa mãn chỉ cần không có người khi dễ luôn vui vẻ hạnh phúc còn có thể làm ảnh hưởng cho người khác cùng thả lòng theo cảm thấy rất ấm áp diệp phàm cưng chiều sờ sờ đầu cô bé lại cho uống vào một chút canh nóng nhìn thấy hình dạng cô bé thế này trong lòng hắn cuối cùng dễ chịu một ít chúng ta có phải lại quên mất thằng nhóc nhỏ rồi không lệ thiên cười hắc hắc nói ở đâu ở đâu ở đâu có con thỏ nhỏ cô bé cùng tiểu thảo cùng nhau reo lên ở trong này yến nhất tịch mỉm cười lấy ra đứa nhỏ mập mạp trắng mịn nằm trong tiên nguyên gạt người hai tiểu tử kia đồng loạt kêu lên tiểu thảo thì rất ngạc nhiên bước tới cách tiên nguyên nhìn xem đứa nhỏ nói hắn như thế nào ở trong tảng đá vậy đây là quan tài sao hắn xem như chết non à ngươi mới chết non đấy tiểu mập mạp từ trong giấc ngủ mê bừng tỉnh nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn dán sát gần nói như vậy lập tức bất mãn quỷ nha tiểu thảo bị dọa cả kinh kêu lên một tiếng sợ hãi lui về phía sau mấy bước ngươi mới là quỷ đấy ta là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian tiểu mập mạp làm ra vẻ ta đây nói sau đó đột nhiên kinh tỉnh lại, nói Đây là tiểu nha đầu các người tìm kiếm kia, không được tốt lắm. Quái thai nghịch thiên như hắn như vậy, thực có thể là xưa nay ít thấy, đích xác có tư cách nói câu nói này, ở trong mắt người khác tiểu thảo có thể cho là căn cốt hiếm thấy, là tư chất khó có được. Tiểu tử đưa hấu lại nói lung tung rồi, mông lại ngứa rồi sao? Lệ thiên cười quái dị, sau đó bốc một tiếng thưởng cho nó một cái tát. 113 lần, ta nhớ kỹ đấy. Đứa nhỏ tức giận kêu lên. Tại ca ca, hắn là ai vậy? Cô bé ở sau lưng Diệp Phàm ló đầu ra, tò mò nhìn tiểu mập mạp trong tiên nguyên. Đây là một đứa nhỏ không tốt, ngay cả ông trời cũng không muốn nhìn thấy nó, nên che nó lại. Lệ Thiên giành trước đáp. Đứa nhỏ lườm mắt nhìn hắn, một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, sau đó chẳng ngập vẻ khinh thường, khiêu khích bọn họ. Cô bé cũng bước lại gần, tò mò quan sát, còn dùng tay sờ sờ tiên nguyên, lập tức có tiên hà bay vào trong cơ thể cô bé. Quỷ nha lần này đến phiên tiểu mập mạp hét to tràn ngập vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm vào cô bé cô bé lật đặt lui về phía sau nắm lấy góc áo của diệp phàm núp ở phía sau hắn chỉ ló ra nửa cái đầu quan sát yến nhất tịch lệ thiên trực trực lấy làm kỳ tuy rằng sớm nghe nói qua một ít chỗ thần kỳ của cô bé nhưng lúc này nhìn thấy cũng không kiềm nổi kinh ngạc nàng nàng là ai như thế nào có thể đoạt nguyên khí của ta tiểu mập mạp dường như sợ hãi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm cô bé không nháy mắt. Bé không có cố ý. Cô bé nhỏ giọng nói, bước tới phía trước nhận tội. Ôi chao, lại tiết ra căn nguyên, tiên khí ngủ đông trong cơ thể ta bị sói mòn. Đứa nhỏ kêu to, lộ ra ý sợ hãi, đây là sợ hãi, cô bé phát ra từ trong lòng. Diệp Phàm lộ vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện trong cơ thể tiểu mập mạp có phủ văn lấp lánh, trong máu có ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc không hiểu, điều này thật đúng là khiến hắn động dung. Phi thường huyền ảo, khó có thể nhìn thấu mà cái gọi là tiên khí đúng là từ trong máu nó tràn ra làm cho tiểu mập mạp bị dọa cho hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch cô bé thì lộ vẻ mặt mù mịt vội lui ra ngoài cô bé thủy chung không có gì dị thường trong cơ thể thật bình ổn tia sáng mờ từ tiểu mập mạp tràn ra chìm sâu vào trong cơ thể cô bé cũng không có sinh ra mảy may biến hóa gì lệ thiên yến nhất tịch đều đổi sắc tiểu thảo không biết gì chỉ đứng ở bên cạnh nhìn người này người kia cứu mạng nha tiểu mập mạp thiệt tình sợ hãi lớn tiếng kêu cứu nó bị dọa đến sắp khóc. Ai bảo ngươi già mồm, hiện tại biết sợ rồi sao? Lệ Thiên cười nói, đưa hắn rời ra một chút. Mà cô bé thì cũng không tới gần nữa, một lát sau tiểu mập mạp trong tiên nguyên mới khôi phục bình thường, nhưng lòng còn có ý sợ hãi, đánh chết cũng không muốn tới gần, thậm chí muốn chạy trốn, đáng tiếc không thoát khỏi năm ngón tay của Diệp Phàm Nàng là ai, như thế nào đáng sợ và thần bí như vậy, mới lớn một chút như vậy, có thể còn không lớn hơn ta nữa. Đứa nhỏ mắt trợn trừng rất lớn, không ngừng cân nhắc, không phục lắm. Bé lại đây. Diệp Phạm thoáng suy nghĩ một lát, sau đó ôm cô bé tới trước tiên nguyên. Không phải hắn muốn tìm tòi nghiên cứu cô bé, mà là muốn xác định lai lịch đứa nhỏ. Không cần nha. Tiểu mập mạp, như là heo bị cắt tiết kêu lên thảm thiết, vung tay múa chân, lắc lư cả khối tiên nguyên. Lần này, cô bé mới vừa tới gần, trong cơ thể đứa nhỏ đã có từng đợt từng đợt tiên khí bay ra, hơn nữa, trong cơ thể nó ủ vang động, mảnh nhỏ đại đạo trong máu nó càng tăng thêm rất nhiều lần tiểu mập mạp trắng miệng này lai lịch thật đúng là dọa người lúc này mới bao lớn trong cơ thể đã có loại mảnh nhỏ đạo tắc vô thượng này lệ thiên líu lưỡi tuy nhiên lúc này đến nhỏ cũng rất chật vật tràn ngập ý sợ hãi đây là một loại sợ hãi theo bản năng là lần đầu tiên trong đời nó kiên kỵ một người như vậy ở trong cơ thể nó xuất hiện phù văn càng ngày càng nhiều cuối cùng cả người nó đều sáng rực lên cùng lúc đó cái đỉnh đồng xanh trong cơ thể diệp phàm cũng run lên phát ra thành tiếng, hắn lập tức biến sắc rất nhanh lấy ra. Diệp Phàm nắm lấy cô bé, chú ý bảo hộ nàng, sau đó trực tiếp nhét đứa nhỏ vào trong cái đỉnh xanh, theo dõi quan sát cẩn thận. "Mưu sát rồi, ta không muốn chết đâu, các ngươi không thể đối với ta như vậy, mau mau mang cô gái nhỏ kia đi." Đứa nhỏ gào khan tiếng. "Ông." Cái đỉnh đồng xanh lại run lên, điều này làm cho Diệp Phàm, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch tất cả đều biến sắc, lộ ra vẻ khó tin tiểu mập mạp này lai lịch rất kinh người diệp phàm lắc cái đỉnh muốn có phát hiện nhiều hơn kết quả phát hiện tiểu mập mạp miệng sùi bọt mép thất điên bắt đảo bé giúp ca ca một tay diệp phàm bảo cô bé thò bàn tay nhỏ nhắn vào trong cái đỉnh còn mình thì nhìn chằm chằm vào tiểu mập mạp không nháy mắt ta sợ rồi phục tùng rồi khoản nợ các ngươi đánh vào mông ta bỏ qua hết ta không ghi nhớ sổ sách tiểu mập mạp kêu to thỏa hiệp máu trong cơ thể nó sôi trào bị cô bé áp chế tiên khí tràn ra càng nhiều tuy rằng không tổn thương đến thân thể nó nhưng lại có một loại sợ hãi theo bản năng ông cái đỉnh đồng xanh lay động lần này nở rộ ra hào quang càng hừng hực hơn đồng thời phát ra vài đạo âm tiết cổ xưa vô cùng thần bí trong cái đỉnh đồng xanh âm tiết cổ xưa rất là cổ quái như là một hồi âm thanh hiến tế từ thời thượng cổ vượt qua thời không truyền đến lại giống như tiếng kêu gào than khóc kỳ dị tới cực điểm cái đỉnh sứt mẻ phát sáng sáng lạn như một vầng mặt trời trói trang cả vật thể trong sáng các loại tranh hoa chim cá cảnh cùng với mặt trời trăng sao đều hiện ra trong miệng cái đỉnh nhìn như biến hỗn độn mênh mông đã xảy ra chuyện gì lệ thiên yến nhất tịch đều kinh sợ diệp phàm nắm tay cô bé cũng không khỏi lui ra phía sau vài bước bảo vệ tiểu tử kia tránh cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn còn trong cái đỉnh sứt mẻ đứa nhỏ khóc lóc lớn tiếng kêu la tiên nguyên chìm nổi trong biển hỗn độn trời phạt các người không thể đối xử với ta như vậy ở trên thân thể nó đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo phủ văn cực kỳ trói mắt thoáng cái sông thẳng lên trời cao thổi quét chư thiên như sóng lớn vỗ bờ ầm um, thân thể tiểu mập mạp như là nổ tung nhưng lại lao ra một vầng sáng mờ đặc biệt có vài đạo phủ văn vỡ nát rồi sau đó nó nằm im trong tiên nguyên không nhúc nhích đứa nhỏ đã chết mấy người vô cùng kinh hãi diệp phàm càng ngần ngơ bởi vì cảm giác tiểu mập mạp đã không còn có một chút khí tức sinh mệnh phù văn nổ tung kia phi thường đặc biệt không ngờ lại cao lớn bằng thân nó trước sau xuất hiện mấy cái cuối cùng tất cả đều tan biến khiến mọi người giật mình tiểu gia hỏa này hẳn không phải thực gặp nạn rồi chứ lệ thiên thử đụng vào nó một cái không có phản ứng gì trong cái đỉnh sương mù mờ mịt tiểu mập mạp bị phong trong tiên nguyên không nhúc nhích không còn có một chút dấu hiệu sinh mệnh ai cũng không nghĩ tới lại là một kết quả như thế lúc này trong cái đỉnh sứt mẻ nội liễm sáng bóng sáng màu xanh dần dần biến mất khôi phục bình thường, lại trở nên loang lổ dì xét, có ném ở trong đống sắt vụn cũng không ai thèm chú ý tới. Diệp Phàm mò lấy ra tiên nguyên, bên trong tiểu mập mạp nhắm chặt hai mắt, nhưng màu da trong suốt, cũng không giống như bộ dáng bị thương. Non nửa khác sau, nó đột nhiên có lại dao động sinh mệnh, sau đó chợt mở mắt, hét to một tiếng. Thoải mái quá đi! Mọi người! Giả thần giả quỷ, còn tưởng rằng ngươi đi đời rồi. Ngay lập tức, lệ thiên tự nhiên thưởng cho nó một cái tát ta dường như là được tân sinh lại cảm giác thư thái hơn rất nhiều so với trước kia nó hưng phấn kêu to nhưng khi nhìn thấy cô bé chớp chớp đôi mắt to lập tức lại co rụt lại có thể hay không đừng cho nàng tới gần ta nó nói để vẻ năn nỉ bởi vì tiên khí trong cơ thể lại bay ra không ngừng chìm sâu vào trong cơ thể cô bé đây là trời sinh áp chế hắn ở trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì yến nhất tịch tìm tòi nghiên cứu nhưng cũng không có phát hiện gì Diệp Phàm đưa cao tiểu mập mạp lên, qua ánh mặt trời chiếu rọi, lật qua lật lại quan sát giống như đang đánh giá một kiện kỳ chân, trong mắt thần mang nổ bắn ra. Này, ngươi làm gì vậy? Ta là trí tôn tương lai, nếu đắc tội với ta tương lai ngươi sẽ không có ngày lành. Đứa nhỏ tức giận, hung tợn uy hiếp. Đáng tiếc, Diệp Phàm tình bơ xem như không có nó, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện có chỗ gì đặc biệt, lại thả nó xuống. Địa phương này khôi phục bình tĩnh, Diệp Phàm cùng Lệ Thiên Yến nhất tịch đều hai mặt nhìn nhau, sau đó tất cả đều nhìn chăm chăm vào tiểu mập mạp, trong lòng có phỏng đoán không khác nhau lắm. Có liên quan với cái đỉnh đồng xanh, chẳng lẽ là con nối dòng của đế tôn? Đúng vậy, thanh âm hiến tế trong tiên thai tiểu mập mạp này quá mức hoành tráng, ai mới có thể xứng đáng, phòng chừng là khi hạ táng đế tôn mà sinh ra. Cũng không nhất định, có lẽ là thần thai Côn Lôn cũng không chừng. Côn Lôn Sơn rất cổ quái, sinh ra một cái tiên trung, lại dựng dục thành một cái đỉnh xanh vượt qua hiểu biết của thế nhân. Cuối cùng, Lệ Thiên chưa từ bỏ ý định, làm thêm một bước quyết định, lại thầy tiểu mập mạp vào trong cái đỉnh, sau đó bảo cô bé trực tiếp chống tay vào tiên nguyên. a à, địa phương này lập tức vang lên tiếng tiểu mập mạp kêu gào thảm thiết, tiên quang bắn ra bốn phía, bị sói mòn nghiêm trọng, nhưng không có biểu hiện kỳ lạ gì nữa. Hơn nữa, cái đỉnh xanh cũng không có mảy may dao động, vẫn loang lổ gì xét không có một chút sáng bóng, lần này lại không có phát sinh dị biến gì điều này làm cho mọi người kinh ngạc tất cả biểu hiện quỷ dị đều biến mất đứa nhỏ cùng cái đỉnh đồng xanh lại dường như không có liên hệ gì quả thực khiến mọi người khó hiểu hết thảy dấu hiệu báo trước cũng không thấy như là hoàn toàn chặt đứt liên hệ cuối cùng diệp phàm thu hồi cái đỉnh xanh giải thoát cho đứa nhỏ hiện tại bởi vì có thêm cô bé làm cho nó thành thành thật thật phi thường nghe lời từ vi tinh vực một mảnh sôi trào diệp phàm giết chết nhiều cao thủ như vậy chấn khiếp thế gian băng nguyên đẫm máu khắp nơi tuyết trắng phủ mặt đất đây là đại sự động trời các đại giáo tổn thất thảm trọng mà tác động lòng người nhất vẫn như cũ là tiên dược hình người nhưng lại rơi vào tay diệp phàm ai có thể bình tĩnh một người mà thôi dù có mạnh mấy đi nữa chẳng lẽ có thể là địch với người trong thiên hạ sao khắp thế gian đều là địch chống lại ý chí của đại chúng hắn khó có kết cục tốt có một số người phẫn nộ sư môn trưởng bối bị giết chết không kiểm nổi quát tàu nguyền rùa đây là một con sóng phẫn nộ tất cả chư hùng đều không cam lòng trước không nói những thân nhân bị giết chết kia chỉ riêng là tiên dược hình người đã đủ để khắp thiên hạ điên cuồng ở vùng cực bắc băng ma điện từ trên xuống dưới đều tức giận tất cả cao thủ phái đi đều chết hết nhiều thiết kỵ như vậy bị giết sạch làm cho bọn họ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng mà bọn họ không thể không ẩn nhẫn chiến lược của thánh thể nhân tộc ngày nay khiến mọi người sợ hãi không có người nào dám tùy tiện tranh phong thế nhưng bọn họ không cam lòng nếu hắn dám cuồng vọng như thế cứ làm cho hắn là địch khắp thế gian đi để người khắp thiên hạ cùng giết hắn một vị hộ đạo già của băng ma điện âm trầm nói tràn ngập hàn ý trên thực tế đã như thế rồi giết chết người nhiều như vậy đều đã kết thủ kết oán với thần đình minh lĩnh trường sinh quan hắn đã đắc tội khắp thiên hạ chỉ cần thổi một chút hơi từ nay về sau hắn chính là đệ nhất ma đầu ở nhân gian một vị phó giáo chủ lạnh lùng nói ra lời nói không nên nói nhưng thần sắc cũng rất âm u băng ma điện tự nhiên lòng có oán hận lớn ở một ngày này liền tiến hành đánh trống gieo hò ở trong bóng tối chụp mũ diệp phàm là kẻ giết người tàn nhẫn rất nhiều tin tức phản diện bọn họ thêm mắm thêm muối việc đặt nói không thành có cắt câu lấy nghĩa bố trí rất nhiều không ngừng hãm hại hắn là thánh thể nhân tộc cho rằng mình là vô địch muốn hiệu lệnh thiên hạ đại sát tứ phương diệp phàm người này khó lường ngày nay chiếm được tiên dược hình người có được cơ hội thành tiên nhưng đó chính là các đại giáo phát hiện trước, lại bị hắn ở Bắc Nguyên tàn nhẫn giết sạch sẽ, độc chiếm bảo dược. Hắn từng tuyên bố, khắp thế gian đều là địch thì có sao. Nếu cần sẽ giết khắp thiên hạ, đây chính là một tên ma đầu, thần đình, trường sinh quan, thiên yêu minh, thủy ma giáo, người cầm đầu chấp trưởng thiên hạ, có thể tha cho hắn làm càn như vậy sao? Băng ma điện đánh chống giao hò, đầy diệp phàm về hướng đối lập với nhân, tộc, ở trong bóng tối giải các loại lời đồn, muốn kêu gọi đồng tình của người khắp thiên hạ cùng chung sức thảo phạt cấp lấy bất tử dược diệp phàm cười lạnh những đại giáo này rất mạnh nhưng không đủ để đại biếu khắp thiên hạ bức bách với thế áp người một cái cớ như vậy có thể làm cho hắn sợ hãi sao hắn diệu thuật kinh thế thông thiên động địa ở vùng cực bắc là nơi thứ nhất hắn thì triển đại thần thông đối tượng chính là băng ma điện quả nhiên xác định được đại giáo này đang châm dầu vào lửa bên trong băng ma điện cũng có người phản đối nhưng phó giáo chủ và hộ đạo giả chủ sự kiên trì yêu cầu hiệp đại thế của thiên hạ áp chế diệp phàm dẫn tới các thế lực lớn khác chung sức chu giết hắn vì vậy tiếng động lớn rầm rĩ đủ loại lời đồn nhằm hãm hại hắn thánh thể nhân tộc ngươi dựa vào cái gì chỉ đơn giản là huyết mạch cường đại mà dám khi dễ đồng đạo thiên hạ sao rõ ràng là chúng ta trước phát hiện thần dược hình người mà ngươi là vì riêng bản thân mình giết hết chúng hùng băng nguyên cấp đoạt vào tay thật là máu lạnh không có nhân tính tiên dược tự nhiên thuộc với tất cả các đại giáo vốn chính là chúng ta phát hiện trước luyện thành tiên đan người trong thiên hạ cùng chia đâu có thể để rơi vào tay ma đầu này vì muốn nuốt chọn bất tử dược còn bịa đặt chuyện xưa nói nữ đồng kia là muội muội của hắn thật sự là một chuyện cười quả là lòng người mà lòng tham không đáy băng ma điện đánh trống giao hò thiên hạ đều sôi trào có rất nhiều tán tù cường đại đều xuất quan không vì gì khác chính là nhầm vào bất tử tiên dược cũng đáng để đi một chuyến xem sao không chịu nổi tịch mịch rồi mà diệp phàm đối với chuyện này chỉ nói một câu như vậy rồi mang theo cô bé lệ thiên cùng vói yến nhất tịch xuất phát đi tới chỗ sâu nhất bắc cực mục tiêu dĩ nhiên là băng ma điện tiểu thảo đi theo nó đã bái biệt người nhà nguyện ý trở thành một tu sĩ bay trên trời độn dưới đất tuy rằng là khóc rớt mướt rời đi nhưng rốt cuộc chỉ là đứa nhỏ qua nửa ngày tinh thần tiểu thảo liền khôi phục không ít tiểu thảo chung một chỗ với cô bé hai đứa trẻ cùng ngược xuôi rất đáng yêu đứa nhỏ không muốn bị phong ở trong pháp khí nhưng ở bên ngoài không khí lại không tiếp xúc với cô bé rất là mâu thuẫn chi phải thỏa hiệp năn nỉ diệp phàm và lệ thiên chiếu cố nhiều hơn cái gì diệp phàm đến đây khi người băng ma điện nhận được tin tức từ trên xuống dưới lập tức rơi vào tính mịch sau đó đều lộ vẻ sợ hãi tin tức lộ ra quá nhanh vậy sao chỉ phải đi vài nhân vật mấu chốt đi cổ động mà thôi nhanh như vậy đã bị diệp phàm phát hiện các giáo đều đến vùng cực bắc tiến vào bang nguyên này có cường giả tuyệt thế xuất thế như vậy chẳng lẽ hắn còn không kiêng rẻ muốn mạo phạm thiên hạ sao một số người sợ hãi nhưng không muốn biếu lộ ý khiếp sợ ầm đột nhiên vang lên một tiếng nổ cung điện sập đổ một tấm biển đồng thật lớn từ trên trời giáng xuống đập xuống ngay trên tòa cung điện làm nó sụp đổ một màng thật đáng giận quả là to gan lớn mật một ít nhân vật lớp người già phẫn nộ đây là tấm biển treo trước sơn môn kết quả bị người đánh bay vào đập sụp đại điện nghị sự của họ Bao nhiêu năm qua chưa từng có chuyện như vậy, bọn họ gần như không thể tin được kết quả này. Đây thật đúng là không kiêng nề gì. Tự nhiên là Diệp Phàm bọn họ tới nơi, đi tới trước băng cung, nơi này to lớn ba la hùng vĩ, tọa lạc giữa vùng địa cực, đứng sừng sững trong băng tuyết mờ mịt, trường tồn từ xưa tới nay. Bọn họ vừa tới nơi này, không có dừng lại chút nào, lập tức xông vào sơn môn, Diệp Phàm tát một cái đánh bay tấm biển đồng, hoàn toàn là tư thái khởi binh vấn tội mà đến. Căn bản không người nào có thể kháng cự đây là một thánh địa mười mấy vạn năm trước từng xuất gia chuẩn đế nhưng trận văn sớm đã bị tan biến không còn bao nhiêu về phần mấy tầng đại thánh trận lại không ngăn được diệp phàm dừng lại có người quát lớn phù diệp phàm vung tay áo người này lập tức bay tung ra ngoài hơn mười dặm xa đây là tổ địa của băng ma điện ta đạo hữu không thể làm càn nếu muốn gặp trưởng giáo chúng ta tạm thời dừng chân chờ ta đi bẩm báo có lão thành nhân nói muốn kéo dài thời gian hộ pháp thủ hộ sơn môn tôn giả đều xuất hiện dàn hàng chữ nhất chắn ở phía trước nhưng diệp phàm há mồm thổi ra một cơn lốc cuốn những người này bay lên bay thẳng ra ngoài trăm dặm ngươi khinh người quá đáng thật cho rằng thiên hạ không người nào có thể áp chế ngươi sao trong điện phủ tối cao băng ma điện xuất hiện vị hộ đạo giả giống giận bị người đánh vào tới cửa đánh sập đại điện nghị sự đây giống như bị một cái tát vào mặt trước mắt người trong thiên hạ là một loại sỉ nhục lớn lao ầm đột nhiên một thanh thiết kiếm vạch ngang không trung rồi chém xuống một luồng kiếm quang thật lớn bổ xuống điện phủ tối cao làm cho đại thánh trận văn nơi này ảm đạm xuống cả tòa cổ điện bị tách ra hai nửa điện phủ tối cao bị bổ nứt ra một thanh cự kiếm cắm ở nơi đây chơi kiếm lớp trong trời cao đang không ngừng lay động sát khí xông thẳng lên chín tầng trời mọi người đều biến sắc diệp phàm như vào chỗ không người lập tức đánh giết trước mắt bọn họ mọi người đều kinh sợ khinh người quá đáng à các ngươi bố trí nhiều như vậy còn có mặt mũi nói như vậy diệp phàm ánh mắt như luồng điện không có cho hắn cơ hội giải thích tung ra thiên đế quyền vị hộ đạo giả kia vỡ nát ngay đương trường màn xương máu tràn lan trong đại điện bành xương nhỏ bay tứ tung máu tây nhiễm đỏ điện phủ đại thánh trận văn càng thêm ảm đạm mọi người đều gần như hóa đá kinh sợ quên cả kêu lên đây chính là một đầu sỏ trong môn phái là một nhân vật cực kỳ cường đại mà cứ như vậy bị đánh chết hoàn toàn không kịp làm ra phản kháng người phó giáo chủ sắc mặt đỏ bừng rồi sau đó lại chuyển thành trắng bệch hắn cũng là kẻ khởi sướng lúc này vừa kêu lên một tiếng liền xoay người bước đi không muốn nói nhiều bởi vì diệp phàm quá mức cương mãnh vừa tới đã có biểu hiện thế này khẳng định hắn không thể chống lại nếu không đi sẽ không có mảy may cơ hội sống sót ông mi tâm diệp phàm phát ra hào quang mãnh liệt lao ra một đạo dài tơ hóa thành một cái đỉnh nhỏ đuổi theo thân ảnh muốn chạy trốn kia ngay lập tức phó giáo chủ băng ma điện bị chấn nát tại đương trường màn sương máu lan tràn tất cả mọi người đều há hốc mồm lạnh từ đầu xuống chân người này thật đáng sợ hai đại đầu sỏ trong môn phái ngay cả một chút cơ hội cũng không có cứ như vậy hình thần câu diệt điều này sao không khiến mọi người khiếp sợ diệp phàm nhìn về phía mọi người với ánh mắt lãnh liệt sau đó từng bước một đi tới chỗ ngai vàng tối cao cuối cùng ngồi trên đó uy nghiêm nhìn xuống mọi người giáo chủ băng ma điện không ở đây trong điện đã chết hai người đầu sỏ các chủ sự khác đều câm như hến bầu không khí hiện trường căng thẳng lãnh liệt tới cực điểm. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.